chương 2320, đại thu hoạch, Lý Hỷ kết cục cùng kình thiên đồng dạng, lục ly đều không có xuất động U Linh Vương, chỉ dựa vào phong ma thú liền xử lý Lý Hỷ, chiến trường tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bốn cái thủ lĩnh đột nhiên bị người làm, cái này khiến rất nhiều người đều mộng bức, các lão đại đều đã chết, bọn hắn còn đánh cái gì. Lục ly bên người lúc đầu có rất nhiều võ giả, giờ phút này những cái kia võ giả lập tức xa xa rút đi, xem lục ly biểu lộ giống như là xem như ma quỷ. Người đầu hàng không giết, Lục Ly thấy có người đào tẩu, phòng ma thú đồng thời công kích, mấy chục đạo cột sáng vào tới, kia mấy chục người biến thành thịt nát, Lục Ly sát khí đằng đằng liếc nhìn toàn trường nói, giống như các ngươi hiểu được tốc độ của các ngươi rất nhanh, cái kia có thể thử một chút chạy trốn. Nhìn thấy kia mấy chục người biến thành huyết phụ, nhìn thấy bốn phía nhìn chằm chằm bọn, bên này không ai dám chạy trốn, có người bay xuống quỳ trên mặt đất quát khẽ ta nguyện hàng, nguyện đầu hàng. Chỉ là đổi một cái lão đại thôi, dù sao ai làm lão đại đều đồng dạng, bọn hắn tự nhiên không quan trọng. Có người dẫn đầu, chuyện còn lại liền dễ làm, từng người bay xuống đi quỳ trên mặt đất đầu hàng. Đám người này giao cho các ngươi, Lục Ly nói làm đến, khoát tay áo, chính hắn hướng kia bốn cái thủ lĩnh bỏ mình địa phương bay đi, đem bốn cái không gian giới nắm bắt tới tay. Đồng thời hắn trên không trung bay một vòng, không trung sở hữu không gian giới đều bị hắn thu vào. Giao ra không gian giới, nếu không giết chết bất luận tội. Kinh thiên quân đoàn bên này võ giả chờ mình làm chủ nhân, lục ly hứa hẹn thực hiện để bọn hắn đều có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác toàn bộ dưới người đi trực tiếp cướp đoạt bên này quân đoàn không gian giới binh khí các loại thái thiên quân đoàn người trợn tròn mắt không phải đầu hàng đổi một cái lão đại sao làm sao còn ăn cướp a à, mọi người về sau đều đi theo lục ly không phải một phe cánh sao lục ly tự đứng tại giữa không trung mấy chục con phong ma thú sắp hàng chỉnh tề người phía dưới không dám làm loạn thành thành thật thật giao ra không gian giới có không thành thật bị kình thiên quân đoàn người tạp thành trọng thương bị cưỡng ép tranh đoạt. Lục Ly không có đi quản bọn họ, hắn bắt đầu kiểm tra hắn thu hoạch, hắn thần niệm quét vào kinh thiên cùng Lý Hỷ không gian giới, hai người này không gian giới tài phú khẳng định là kinh người. Tê tê, liếc mấy cái, Lục Ly hít một hơi lãnh khí, lần này thu hoạch lớn đến vượt quá hắn tưởng tượng, nhất là kinh thiên không gian giới bên trong. Bên trong thần tài bảo vật thế nhưng là chồng chất như núi A, thần thạch cũng là đống phải cùng kia một tòa núi nhỏ đồng dạng lục ly nghĩ đến trước đó kình thiên quân đoàn giống như vừa mới cướp sạch một cái trung đảng thành trì nội tâm của hắn cười nở hoa đem đạt được sở hữu không gian giới cẩn thận kiểm tra một lần hắn dứt khoát quyết định rời đi bởi vì hắn trên người bảo vật thần thạch thần tài những này cộng lại ít nhất có mười mấy hai tỷ thần thạch còn có một số bảo vật hắn vô pháp tính ra giá trị sở dĩ lần này thu hoạch đầy đủ quét ngang hai cái quân đoàn chuyện bây giờ hẳn là truyền ra muốn xoắn diệt còn lại quân đoàn khẳng định khó khăn nói không chừng sẽ làm tức giận thiên tàm tử, hắn không dám mạo hiểm, quyết định đi. Muốn đi khẳng định không phải như vậy tùy tiện đi, lục ly chờ dây lát, gặp người phía dưới nên cướp bóc không sai biệt lắm, hắn quát khẽ nói, toàn bộ điều động, hướng mặt phía bắc hỏa lang quân đoàn xuất phát, vẫn quy củ cũ, đi qua có thể cướp bóc đều cho các ngươi. Kinh thiên quân đoàn người thoáng cái mắt sáng rực lên, vừa rồi mặc dù tử thương hơn một ngàn người, nhưng thắng lợi rất nhẹ nhõm giống như lặp lại chiêu của một phen đánh xuống hỏa lang quân đoàn không phải rất khó khăn a à. đi vô số người đằng không mà lên lục ly phất phất tay dẫn một đám người hướng mặt phía bắc bay đi lưu lại một đám thái thiên quân đoàn người muốn khóc vô lệ các người đi trước lần này ta không thể quang minh chính đại xuất hiện ta sẽ âm thầm theo dõi phi hành thời gian một nén nhang lục ly truyền âm cho những cái kia tiểu thống lĩnh sau đó một người trốn vào dưới mặt đất tiểu thống lĩnh bọn họ không có hỏi nhiều lục ly nói tới là đúng có lẽ hỏa lang quân đoàn đã sớm đạt được tin tức, lục ly tiềm phục tại trong bóng tối tốt hơn phát huy tác dụng. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng hỏa lang quân đoàn bên kia bay đi, lục ly theo lòng đất tiềm hành, một đường hướng phong vân sơn mạch bên ngoài kín đáo đi tới. Thu hoạch đầy đủ, hắn chuẩn bị chuồn mất, kinh thiên quân đoàn sẽ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hẳn là không người để ý hắn. Còn kinh thiên quân đoàn sống hay chết, lục ly mới mặc kệ. Những này lưu phỉ không có mấy người tốt, sinh tử lục ly không thèm để ý hắn thôi động đại đạo chi ngân, một đường điệu thấp ghé qua, ở trong dãy núi rất nhiều trinh sát hành tẩu, đều là đi dò xét kình thiên quân đoàn tình huống, lục ly thôi động đại đạo chi ngân nhẹ nhóm cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Phi hành tiểu nửa ngày, tại hừng đông thời gian lục ly đã tới dưới núi thành trì, hắn không có trong thành bán ra thần tài, mà là một đường truyền tống rời đi. Hắn những cái kia không gian giới bên trong tựu có bảy tám ước thần thạch, đầy đủ bọn hắn truyền tống rất xa, quay đầu tìm cơ hội lại bán bảo vật tốt. Liên tục truyền tống, Lộ thượng phong bình sóng tính, hao tốn mấy ngày thời gian lục ly về tới tòa thành nhỏ kia. Hô hô, thần niệm khóa chặt tần chiến cùng cam lâm, lục ly như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Cướp bóc quả nhiên là đến tiền nhanh nhất con đường, giống như cần nhờ bình thường thủ đoạn đi kiếm, ba người bọn họ làm lao động 100 năm đều không có nhiều như vậy. Lục ly, tần chiến cùng cam lâm hai người cảm ứng được, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi ra, lục ly nói muốn đi mấy tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại nhìn thấy lục ly nở nụ cười hai người thần tình trên mặt càng thêm chấn phấn tần chiến hỏi lần này thu hoạch rất lớn còn có thể mười mấy ức thần thạch hẳn là có lục ly nhếch miệng cười một tiếng mang theo hai người đi vào mở ra gian phòng cấm chế về sau lục ly lấy ra rất nhiều không gian giới từng cái giới chỉ phát sáng lên từng thanh từng thanh binh khí cùng chiến giáp xuất hiện chất đầy toàn bộ đại sảnh chọn chọn a lục ly khoát tay áo nói thích gì đều có thể cầm các người không cầm lại đầu ta thế nhưng là toàn bộ cầm lấy đi bán a à, hai người tại nhị trọng thiên đều là đại gia tộc tử đệ kiến thức rộng rãi lại bị lục ly lấy ra một đống bảo vật hù dọa rất nhiều đều là rất tiên ma tháp đồng dạng cấp bậc bảo vật a có giá trị không nhỏ hai người liếc nhau đều nhao nhao lựa chọn không có cùng lục ly khách khí hai người chiến lực tăng lên cũng sẽ không liên lụy lục ly hai người lựa chọn sử dụng một kiện chiến giáp cùng binh khí lục ly đem còn lại thu vào sau đó lại lấy ra mấy chương mặt nạ đưa cho hai có người nói chọn một mặt nạ biến ảo thoáng cái ngoại hình chúng ta trước đi đường lần này nhìn xem có thể hay không trực tiếp đi ngang qua tử dương đại lục tốt hai người đều chọn mặt nạ biến ảo thoáng cái ngoại hình lục ly hỏi ý kiến hỏi các người muốn hay không vào không gian thần khí bên trong vẫn là cùng ta cùng một chỗ truyền tống cùng một chỗ a à, tần chiến nhếch miệng nở nụ cười chúng ta thường thế khôi phục một chút cả ngày buồn bực đều muốn buồn sinh ra bệnh cùng một chỗ truyền tống đi dạo đi được, cùng đi, Lục Ly phất phất tay, mang theo hai người đi ra ngoài thẳng đến truyền tống trận mà đi, đã tới truyền tống trận về sau, ba người giao thần thạch bắt đầu liên tục truyền tống. Bốn tháng, Lục Ly âm thầm tính toán thoáng cái, giống như hắn không gian giới bên trong bảo vật có thể bán ra giá cao, trèo chống bọn hắn liên tục truyền tống. Bốn tháng sau bọn hắn liền có thể đi ngang qua tử dương đại lục, đi lẫm đông đại lục. mươi 2321, Thần Âm Thành Bốn cái nửa tháng sau, Lục Ly cùng tần chiến cam lâm đã tới tử dương đại lục phía tây nhất, bọn hắn tại bờ biển một tòa cự thành bên trong, tòa thành này gọi thần âm thành, thành trì tự kiến tạo một mảnh cự đại hải sườn núi phía trên, trong thành còn có thể nghe được hải lãng đập vách đá ảo ảo âm thanh. Mà lại cái này hải lãng đập thanh âm tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó giai điệu, nghe để cho người ta phá lệ dễ chịu, linh hồn bên trong một mảnh an nhàn. Đây cũng là thần âm thành tồn tại, nơi này trước kia là không có thành trì, về sau có người phát hiện nơi này chỗ kỳ diệu, một cái cường đại gia tộc tại cái này kiến tạo một thành trì, cuối cùng bên này biến thành một cái lĩnh chủ thành. Nơi này là tử dương đại lục nhất Tây Phương, cũng là thông hướng lẫm đông đại lục lớn nhất bến cảng, nơi này thương nghiệp phồn hoa nhất, cũng là Tây Bộ lớn nhất thành trì một trong. Lục ly ba người trong thành chuyển rất nhiều giới, có loại chuyển choáng vắng cảm giác, nơi này so thiên ma đảo thiên ma thành lớn ít nhất gấp trăm lần. Số người ở nơi đây đoán chừng có thể đạt tới hơn trăm triệu, các loại kỳ dị trùng tộc đều có, từ kiếp võ giả nhiều vô số kể, nơi này ăn mặc còn có một điểm dị vực phong tình hương vị nữ tử xuyên làm đặc biệt nóng bỏng thấy tần chiến con mắt đều không rời ra ba người đã ở thành nội chuyển bốn ngày không phải ba người muốn nhìn phong cảnh hoặc là gì gì đó mà là ba người đang tìm kiếm tiền đường đi lục ly trên người thần thạch không nhiều lắm trước đó tại phong vân sơn mạch ăn cướp đến bảo vật đã toàn bộ bán đây là một chút không đáng chú ý bảo vật bán giá cao kết quả nếu không ba người đoán chừng đều truyền tống không đến Lục ly trên thân chỉ có mấy trăm vạn thần thạch, muốn đi lẫm đông đại lục không khác người si nói mộng. Tử dương đại lục cùng lẫm đông đại lục chi gian cự ly có một mảnh hải thần âm hải. Mảnh này hải mặc dù không phải đặc biệt rộng lớn, nhưng vô cùng loạn. Hai mảnh đại lục chi gian ai cũng không quản được, nơi đó nắm đấm ai đại ai có đạo lý, nơi đó tứ kiếp đỉnh phong đều có rất nhiều, rất nhiều lão ma độ ở bên kia hỏa loạn một phương. Lục ly bọn hắn muốn đi qua, giống như dựa vào chính mình bay đi qua muốn hơn một năm thời gian, hơn một năm ba người phiêu đáng ở trên biển, xảy ra chuyện gì dù ai cũng không cách nào đoán trước. Giống như cưới thần hành chu, vậy liền so sánh nhanh, vấn đề là cưới thần hành chu sợ là ba người bọn họ muốn chết được càng nhanh. Như thế bảo vật tiến hải liền hội bị người để mắt tới, đến lúc đó đến một hai cái lão ma, trốn đều không có địa phương trốn. Hai con đường này đều được không thông, sở dĩ chỉ còn lại cuối cùng một con đường, cái kia chính là cưỡi thần âm lĩnh siêu cấp chiến thuyền đi qua. Loại này siêu cấp chiến thuyền duy nhất một lần có thể chở khách mấy ngàn người, mà lại tốc độ thật nhanh, mặc dù so ra kém thần hành chu, nhưng tốc độ có thể so sánh tứ kiếp đỉnh phong, ghé qua hải vực chỉ cần 3 tháng thời gian. Thời gian ngược lại là không quan trọng, lâu một chút ngắn một chút cũng không quan hệ, trọng điểm ở chỗ tính an toàn. Thần âm lĩnh lãnh chúa kỳ thật cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng hắn là thiên cương đại đế tộc nhân. Mặc dù cái này tộc nhân cũng không tính đặc biệt thân, nhưng cũng là đại đế tộc nhân bởi vì bên này thương nghiệp lĩnh vực đặc biệt phồn hoa cái này lãnh chúa hàng năm đều cho đại đế gia tộc cống hiến không ít tài nguyên đại đế cũng liền phá lệ lên tiếng thần âm trong nước người đều không được công kích thần âm lĩnh chiến thuyền bằng không hắn đem phái người xuất thủ chu sát một cái đại đế lên tiếng ai dám không nể mặt mũi thế giới này đại đế là cấp cao nhất cường giả đại đế lực uy hiếp mạnh phi thường không ai dám không nể mặt mũi những năm gần đây thần âm lĩnh chiến thuyền cũng không người nào dám chặn đường qua một mực vô cùng an toàn. An toàn phải trả giá thật lớn, muốn ngồi thần âm lĩnh chiến thuyền, phí tổn là phi thường cao, một người cần hai ức thần thạch, lục ly ba người liền muốn 600 triệu thần thạch. Nhiều như vậy thần thạch, lục ly trừ phi bán đi trên người trí bảo, nếu không dựa vào bảo vật bình thường thần tài căn bản không đủ. Lục ly tại lúc này cũng có chút hối hận, sớm biết hắn tại phong vân sơn mạch tự nhiều cướp bóc hai cái thế lực lớn tốt. Bởi vì thần âm lĩnh bên này đặc biệt ổn định, đại đế tộc nhân lĩnh vực, chị An phi thường tốt, không có bất kỳ cái gì lưu phỉ. Sở dĩ lục ly không có địa phương có thể cướp bóc, ở bên ngoài cướp bóc mấy cái tiểu võ giả có thể có bao nhiêu thần thạch cướp bóc đại gia tộc kia trừ phi trong thành động thủ. Nơi này rất nhiều đại gia tộc đều cùng lãnh chúa gia tộc có quan hệ, vạn nhất chọc giận tới đại đế gia tộc, ba người kia muốn ngỏm củ tỏi. Sở dĩ ba người trong thành đổi tới đổi lui, tìm kiếm kiếm thần thạch con đường, nếu không không biết làm sao vượt ngang mảnh này hải vực. Ba người chuyển mấy ngày, tìm được mấy loại kiếm thần thạch con đường, nhưng đều không phải là đặc biệt lý tưởng. Loại thứ nhất là làm lao động, giúp thần âm lĩnh đi làm việc, loại này tự nhiên không có tiền đồ, làm mấy năm xuống tới, không kiếm được mấy ngàn vạn thần thạch. Loại thứ hai là làm sự so sánh nguy hiểm khổ lực, như thế kiếm nhiều một chút, nhưng tính nguy hiểm đại, bất quá muốn lộng cú 600 triệu thần thạch, cũng cần hơn nửa năm thời gian. Loại thứ ba kiếm được tương đối nhiều, cái kia chính là đi làm sát thủ, bất kỳ cái gì địa phương có quang minh tựu có hắc ám, sát thủ thích khách là vĩnh viễn tồn tại thần âm trong cổ bởi vì bên ngoài không ai dám làm loạn, bên này đại gia tộc nhiều lắm, liên lụy các loại lợi ích, một khi có tranh chấp xử lý như thế nào nếu không lợi dụng các loại thế lực phía sau đấu sức, hoặc là chỉ có thể chỉ có thể vận dụng hắc ám thủ đoạn. Sát thủ liên là một loại rất tốt thủ đoạn, dù sao ám sát, coi như sát thủ bị bắt, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, giống như có thể ám sát đối phương nhân vật trọng yếu, cái này kiếm lợi lớn. Con đường này kiếm thần thạch rất nhanh, giống như giám tiếp lớn tờ đơn, nói không chừng ám sát một cái trọng yếu nhân vật liền có thể kiếm vài ức thậm chí vài tỷ thần thạch. Con đường này tự nhiên cũng là phi thường khó đi, tính nguy hiểm quá lớn. Một cái không tốt mạng nhỏ liền không có, coi như hoàn thành nhiệm vụ, giống như bị đối phương gia tộc biết mình hành tung cùng thân phận, kia trên cơ bản là trốn không thoát. Đi về trước đi, lục ly vẫy vẫy tay, ba người hướng khách sạn đi đến, ba người ở một cái khách sạn nhỏ, điệu thấp an nhàn. Sau khi tiến vào, tần chiến có chút hủ rũ ngồi ở một bên uống rượu, Cam Lâm trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta đi máu đen thâm uyên đi, khổ điểm mệt mỏi chút không có gì, hơn nửa năm sau chúng ta có thể góp đủ thần thạch. Cam Lâm nói là loại phương án thứ hai, loại này phương án tương đối an ổn một chút, thời gian hơi hao phí đến lâu một chút, nhưng sẽ không nguy hiểm như vậy. Lục Ly lại lắc đầu nói, không được, máu đen trong vực sâu hố cực kỳ, không cần cẩn thận đi tìm hiểu, tùy ý ngẫm lại tự biết bên trong rất loạn, chúng ta đi vào nói không chừng tự không ra được. Nơi đó thế nhưng là ba cái gia tộc tổng cộng có địa phương, ác thai nhiều chuyện đi, ta cũng không muốn đem chính mình vận mệnh trưởng khống tại trong tay người khác. Lục ly năm đó ở u hồn cốc thời điểm, xảy ra chuyện lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, vạn nhất ở bên trong náo ra một chút việc, cái kia chính là nhốt tại lồng giam bên trong dã thú, mặc cho người khác làm thịt. Tần chiến ngẩng lên đầu, ngưng âm thanh hỏi, người muốn đi làm sát thủ. Ừm, Lục Ly nhẹ gật đầu đều. Nơi này sát thủ có thể tự mình lựa chọn tiếp đơn. Ta chuẩn bị tuyển chọn một hai cái tốt mục tiêu, chỉ cần đắc thủ về sau chúng ta lập tức rời đi, thân phận không bại lộ, vậy liền không có việc gì. Nếu có cực kỳ tốt mục tiêu, giết một cái là đủ rồi, làm xong một phiếu liền rời đi, nhất lao vĩnh giật. Cái này, Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người đều trần chờ. Lục Ly đây là muốn bí quá hóa liều a, cái này một cái không tốt tự chết rất thảm chương 2322, Hắc Ám Chi Thủ. Sát thủ một mực là một cái cao nguy ngành nghề, nhất là tại một cường giả khắp nơi trên đất cao võ thế giới bên trong, có thể đơn giản giết chết người, làm sao lại có người ra thần thạch mời thích khách. Tốn hao nhiều ít thần thạch, kia đại biểu đánh giết người này sẽ có bao nhiêu cao độ khó hoặc là nguy hiểm hậu hoạn, càng là giá cả cao, độ khó nguy hiểm hậu hoạn càng lớn. Lục Ly muốn duy nhất một lần làm vài ức thần thạch, kia trận đánh giết người hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là bối cảnh thông thiên hoặc là có một ít đặc biệt nhân tố nếu không cố chủ cũng không phải ngốc hoa trắng nhiều như vậy thần thạch tần chiến hai người đều không có nhiều lời bọn hắn biết lục ly tính khí chuyện quyết định châu chín con đều kéo không trở lại bất quá lục ly ý nghĩ cũng không sai máu đen trong vực sâu đi vào dễ dàng ra khó khăn vạn nhất phát sinh một điểm gì đó sự tình ba người xác định vững chắc chạy đều không có đường chạy chỉ có thể ở bên trong chờ chết được thôi làm một phiếu đi tần chiến nhẹ gật đầu nói bổ sung, lục ly, chế chút đi xem một chút có cái gì tốt nhiệm vụ, hai chúng ta phối hợp ngươi đi. Lục ly nhẹ gật đầu, trầm tư sau nửa canh giờ, đi ra tòa thành một đường hướng nam thành đi đến. Hắn nghe được một sát thủ tổ chức tình huống, cái này tổ chức không chỉ tại thần âm thành có, sở hữu chủ thành đều có phân bộ, vẫn là một cái trải rộng toàn bộ tam trọng thiên đại tổ chức. Hắc ám chi thủ, cái này tổ chức tại tam trọng thiên rất nổi danh, bất quá bọn hắn sẽ không nick thân phái người ám sát, mà là chỉ phát bốn nhiệm vụ cùng cung cấp tình báo, cụ thể chấp hành sát thủ đều là tự nguyện báo danh. Cũng chính là bởi vì cái này tổ chức sát thủ không phải chính bọn hắn người, bọn hắn mới có thể dài giữ lâu tại, nếu không hàng năm ám sát nhiều như vậy nhân vật trọng yếu, đoán chừng sớm đã bị các đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Chỉ ít bọn hắn không có khả năng tại chủ thành bên trong, quang minh chính đại thành lập phân bộ. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là một cái môi giới, giúp cố chủ cùng sát thủ chi gian thành lập cầu nối, bọn hắn ở giữa kiếm lấy tranh lệch giá thôi. Đương nhiên tên sát thủ này tổ chức một chút nhiệm vụ cũng không dám tiếp, tỉ như ám sát cái nào đó đại đế tử tôn, giống như loại nhiệm vụ này cũng dám tiếp, bọn hắn cũng cự ly diệt phong không lâu. Lục ly đi đến Nam Thành, tìm được một cái tòa thành, cái này thành bảo không có bảng hiệu, chỉ là tại cửa ra vào phía trên khắc một cái màu đen hài cốt chi thủ, con đường này bởi vì tòa pháo đài này đều lộ ra âm trầm. Lục ly mang theo áo choàng đi vào, mặc dù cái này có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, hắn đi vào về sau phát hiện bên trong thế mà không có một ai chỉ có hai đầu hành lang hai đầu trên hành lang phân biệt có khác biệt tiêu ký bên trái trên hành lang là khác lấy một cái dao găm bên phải hành lang khác lấy một mai thần thạch lục ly nhìn thoáng qua tựu đã hiểu hắn đi vào dao găm hành lang một con đường đi đến cuối cùng phát hiện bên trong có ba cái thiền điện thiền điện bên trên cũng có tiêu ký lần này viết là chữ bên trái viết là sơ cấp ở giữa viết là trung cấp bên phải nhất viết là siêu cấp cái này hẳn là nhiệm vụ phân chia, lục ly nghĩ nghĩ gõ gõ chung cấp môn. Đẩy ra đi vào, bên trong không có cái gì, chỉ có một vụ án đặc biệt bàn, ngồi phía sau một người mặc hắc bào nhỏ gầy lão giả. Lão giả ngẩng đầu nhìn lục ly một chút, trong ánh mắt cũng không có dị dạng cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt hỏi muốn tiếp chung cấp nhiệm vụ. Lục ly khẽ vuốt cầm nói, nghĩ tiếp một cái 600 triệu thần thạch nhiệm vụ. 600 triệu, lần này lão giả trên mặt có chút thần sắc ba động, hắn chấp chấp thổn thức lông mày hỏi, ngươi xác định. Lão giả lời nói không nói tinh tường, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn đang hỏi Lục Ly xác định có năng lực như thế Lục Ly cười cười nói ra, không có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, ta cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng, chạy trước tới chơi. Lão giả khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn là nói ra, vẫn là chứng minh thoáng cái năng lực của ngươi đi. Lão giả đánh ra một đạo lưu quang, mở ra đại điện cấm chế, Lục Ly nghĩ nghĩ trong tay xuất hiện một cái phi kiếm, phi kiếm quang mang lấp lánh, một đạo cường đại thần uy tràn ngập mà ra, Lục Ly hỏi, đủ sao? Chưa đủ, lão giả lắc đầu, Lục Ly bất đắc dĩ đem quỷ ảnh phóng ra, lần nữa hỏi, đủ sao? Còn chưa đủ, giống như người nghĩ tiếp mấy ngàn vạn thần thạch nhiệm vụ, vậy liền đủ. Lão giả vẫn lắc đầu, Lục Ly chỉ có thể đem U Linh Vương phóng xuất, lão giả đôi mắt lập tức tinh mang lóe lên nói, hiện tại miễn cưỡng đủ. Chờ Lục Ly đem U Linh Vương cùng quỷ ảnh thu lại về sau, lão giả lấy ra hồ sơ vụ án lật xem, Cha xét một lát nói ra, trước mắt phụ cận 600 triệu đến một tỷ thần thạch nhiệm vụ có hai cái, chính ngươi nhìn xem. Lục Ly tiếp nhận hai phần hồ sơ vụ án xem xét, những này hồ sơ vụ án rõ ràng bị xử lý qua, có một ít tin tức có phải hay không biểu hiện, Lục Ly chỉ có thể nhìn thấy bộ phận tin tức, vô cùng đơn giản tin tức. Nhiệm vụ thứ nhất là ám sát một người, phụ cận một cái lính một cái đại gia tộc tộc trưởng, tứ kiếp hậu kỳ cường giả, tiền thưởng một tỷ thần thạch. Nhiệm vụ thứ hai là hủy diệt một cái thế lực, cái kia thế lực có được tứ kiếp trung kỳ cường giả 4 cái, tứ kiếp sơ kỳ 5 cái, còn có mấy ngàn võ giả, yêu cầu toàn bộ chém giết, tiền thưởng 800 triệu. Thần thạch quả nhiên không phải dễ kiếm như vậy, Lục Ly âm thầm bĩu môi, cái này thần thạch rất khó khăn kiếm lời, đánh giết tứ kiếp hậu kỳ vẫn là một cái đại gia tộc tộc trưởng cái này không chỉ muốn đối phó cái này tộc trưởng, còn muốn ứng đối bọn hắn trong tộc trưởng lão những thứ này. Sở dĩ nhiệm vụ thứ nhất, Lục Ly trực tiếp không có suy tính. Mặc dù chỉ là giết một người, nhưng so hủy diệt một cái thế lực khó khăn nhiều. Hơn nữa còn cần tìm tới thích hợp cơ hội, có lẽ cái này cơ hội chờ đợi dòng giã một hai năm, hắn cũng không có thời gian này đi hao tổn. Vậy liền cân nhắc cái thứ hai nhiệm vụ, Lục Ly nhìn kỹ một chút cái thứ hai nhiệm vụ giới thiệu, sở hữu tình báo đều không có lọt mất, nhìn một lần về sau, hắn hỏi ý kiến hỏi cái thứ hai nhiệm vụ còn có kỹ càng tình báo sao. Cái này cần ngươi nhận nhiệm vụ về sau cho ngươi thêm, người này nhiệm vụ cần 100 vạn thần thạch tiền thế chấp. Lão giả nói ra, giống như ngươi trong vòng một năm chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái này tiền thế chấp liền không có. Trăm vạn thần thạch, cái này lục ly ngược lại là có thể hiểu được, hắn trầm ngâm một lát trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra trăm vạn thần thạch đưa đi qua nói, nhiệm vụ này, ta tiếp. Lão giả tiếp nhận thần thạch, tay tại hồ sơ vụ án bên trên quét qua, phía trên ẩn tàng tin tức hiện ra, hắn mặt khác đưa qua một cái ngọc phù, nói ra, nhiệm vụ này có tình báo kết nối, nếu như ngươi đi nhiệm vụ phụ cận thiên vận thành, người có thể bằng vào cái này ngọc phù qua bên kia thư hương trả lâu, người liền có thể thu hoạch được gần nhất nhiệm vụ mục tiêu tình huống. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, người trực tiếp có thể tới ta cái này nhận lấy tiền thưởng, tiền thưởng theo độ hoàn thành cho, giống như không thể đánh giết thủ lĩnh, một mai thần thạch đều không có, chúng ta có người chuyên nghiệp lập tức sẽ xác minh. Không có vấn đề, lục ly quay người chuẩn bị rời đi, lão giả kia lại lắc đầu nói, hồ sơ vụ án xem trước một chút đi, không thể mang đi. Nha, lục ly dừng bước lại, cẩn thận lật xem, đem bên trong tình báo đều ghi lại ở trong lòng, lúc này mới đem hồ sơ vụ án trả lại. Hắn đi ra, trong thành tản bộ một vòng, xác định không ai theo dõi về sau, lúc này mới về tới trong khách sạn. Ra làm sao, tần chiến cùng cam lâm xông tới, lục ly cười khổ nói ra, tiếp một cái nhiệm vụ, bất quá độ khó rất cao, ta phải suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn xem làm sao hoàn thành. Lục ly nói đến rất vị ý, nhìn cũng không phải là đặc biệt khó khăn, kỳ thật chỉ có chính hắn trong lòng tinh tường. Nhiệm vụ này thành công khả năng chỉ có năm thành, nói cách khác hắn có một nửa tỷ lệ sẽ chết ở nơi đó. PS, ban đêm còn có một chương, 8 điểm đổi mới. Chương 2323, Hắc Nguyệt Cung. Nhiệm vụ mục tiêu không tại thần âm lĩnh, mà là tại phụ cận nước kiến lĩnh, cái kia thế lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt có tên, thậm chí bên này rất nhiều người đều không biết, thế lực tên gọi Hắc Nguyệt Cung. Cái thế lực này cũng không có trong thành, mà là tại một tòa trong núi lớn, bình thường phi thường điệu thấp, bên trong võ giả cũng gần như chưa hề đi ra hành tẩu. Bất quá cái thế lực này lại làm cho phụ cận vô số thế lực nhỏ e ngại đến trong khung, tự bao quát phụ cận một cái đại thành thành chủ cũng không dám đơn giản chiêu chọc. Hắc Nguyệt Cung Cung Chủ là một cái nữ tử, một cái đổ biến thái lão vu bà, tinh thông các loại tà pháp, đối thần văn phương diện nghiên cứu rất sâu, còn đặc biệt yêu thích nam sủng, thủ đoạn độc địa, rơi vào trong tay nàng sẽ phi thường thê thảm. Hắc Nguyệt Cung còn có ba cái tứ kiếp trung kỳ, năm cái tứ kiếp sơ kỳ, trong đó 6 cái là nữ tử, trẻ tuổi có, có giả đến, tính cách đều có chút biến thái cùng vặn vẹo. Đoạn thời gian trước, lão vu bà bắt được một cái tuổi trẻ công tử, đồng thời đem hắn dằn vặt đến chết, người công tử kia gia tộc không dám trả thù, chỉ có thể đem tộc bên trong tài sản bán thành tiền, đến hắc ám chi thủ phát bố nhiệm vụ. Lão vu bà chiến lược kỳ thật không tính đặc biệt nghịch thiên, chỉ bất qua thủ đoạn độc địa, tinh thông tạp pháp, nếu thật là gặp được cường giả, một chiêu cũng có thể diệt nàng bất quá lão Vu bà một mực sống được rất thoải mái, bởi vì nó họ Nguyệt, Nguyệt gia là bên này một cái cự vô phách, mặc dù cái này lão Vu bà gia tộc cũng không chào đón nàng, không phải vậy nàng cũng sẽ không sáng tạo Hắc Nguyệt cung. Nguyệt gia mặc dù không chào đón nàng, nhưng nàng vẫn như cũ là Nguyệt gia người, giống như nàng bị người giết, Nguyệt gia khẳng định sẽ truy cứu. Sở dĩ phụ cận đại gia tộc và cường giả mặc dù đối nàng rất là bất mãn, nhưng không ai dám động nàng. Những tin tức này tại trong tình báo đều có lục ly sở dĩ nói hiểu được thắng bại là 5 năm năm tri gian chủ yếu là lo lắng cái này lão vu bà tà thuật hắc nguyệt cung thần văn hắn cũng không sợ mấy cái tứ kiếp sơ kỳ đối với hắn không có áp lực mặt khác ba cái tứ kiếp trung kỳ hắn cũng có nắm chắc đối phó còn muốn một điểm hắc nguyệt cung cự ly nguyệt gia đại bản doanh cũng không phải là đặc biệt xa giống như lục ly đánh chết tất cả mọi người lại trước tiên bị nguyệt ra biết hắn có thể liền chạy không hoàn hồn âm thanh lục ly chỉ có thể gọn gàng diệt hắc nguyệt cung sau đó trước tiên trở lại thần âm thành, lĩnh đi tiền thưởng cưỡi siêu cấp chiến thuyền rời đi. Cam lâm, lục ly nghĩ nghĩ nói ra, người đi tìm hiểu thoáng cái, thần âm lĩnh siêu cấp chiến thuyền lúc nào phát thuyền, khoảng cách thời gian bao dài. Lục ly hạ lệnh, cam lâm lập tức ra ngoài tìm hiểu, lục ly cùng tần chiến nói ra, người đi tìm hiểu thoáng cái nguyệt gia tình báo, trọng điểm tìm hiểu nguyệt gia cùng thần âm lĩnh quan hệ, giống như bọn hắn cùng thần âm lĩnh quan hệ tốt, chúng ta liền không thể động, nếu không lên chiến thuyền cũng là chết. Tốt, Tần Chiến cũng đi ra, Lục Ly lấy ra địa đồ nghiên cứu, cẩn thận quan sát khắc nguyệt cung tình huống xung quanh, cùng bắt đầu chế định chạy trốn lộ tuyến. Nửa ngày sau, Cam Lâm trở về, hồi báo siêu cấp chiến thuyền tình huống, loại này chiến thuyền một tháng ra một chuyến, mỗi lần xuất động đều là ba chiếc, mặc kệ khách nhân hài lòng hay không, trên cơ bản là cố định, một tháng xuất phát một chuyến. Sáu ngày trước vừa mới xuất phát ba chiếc, đám tiếp theo còn phải đợi 24 ngày. 24 ngày, Lục Ly khẽ vuốt cằm, Thời gian đầy đủ, hắn truyền tống đi qua chỉ cần 3 ngày, vừa đi vừa về 6 ngày, động thủ tự một buổi tối, giống như một buổi tối vô pháp xử lý, nhiệm vụ kia chẳng khác nào thất bại. Sở Dĩ Lục Ly còn không vội, cũng không thể gấp, hắn nhất định phải kẹp lấy thời gian điểm, nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về, vừa vận chiến thuyền mở ra, lập tức có thể rời đi. Lần nữa qua nửa ngày, Tần Chiến cũng quay về rồi, hắn hao tốn mười mấy vạn thần thạch, tìm hiểu ra một chút chính xác tin tức. Nguyệt gia cùng thần âm lĩnh không giao hảo, thậm chí còn có chút ân oán. Nghe nói mấy chục năm trước thế hệ trẻ tuổi, náo qua tranh chấp, còn người chết, đằng sau đại đế bên kia phái người ra mặt điều giải, bởi vì Nguyệt Gia là cũng là đại đế kiên định người ủng hộ một trong. Song Phương mặc dù là một đầu chiến tuyến, nhưng quan hệ không phải đặc biệt hữu hảo, sở dĩ Lục Ly rất yên tâm. Chỉ ít chiến thuyền rời đi, Nguyệt Gia coi như tra được thân phận của hắn, thần âm lĩnh bên này đoán chừng cũng sẽ không cho mặt mũi, để chiến thuyền trở về loại hình. Làm, Lục Ly không do dự, trực tiếp quyết định khai làm, hắn cùng tần chiến cam lâm hai người nói ra, các người ngay tại cái này ở, giống như một tháng sau ta không có trở về, vậy đã nói rõ ta chết đi, con đường tiếp theo, chính các người đi. Tần chiến cùng cam lâm hai người liếc nhau, đều không biết nói cái gì cho phải, tần chiến vẫn là nói ra, chúng ta đi giúp không lên gấp cái gì, chỉ ít có thể ở ngoại vì phối hợp tác chiến người thoáng cái A. Không có ý nghĩa A, lục ly lắc đầu nói, ta không cần phối hợp tác chiến, chúng ta chi gian là huynh đệ, ta nói chuyện cũng không vòng vèo tử, các người hiện tại đi qua đối ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp, sẽ còn để cho ta phân tâm, sở dĩ các người tự thanh thản ổn định ở chỗ này. Ta sẽ tận lực không xúc động, tình huống không đúng tình nguyện không hoàn thành nhiệm vụ, trước bảo trụ mệnh, cùng lắm thì chúng ta tại cái này làm mấy năm khổ lực đi. Nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi, lục ly vỗ vỗ hai người bả vai nói, các người hắc cái mặt này làm cái gì không phải là các ngươi thực lực thấp. Rất nhiều người tu luyện mấy vạn năm đều không có cảnh giới của các ngươi đâu. Hiện tại chỉ là của ta đối thủ cấp bậc quá cao mà thôi Các người có cái gì tốt huệ oải so sánh rất nhiều người Các người đã rất mạnh Lại nói ta ta tự thân chiến lực kỳ thật cũng không mạnh Chỉ là thua một chút chiến thú Dựa vào là chiến thú chiến lực thôi Tốt ha à, Hai người nở nụ cười khổ Không nói gì thêm Bọn hắn đi qua hoàn toàn chính xác Ý nghĩa không phải rất lớn Ở chỗ này sẽ tốt hơn Sẽ không để cho Lục Ly phân tâm Hắn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút Thuyết phục hai người Lục Ly không có vội vã ra ngoài mà là tiếp tục ở lại đây, những ngày này hắn chuẩn bị đi tìm nhiều tin tức, càng nhiều tình báo sẽ càng an toàn. Trong thành chuyển 10 ngày, lục ly hành động, hắn một đường truyền tống đi qua, đã tới Hắc Nguyệt Cung phụ cận thiên vận thành, tiến vào thư hương trà lâu, đạt được gần nhất Hắc Nguyệt Cung tình báo. Gần nhất Hắc Nguyệt Cung lại là một kiện chuyện ác, cướp giật một cái tiểu gia tộc công tử, mà lại công tử này ngày thứ năm liền chết, bị đóng đinh tại Hắc Nguyệt Cung phía sau trên vách đá dựng đứng. Công tử này tại phụ cận rất nổi danh, là một cái công tử văn nhã, nhân phẩm rất tốt, khiêm tốn nhân ái, bị rất nhiều người chỗ tôn kính cùng yêu thích. Có lẽ là công tử này danh khí quá lớn, đột nhiên có một ngày mất tích, bọn hắn gia tộc người lập tức phái người tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì, năm ngày sau mới phát hiện bị đóng đinh tại Hắc Nguyệt cung đằng sau trên vách đá dựng đứng. Đồng thời công tử này toàn thân xích lóa, trên thân còn có vết roi cùng buộc chặt vết tích, rõ ràng nhận qua ngược đãi, nhìn vô cùng thê thảm. Việc này khiến mọi người nổi giận, phụ cận rất nhiều tiểu gia tộc đều giận dữ không thôi nhưng không ai dám làm loạn hắc nguyệt cung tại phụ cận thế nhưng là bá chủ ai cũng trêu chọc không nổi thậm chí cái kia gia tộc liền nhà bọn hắn công tử thi thể cũng không dám đi thu giờ phút này cỗ thi thể kia còn đính tại trên vách đá dựng đứng lão Vu bà gần nhất nghe tại hắc nguyệt cung bên trong lục ly không có nhàn rỗi cũng không có mạo muội hành động mà là bắt đầu bí mật tại phụ cận đi dạo điều tra hắn từ phía sau vách đá đi ngang qua quả nhiên xa xa nhìn thấy một người treo ở trên vách đá dựng đứng, thân thể rất nhiều địa phương đều bị diều hâu bắt hư nát. Quả nhiên là lão vu bà, độc địa đến cực điểm. Lục ly đôi mắt trở nên lạnh, nội tâm sát ý nặng hơn mấy phần, hắn lặng yên rời đi, trên đường quyết định. Tối nay tự động thủ, coi như không thể đem lão vu bà đánh giết, cũng muốn hủy đi cái này hắc nguyệt cung. chương 2324, thay trời hành đạo. Tối nay rất hắc ám, không có ánh trăng, gió còn đặc biệt lớn, đêm không trăng giết người đêm, Lục Ly tại tối nay đã hành động. Theo thiên vận thành ra, Lục Ly như u hồ tiềm nhập Hắc Nguyệt Cung phụ cận. Cái này Hắc Nguyệt Cung chỉ có một cái kiến trúc, một tòa siêu cấp lớn tòa thành, trên núi đều không có chạm gác ngầm, chỉ có tòa thành bên ngoài có mấy đội quân sĩ tuần tra. Có thần văn, Lục Ly chui vào phía trên ngọn núi lớn về sau, nhẹ nhóm cảm ứng được rất nhiều thần văn, xem ra Hắc Nguyệt Cung cái kia lão vu bà đối thần văn nghiên cứu rất mạnh. Lục Ly giống như không phải thôi động đại đạo chi ngân, rất nhiều thần văn đều không phát hiện được. Huyết Linh Nhi đi dò xét, mang thoáng cái lộ, Lục Ly trong tay quang mang sáng lên, Huyết Linh Nhi xuất hiện, rất nhanh không ngừng có tin tức trở về, Huyết Linh Nhi mang theo Lục Ly một đường tiến lên, không có đụng chạm bất luận cái gì thần văn. Sau gần nửa canh giờ, Lục Ly đến Hắc Nguyệt cung chính tiền phương mấy ngàn dặm, hắn cũng cảm ứng bên kia có từng đội từng đội quân sĩ đang đi tuần. Lục Ly không có vội vã đi qua mà là để huyết linh nhi tại phụ cận bố trí hắn đồng dạng bố trí mấy cái đơn hướng truyền tống trận đến lúc đó tình huống không đúng xông vào trong truyền tống trận có thể thoáng cái truyền tống đi bên ngoài mấy trăm vạn dặm bố trí bốn cái truyền tống trận huyết linh nhi cũng bố trí mấy cái thần văn đạo trường lục ly xác định hết thảy sau khi chuẩn bị xong thân thể lạng yên bay đi hắn cự ly tòa thành trăm dặm làm ra một chút động tính người nào bên kia có một đội quân sĩ đã bị kinh động mấy người thần niệm quét tới Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, co cẳng liền hướng dưới núi chạy tới. Tiểu tặc, cái kia một đội quân sĩ cảm ứng được Lục Ly chỉ có nhị kiếp chi cảnh, coi là Lục Ly là một cái tiểu tặc, nghĩ đến Hắc Nguyệt cung bên trong trộm đạo đâu. Cái này đội quân sĩ không có phát ra cảnh báo, mà là toàn bộ hướng Lục Ly đuổi theo, chuẩn bị đem Lục Ly bắt lấy, dám chạy đến Hắc Nguyệt cung tới này người là muốn tìm cái chết. Sáu người bay đi, Lục Ly giống như một cái thỏ sợ hãi chạy trốn, tốc độ không có quá khoa trương, miễn cứng cùng mọi người ngang hàng, hắn nhanh như chớp chạy xuống sơn, tốc độ bắt đầu hơi trở nên chậm, để người phía sau có thể không ngừng rút ngắn cự ly. Sáu người đều là tam kiếp võ giả, theo đuổi không bỏ. Lục Ly dám sờ lên Hắc Nguyệt Cung, cái này chọc giận tới bọn hắn, bọn hắn muốn đem Lục Ly bắt về khảo vấn thoáng cái. Chạy vạn dặm về sau, Lục Ly cảm giác Hắc Nguyệt Cung bên kia hẳn là không cảm ứng được, bước chân hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu chờ đợi sáu người vào tới, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ biến mất một mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn sáu người giống như là xem sáu cái sâu kiến. a, à, sáu người lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại giận tím mặt nhanh chóng bay tới. lục ly mục quang chọc giận tới bọn hắn, bọn hắn không định khảo vấn, chuẩn bị trực tiếp ngược sát lục ly. hưu, lục ly chủ động tiến công, thân hình tốc độ thoáng cái tăng vọt, trong nháy mắt đến sáu người bên người. ngạnh kháng sáu người công kích, luân động nắm đấm công kích, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, sáu người đều bị đập bay ra ngoài, toàn bộ trọng thương hưu lục ly thân hình chấp động đem sáu người cưỡng ép kéo gần lại ngày cách châu bên trong hắn không có trực tiếp khảo vấn mà là trước phong ấn sáu người thần lực lấy xuống sáu người không gian giới cuối cùng hắn gọi đến vô số hư không trùng a à, sáu người hét thảm lên bị dày vò đến chết đi sống lại lục ly đứng ở một bên không nói một lời tại sáu người thoạt nhìn như là một cái ác ma nói một chút hắc nguyệt cung tình huống chờ giây lát lục ly để hư không trùng dừng lại đi đến người đầu tiên trước mặt người kia mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn qua lục ly một câu cũng không nói. ầm um, lục ly cước trọng dẫm lên đi, đem người kia ngực xương sườn toàn bộ đạp gãy. sau đó hắn đem người này đá bay, hư không trùng tiếp tục bắt đầu gặm cắn người kia lại đau đến chết đi sống lại. đến phiên ngươi lục ly đi đến người thứ hai trước mặt lạnh giọng nói người kia đôi mắt chấp động, trần chờ bất định lục ly cước thật cao nâng lên đối người này đầu trùng điệp dẫm lên đi người kia hoảng sợ nói ra ta nói ta nói ầm um, lục ly cước nhưng không có dừng lại người này đầu bạo liệt trực tiếp chết đi lục ly lạnh lùng nói ra cho ngươi cơ hội không muốn đã muộn hắn chậm rãi dạo bước đi người thứ ba trước mặt hắn lần này đều không nói gì chỉ là nhìn qua người này người kia trên trán đều là mồ hôi lạnh cắn răng nói ra ta nói đại nhân muốn hỏi cái gì ta đều nói chỉ cầu đại nhân cho một đầu sinh lộ các ngươi đều là tiểu nhân vật mục tiêu của ta là giết các ngươi cung chủ lục ly khoát tay áo nói giết hay không các ngươi, đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên có thể không thể sống mệnh, tự xem các ngươi biết hay không chuyện. Chúng ta nói, chúng ta nói, còn lại mấy người không còn có trần chờ, toàn bộ đứng lên, một mặt e ngại nhìn qua lục ly. Rất tốt, lục ly hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu cẩn thận hỏi thăm về tới. Hắc Nguyệt cung nội tình huống xem xét tự rất phức tạp, hiểu càng nhiều, hắn tỷ lệ thành công sẽ càng lớn. Ông, sau nửa canh giờ, Lục Ly thân thể xuất hiện ở bên ngoài, Mặc dù hắn đạt được rất nhiều tin tức, trên mặt nhưng không có vẻ nhẹ nhàng, ngược lại một mặt ngưng trọng. Cái này đội quân sĩ đối với Hắc Nguyệt cung cái kia lão Vu bà không hiểu nhiều, chỉ biết nàng chiến lực cùng ngày phi thường cường đại, còn hiểu rất nhiều tà pháp. Tòng quân sĩ nơi này, Lục Ly đạt được Hắc Nguyệt cung người còn lại đại khái tình huống. Trọng yếu nhất là hắn hiểu rõ đến một điểm Hắc Nguyệt tòa thành bên trong thần văn phi thường khủng bố, toàn bộ Hắc Nguyệt tòa thành bố trí vô số thần văn, tòa pháo đài này liền là một kiện lớn vô cùng sát khí huyết linh nhi có thể phá vỡ thần văn, vấn đề là nó vừa động, lão vu bà liền có thể biết được, không đợi huyết linh nhi phá vỡ thần văn, lão vu bà liền hội giết ra tới. Tòa pháo đài này nghe nói còn có thể chỉnh thể bay đi, giống như lão vu bà đánh không lại khống chế tòa thành bay đi, lục ly chỉ có thể xông vào tòa thành bên trong khai chiến. Đến lúc đó những thần văn kia sẽ phát sinh tác dụng rất lớn, sẽ chế ước hắn hành động. Dẫn ra giết, mà lại tốc độ phải nhanh, không thể cho nàng chạy đến tòa thành bên trong. Lục Ly định ra chiến lược, hắn nghĩ nghĩ lần nữa chui vào trong núi lớn, hắn cùng Huyết Linh Nhi nói ra, Huyết Linh Nhi có thể hay không bố trí một cái thần văn, ta đem toàn bộ người dẫn ra, sau đó ngươi lợi dụng thần văn vây khốn các nàng một lát. Có thể là có thể, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, bất quá cái này thần văn đạo trường không thể bố trí quá lớn, mà lại thực lực cường đại người vẫn là có thể phá vỡ. Vậy quên đi, giống như phạm vi bao phủ quá nhỏ, chính hắn cũng không an toàn, mặt khác lão vu bà các nàng chiến lực rất mạnh, nói không chừng bên này bận rộn nửa ngày, bị các nàng một chiêu cho phá đâu. Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm nói, chờ một chút chiến đấu ngay từ đầu, người lập tức chui vào tòa thành bọn họ, nghĩ biện pháp trong khống chế thần văn. Khống chế thần văn sau chuyện thứ nhất liền là phong bế tòa thành, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào tòa thành bên trong. Giống như không khống chế được, vậy liền phá hư bên trong thần văn, sở hữu thần văn đều phá mất. Tình huống không đúng, người trước bỏ chạy phụ cận ẩn núp đi, quay đầu ta sẽ tìm đến ngươi. Tốt, Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh đều là trăm phần trăm chấp hành, nàng theo lòng đất chui vào. Lục Ly tại lúc này cũng đằng không mà lên, trên người hắn khí thức tràn ngập mà ra, giống to, lão vu bà cút ra đây, ta muốn chém dụng đầu của ngươi, thay trời hành đạo. Hiu hiu hiu, Lục Ly lời nói giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ, tòa thành bên trong hai đại môn bên trong vô số võ giả phá không mà ra. Rất nhiều cường đại thần niệm thoáng cái khóa chặt Lục Ly, bốn phía không gian tại lúc này đều phẳng phất động lại. p .S hôm nay có việc, trời sáng năm trương. Trương 2325, chém giết, Hắc nguyệt cung tại phụ cận là bá chủ, bởi vì cung chủ cùng nguyệt gia có quan hệ, phụ cận thế lực lớn cũng không dám trêu chọc, sở dĩ Hắc nguyệt cung người đều là rất kiêu ngạo. Bình thường chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, nào có người dám khi dễ bọn hắn. Hôm nay lại có người tìm tới cửa, còn trực tiếp khẩu suất cuồng ngôn, nhục mà cung chủ bọn họ là lão vu bà cái này khiến hắc nguyệt cung người đặc biệt nổi giận, còn đặc biệt sợ hãi, Sở cung chủ trong cơn giận dữ, bọn hắn đi theo chịu tội. Sở dĩ lục ly, dẫn xuất ít nhất ba ngàn người, còn có bốn cái tứ kiếp võ giả. Đồng thời còn lại tứ kiếp võ giả thần niệm đều ló ra. Khi tất cả người dò xét đến, đến đây khiêu khích người lại là một cái nhị kiếp võ giả về sau, mọi người có chút mộng bức, người này đầu óc khẳng định có bệnh A là sống đến không kiên nhẫn được nữa A. Ông ông, lục ly lại không để ý tới bọn hắn, hắn ngày cách châu bên trong quang mang lấp lánh không ngớt hắn đem tất cả hư không trùng đều phóng ra, đằng đằng mấy ngàn tỷ, những cái kia hư không trùng che cả bầu trời gào thét mà đi, lập tức bắt đầu công kích. Ách, hư không trùng tốc độ rất nhanh, điều này khiến cho mọi người đầy đủ coi trọng. Vô số người lấy ra binh khí bắt đầu công kích, chuẩn bị diệt những này cấp thấp côn trùng, sau đó lại đem lục ly cho giết chết. Cái này côn trùng là hư thể, vô số công kích bay đi, nhưng từ hư không trùng cái này mặc vào đi qua, không có cho hư không trùng mang đến tính thực chất tổn thương chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc rất nhiều côn trùng đã tiến vào thân thể bọn họ bên trong đương nhiên cũng có người có đặc thù thần thông trực tiếp chấn động không gian đem hư không trùng cho đánh bay ra ngoài cũng có người còn có thể đánh giết hư không trùng đáng tiếc hư không trùng số lượng nhiều lắm giống như là lít nha lít nhít ong mật vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có a à, rất nhanh có người hét thảm lên phần lớn người đều có thể miễn cưỡng chấn áp hư không trùng chỉ là đều bị hư không trùng lôi ở căn bản không có cơ hội đi quản lục ly bên kia. Hưu, Lục Ly thân hình lui nhanh hướng nơi xa bay đi, bên kia ra bốn cái tứ kiếp võ giả đôi mắt lạnh lẽo, toàn bộ bay vụt mà tới. Tứ kiếp võ giả tốc độ quá nhanh, hư không trùng căn bản đuổi không kịp, tự nhiên vô pháp tổn thương các nàng. Bốn người ba cái tứ kiếp tiền kỳ, một cái tứ kiếp trung kỳ, cái kia tứ kiếp trung kỳ vẫn là một cái nữ tử, niên cấp mặc dù rất lớn, lại phong vận vẫn còn. Nàng nhìn chằm chằm Lục Ly, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, thè lưỡi nở nụ cười, tiểu đệ đệ đừng chạy, để tỷ tỷ hảo hảo thương yêu ngươi. Nhìn thấy cái kia người đẹp hết thời trong mắt quang mang, lục ly có loại cảm giác muốn ói. Hắn phi hành ngàn dặm, bởi vì tốc độ cố ý thả chậm, rất nhanh bị đuổi kịp. Người đẹp hết thời thân hình như quỷ mị, đạp trên kỳ dị bộ pháp nhanh chóng đuổi theo, nàng rỗi ra một cái sum xuê ngọc thủ, hướng lục ly nhẹ nhàng chụp tới. Cái này thế nhưng là tứ kiếp trung kỳ, lục ly không dám khinh thường, ngày cách châu quang mũi nhọn lấp lánh, đầu tiên là xuất hiện một cái binh khí, theo hậu thiên cách châu tiếp tục lấp lánh, U Linh Vương cùng quỷ ảnh đồng thời xuất hiện. Lục Ly lấy ra một cái binh khí, người đẹp hết thời không có nửa điểm để ý, sở dĩ tại ngày cách châu lần nữa lấp lánh lúc liền không có quá bất cẩn, thẳng đến U Linh Vương cùng quỷ ảnh xuất hiện lúc mới đem nàng giật nảy mình. Ngao, U Linh Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hung lệ khí tức thoáng cái truyền khắp khắp nơi, để xa xa những cái kia tam kiếp võ giả đều toàn thân dùng mình một cái. Người đẹp hết thời cũng bị dọa đến thân thể mềm mại rung động, U Linh Vương khí tức quá cuồng bạo. Ông, quỷ ảnh vừa ra tới tự hóa thành một trận âm phong thổi đi, trong nháy mắt tiến vào người đẹp hết thời trong thân thể, tiếp lấy U Linh Vương chấp động, lợi trảo hung hăng hướng người đẹp hết thời chụp tới. Ầm, người đẹp hết thời linh hồn bên trong yêu hồn không phải đặc biệt mạnh, bị quỷ ảnh cùng U Linh Vương liên thủ, thế mà trong nháy mắt bị miểu sát, thi thể bị xé nứt thành hai bên, không gian giới tự động thoát ly. Lui Kia ba cái tứ kiếp sơ kỳ bị hù dọa, người đẹp hết thời chiến lực bọn hắn rất rõ ràng, nàng đều trong nháy mắt bị đánh giết, bọn hắn ba cái làm sao có thể là đối thủ. Ô ô, quỷ ảnh cùng U Linh Vương theo trong thi thể bay ra, phân biệt hướng một người phóng đi, hắn ba người mặc dù tốc độ nhanh, nhưng vẫn còn so sánh không lên U Linh Vương cùng quỷ ảnh, thoáng cái hai người bị đuổi kịp, kết cục đã chú định. Hiu hiu hiu, tại người đẹp hết thời bị giết một khắc này, tòa thành bên trong lần nữa bay ra vài trăm người còn bay ra năm cái tứ kiếp võ giả lục ly thần niệm quét tới nội tâm đại định lão vu bà gia lục ly cần liền là lão vu bà gia đuổi giết hắn sau đó hắn nghĩ biện pháp đem lão vu bà đánh giết chỉ cần lão vu bà giết chết những người còn lại cũng không phải là việc khó phanh u linh vương đem một cái tứ kiếp võ giả xé rách quỷ ảnh bên kia rất nhanh cũng có thành tích một cái tứ kiếp võ giả linh hồn sụp đổ thi thể bất lực đập xuống mà xuống trở về lục ly khống chế u linh vương cùng quỷ ảnh trở về bên kia lão vu bà mang theo sở hữu tứ kiếp võ giả bay tới. Người này mặc dù ngoại hiệu gọi lão vu bà, bề ngoài nhìn một điểm không tốt, ngược lại giống như là một cái xinh đẹp phu nhân. Nàng nhìn chằm chằm lục ly, trong con người đều là lãnh ý cùng kinh nghi, nàng đến lục ly tiền phương mấy trăm dặm dừng lại, mở miệng nói các hạ là ai vì sao muốn nhằm vào bản cung. Địch nhân không động thủ, lục ly cũng không tốt động, lão vu bà rất tỉnh táo không có vội vã động thủ, lục ly sợ hiện tại động thủ, sẽ để cho đem lão vu bà kinh sợ thối lui đào tẩu. Ta là ai ngươi còn không có tư cách biết, lục ly cố ý khích giận lão vu bà nói, lão vu bà ngươi làm nhiều việc ác, mất hết thiên lương, bản tỏa đi ngang qua nơi đây, nghe nói sự tích của ngươi, sở dĩ quyết định xuất thủ diệt ngươi. Ngươi là chính mình tự sát, vẫn là ta đến động thủ nếu như ta động thủ, sợ là ngươi toàn thây đều không để lại. Khẩu khí thật là lớn, lão vu bà trên mặt lộ ra tức giận, nhưng nàng vẫn là cố nín lại, lạnh giọng nói ra, ta là Nguyệt gia người, người dám giết ta, không sợ Nguyệt gia giận dữ sao. Ha ha, Lục Ly đùa cợt cười nói, Nguyệt gia ta rất tôn kính, nhưng như ngươi loại này độc địa tà ác phu bà, Nguyệt gia sẽ không nhận ngươi đi nếu không ngươi cũng sẽ không tới khởi đầu hắc Nguyệt cung. Giống như Nguyệt gia bởi vì ngươi, muốn truy sát bản tỏa, vậy liền quá làm cho bản tỏa thất vọng, cũng sẽ làm cho cả tây bộ người chế diễu. Bớt nói nhiều lời, Lục Ly trường đao trong tay dương lên nói, lão Vu bà, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi vươn cổ tự sát, ta lưu ngươi toàn thây. Giống như bản tọa động thủ, định để ngươi biến thành thịt nát. Muốn chết, lão vu bà triệt để bạo nộ rồi, nàng phẫn nộ quát toàn bộ động thủ, xé cái này tạp toái. Lão vu bà trong tay xuất hiện một cái đen xì lô tử, nàng đột nhiên hướng cao không vung lên, kia lô tử tại cao không biến lớn, sau đó nắp lò mở ra, đầy trời màu đỏ sậm bột phấn xuất hiện, hướng lục ly thổi tới. Độc vụ, lục ly biến sắc, kia trong làn khói độc hắn còn có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ dị độc trùng cổ trùng, thứ này hắn cũng không dám động chạm. Hắn đem U Linh Vương quỷ ảnh thu hồi lấy ra thần hành chu, thân thể lóe lên tiến vào, hướng nơi xa bay đi. Còn muốn trốn truy, lão vu bà giận dữ, mang theo mấy cái tứ kiếp võ giả theo đuổi không bỏ, lục ly không để cho thần hành chu tốc độ đạt tới cực hạn, nếu không đám người này tuyệt đối đuổi không kịp. Hắn khống chế thần hành chu tốc độ cùng lão vu bà không sai biệt lắm, so với những người còn lại đều muốn nhanh lên mấy phần, Hắn đây là cố ý hắn muốn đem lão Vu bà bọn người dẫn ra đi, không thể để cho các nàng tiến vào tòa thành. Hắn khống chế tốc độ, là nghĩ lão Vu bà lạc đàn, chờ hắn chặn đánh giết lão Vu bà lúc, những người còn lại giúp thông thả. Chỉ cần đánh chết lão Vu bà, những người còn lại lục ly căn bản không sợ, muốn tiêu diệt quá dễ dàng. Chương 2326: Chiến lão Vu bà. Thiên vận thành, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng một chút địa phương vẫn là rất nhiều người nhất là tử quán dạp hát bên trong loại hình người là nhiều nhất. Hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, kinh động đến thành nội vô số người. Rất nhiều thần niệm quét tới, thành nội thoáng cái náo nhiệt lên. Bọn hắn dò xét đến một cái người rất quen thuộc, lão vu bà. Thiên vận thành ngay tại Hắc Nguyệt Cung phụ cận, lão vu bà có đôi khi xuất hành lúc lại đi ngang qua phụ cận, cũng sẽ bị rất nhiều người dò xét đến, còn có một lần lão vu bà tới thành nội, còn tại thành nội trước mặt mọi người giết người, mọi người đối nàng tự nhiên ký ức khắc sâu lão vu bà suyệt, người muốn chết a à, lại dám lớn như thế hô gọi nhỏ đúng đấy người muốn chết chớ liên lụy chúng ta gọi hắc nguyệt cung cung chủ hắc nguyệt cung cung chủ thế mà tự mình xuất động nàng đang đuổi giết người nào a à. kia tiểu chiến thuyền là bảo vật gì lại có nhanh như vậy tốc độ đi đi xem một chút đây chính là đại tin tức người tới đi dò xét thoáng cái thiên vận thành bên trong thoáng cái náo nhiệt vô số trinh sát nhao nhao xuất động Hắc Nguyệt Cung lão vu bà liên hệ lấy vô số người tâm, thành nội vô số người cũng bắt đầu nhao nhao đưa tin, đem tình huống nơi này truyền cho phụ cận đại gia tộc. Lục Ly đây là cố ý, hắn cố ý theo thiên vận thành bay qua, dạng này có mấy cái mục đích, đầu tiên là dẫn dắt một chút trinh sát ra, còn có một số có ý khác cường giả. Dạng này có thể đối với hắn chế chút chiến đấu có một chút điểm trợ giúp, phân lão vu bà trái tim. Thứ hai là hắn muốn cho hắc ám chi thủ người nhìn xem, hắn đã đang hành động. Còn có điểm trọng yếu nhất, Hắn muốn giả tá người khác miệng, đi ngăn chặn Nguyệt gia khẩu, dạng này hắn giết chết lão Vu bà, Nguyệt gia có thể cũng không dám đuổi giết hắn. Có đôi khi dư luận là rất trọng yếu, Nguyệt gia làm một siêu cấp gia tộc, khẳng định rất chú trọng mặt mũi. Khi đi ngang qua Thiên vận thành lúc, Lục Ly bắt đầu giống lên, vận dụng Long Ngâm thần kỹ, dạng này toàn bộ Thiên vận thành đều nghe được, lão Vu bà, người xuất thân danh môn Nguyệt gia, lại mất hết thiên lương làm nhiều việc ác, không ngừng cướp giật tuổi trẻ khôi ngô nam tử, đi dơ bẩn hạ lưu sự tình. Người có thể từng nghĩ tới người dạng này sẽ để cho Nguyệt gia hổ thẹn Nguyệt gia thế nhưng là tây bộ danh môn, uy danh hiển hách, người đây chính là đem Nguyệt gia vài vạn năm uy danh hủy tại một sáng A. Lão vu bà, người có biết phụ cận nhiều ít người đối người hận đến nhập cốt, người có thể biết nhiều ít người muốn đem người thiên đao vạn quả, người có biết người làm những cái kia chuyện ác sẽ sớm thiên khiển. Lão vu bà hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, đưa người chu sát, thay những cái kia vô tội chết đi tuổi trẻ nam tử báo thù rửa hận. Dù là Nguyệt gia sau đó truy sát ta, đem ta thiên đao vạn quả, ta cũng không thẹn lương tâm. Lục Ly một lần lại một lần giống to, thanh âm chấn thiên động địa, vang vọng phương viên mấy trăm dặm, thành nội lập tức nổ. Vô số đang ngủ, người tu luyện toàn bộ bị kinh động, vô số người bay lên không. Lão Vu bà hoàn toàn chính xác xú danh chiêu, vô số người hận đến nhập cốt, nhưng những sự tình này chỉ có thể vụng trộm nói một chút, ai dám nói rõ hiện tại Lục Ly lại đem lão Vu bà việc ác công bố tại chúng đồng thời ngay trước toàn thành người mặt mắng nàng này làm sao không cho người bên trong thành oanh động lão Vu Bà tức giận đến kém chút điên rồi tốc độ thoáng cái tiêu thăng nhanh chóng hướng thần hành chu đuổi theo Lục Ly khống chế thần hành chu tăng nhanh thoáng cái tốc độ một người một thuyền rất nhanh vạch phá bầu trời bay đi phương xa không sai biệt lắm rời đi thiên vận thành mấy chục vạn dặm Lục Ly hiểu được không sai biệt lắm đi thêm về phía trước bay không phải là không thể được chủ yếu là sợ lão Vu Bà theo tức giận tỉnh táo lại. Một người tại mất lý trí thời điểm, mới là tốt nhất đánh giết thời khắc. Hắc Nguyệt Cung còn lại tứ kiếp võ giả bị quăng tại đằng sau, đoán chừng đợi các nàng tới ít nhất cần gần nửa nén hương thời gian, cường giả giao chiến, một hơi có thể định sinh tử. Giống như nửa nén hương thời gian lục ly đều không thể đánh giết lão vu bà, kia người này hắn tự giết bất tử, hắn vẫn là có bao xa trốn bao xa đi. Lục ly đột nhiên khống chế thần hành chu ngừng lại, không chỉ dừng lại, còn bắt đầu bay ngược. Đuổi theo phía sau lão vu bà, lập tức ánh mắt lộ ra um tùm sát ý tay nàng giương lên kia lô tử lần nữa bay lên đồng thời nàng lấy ra một phương tiểu ấn đối thần hành chu nhanh chóng đánh tới lão vua bà dụng ý rất rõ ràng nàng muốn dùng tiểu ấn đem thần hành chu đụng nát sau đó để màu hồng phấn độc vụ bao phủ lục ly nàng tin tưởng chỉ cần lục ly bị màu hồng phấn độc vụ bao phủ về sau lục ly sinh tử chắc chắn bị nàng trưởng khống nàng suy nghĩ nhiều lục ly đã sớm khống chế thần hành chu chuyển hướng thần hành chu trước đó là huyết linh nhi khống chế đằng sau huyết linh nhi nói cho lục ly giống như trong khống chế thần văn hiện tại thần hành chu lục ly khống chế được như cánh tay thúc đẩy thần hành chu trượt ra một cái đường cong tốc độ cũng đột nhiên tiêu thăng thoáng cái theo lão vu bà bên trái lướt qua khi đi ngang qua lão vu bà phụ cận lúc lục ly đem quỷ ảnh tung ra ngoài ông quỷ ảnh như một trận u phong thổi tới lão vu bà bên kia trong nháy mắt tiến vào nàng trong thân thể nhưng lão vua bà tựa hồ không e ngại sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến ong 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 lục ly bay trôi qua về sau từng cái phong ma thú xuất hiện lập tức bốn phía cuồng phong gào thét lục ly khống chế thần hành chu vây quanh lão vua bà vòng quanh từng cái phong ma thú được thả ra toàn bộ phóng thích phong hệ thần thông bốn phương tám hướng phong lực bị điều động tới toàn bộ hướng lão vua bà quấn quanh mà đi để lão vua bà tốc độ đại giảm sắc mặt nàng lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên bởi vì nàng nhận biết phong ma thú Công kích, lục ly hạ lệnh, bộ phận phong ma thú bắt đầu bắn ra cột sáng, lục ly biết dựa vào U Linh Vương khẳng định rất khó đánh giết lão vu bà, chỉ có thể dựa vào đại lượng phong ma thú công kích. Chỉ cần lão vu bà thụ thương, như vậy đánh giết lão vu bà cũng không phải là việc khó. Ông, lão vu bà trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái màu đen viên cầu, sau đó thân thể chấp động, xông vào viên cầu bên trong. Mấy chục đạo cột sáng đánh trúng vào viên cầu, nhưng này viên cầu lại kiên cố đến đáng sợ, thế mà không có bị xuyên thủng. Cái này lão vu bà bảo vật thật nhiều, lục ly có chút nhức đầu, đã mấy chục đạo cột sáng vô pháp đánh tan quả cầu này, công kích kia lại nhiều lần cũng vô dụng thôi. Cái này lão vu bà lấy ở đâu nhiều như vậy bảo vật chẳng lẽ là nguyệt ra cho. Chỉ có thể bí quá hóa liều, lục ly cắn răng, phía sau viện quân rất nhanh sẽ đuổi theo, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết lão vu bà, nếu không nhiệm vụ lần này tựu thất bại. Hiu, hắn để phong ma thú ngừng khống chế, khống chế thần hành chu bay đi qua, đến viên cầu phụ cận về sau, hắn đem U Linh Vương phóng ra. Ngao ngao, U Linh Vương gào thét một tiếng, lợi trảo hướng viên cầu hung hăng chộp tới, chỉ là viên cầu sáng lên vạn trượng quang mang, U Linh Vương khủng bố như thế lực lượng thế mà cũng vô pháp xé rách. Ông, Lục Ly không thèm đếm xỉa, thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, trong tay xuất hiện một khối màu đen miếng sắt, hắn thần lực điên cuồng quán chú đi vào, vùng lấy thần thiết đối viên cầu đập ầm ầm đi. Oanh, lần này viên cầu gánh không được, chia năm xẻ bảy, bên trong lão vu bà thoáng hiện. Trong mắt nàng đều là vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chầm chầm lục ly nói ra, thánh binh mảnh vỡ, ngươi lại có thánh binh mảnh vỡ. Ngao ngao, U Linh Vương lao đến công kích lão vu bà. Lão vu bà thế nhưng là tứ kiếp trung kỳ, vẫn là thành danh đã lâu cường giả, tốc độ phản ứng tự nhiên nhanh. Nàng hoàn toàn không để ý U Linh Vương, trong tay xuất hiện một cái màu lam mũi tên, mang theo bén nhọn tiếng rít đối lục ly đầu hung hăng đâm tới đế binh mảnh vỡ, lục ly cảm ứng thoáng cái khí tức, nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này lão vu bà bảo vật nhiều lắm, đế binh mảnh vỡ cũng có. Hắn phản ứng rất nhanh, phi kiếm bay ra, hướng lão vu bà đâm tới, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái đại thuẫn, kia là thiên biến đỉnh biến thành. Âm, um, thiên biến đỉnh biến thành đại thuẫn bỗng chốc bị đánh nát, chia năm xẻ bảy món bảo vật này theo lục ly rất nhiều năm, giờ phút này rốt cục vẫn là biến thành sắt vụn. Trường 2327, Hoàng Thiên Bá U Linh Vương móng vuốt hung hăng chộp vào lão vu bà trên vai trái, đem lão vu bà bả vai trái bẻ vụt, phi kiếm cũng theo lão vu bà ngược đâm vào đi, từ sau cõng đâm xuyên mà ra. Chết, lão vu bà hoàn toàn không để ý, vùng lấy mũi tên đối lục ly tiếp tục đâm đến, đồng thời trên người nàng còn ra hiện đạo đạo tà khí, hóa thành khói đen đem lục ly cho bao phủ đi vào. Lão vu bà cũng không phải gia tộc phù hộ phía dưới phế vật, nàng một người tạo dựng hắc nguyệt cung, làm ác nhiều năm, còn có thể sống sót không chỉ dựa vào là nguyệt gia, chính nàng năng lực cũng không thể khinh thường. Nàng rất rõ ràng, nàng có thể đánh giết U Linh Vương, nhưng phải bỏ ra rất lớn đại giới, phụ cận đều là phong ma thú, cuối cùng nàng khó khăn nhất chết. Cho nên nàng lựa chọn bắt giặc trước bắt vua, lục ly chết những này chiến thú đều sẽ biến thành vật vô chủ, không nhất định toàn bộ sẽ chết, chỉ ít sẽ không lại công kích nàng. Chết thì chết, xem ai chết trước, lục ly cũng nảy sinh ác độc, tốc độ của hắn không sánh bằng lão vua bà, hắn trốn không thoát, chỉ có quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Lão Vu bà có đế binh mảnh vỡ, hắn lại có thánh binh mảnh vỡ. Mặc dù lão Vu bà cảnh giới cao, hắn có thể vô pháp phát huy thánh binh mảnh vỡ toàn bộ huy lực, nhưng giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, hoặc là hắn chết, hoặc là lão Vu bà chết. Quỷ ảnh, toàn lực công kích. Lục Ly tại linh hồn bên trong gào thét, khống chế quỷ ảnh toàn lực công kích. Quỷ châu hiện tại cũng là Lục Ly khống chế, khống chế quỷ châu rất đơn giản, khống chế quỷ châu liền có thể khống chế quỷ ảnh. Huyết Linh Nhi đã xem khiếu môn nói cho hắn. Ách, nơi xa hắc nguyệt cung mấy cái tứ kiếp võ giả, còn có các đại thế lực trinh sát đều đuổi đi theo, thật ra bọn hắn tự cảm nhận được bên này thánh binh mảnh vỡ cùng đế binh mảnh vỡ thần uy, bọn hắn có thể cảm ứng được bên kia không gian tại kịch liệt ba động. Ngoài ra còn có phong ma thú cùng U Linh Vương Thú Uy, phong ma thú nhiều như vậy, Thú Uy phi thường khủng bố. Oanh, một đạo kinh thiên ba động từ đằng xa truyền đến, bên kia tầng không gian tầng ba động, kinh khủng sóng xung kích vô thiên cái địa bao trùm tới, bên này đều cảm giác ngạt thở. Không được, bên này mấy cái tứ kiếp cường giả một người sợ hãi kêu to lên cung chủ bị giết. Mọi người đã cự ly rất gần, thần niệm miễn cưỡng có thể dò xét đến, các nàng mơ hồ dò xét đến một màn lục ly cùng các nàng cung chủ đánh vào nhau, hai thanh cường đại thần binh đánh vào nhau, sau đó các nàng cung chủ trong tay quang mang yên diệt, lục ly khống chế một đạo quang mang trùng điệp đập vào các nàng cung chủ trên đầu, anh, Thánh binh mảnh vỡ cùng Đế binh mảnh vỡ chạm vào nhau, Thánh binh mảnh vỡ đại hoạch toàn thắng, lão Vu bà cái kia mũi tên bị đập đến vỡ nát, đầu cũng bị đập nát. Nhưng Lục Ly cũng không chịu nổi, trước ngực một mảnh đẫm máu, bị khủng bố thần uy xoắn nát một mảng lớn cơ bắp, xương cốt đứt gãy, nội tạng bị chấn nát. Hắn thân thể bị bắn ngược ra đi, trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra, không bằng hắn nhìn thấy lão Vu bà thi thể, trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Đáng tiếc hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là huyết nụ cười này thấy thế nào đều rất là dữ tợn hắn thụ thương giết chết hắn bên kia mấy cái tứ kiếp trong mắt cường giả đều là sát ý thế mà không có đào tẩu mà là nhanh chóng hướng lục ly vọt tới các nàng không phải đối lão vua bà đến cỡ nào kính yêu mà là không giết chết lục ly nguyệt ra quay đầu khẳng định phải đánh giết các nàng hắc hắc lục ly thân thể bay đi qua đem lão vua bà không gian giới thu hồi đáng tiếc món kia đế binh mảnh vỡ bị hắn toái hỏng đã không có quá tác dụng lớn chỗ coi như đi bán cũng không bán được nhiều ít thần thạch. Lão vu bà chết, phụ cận trinh sát dò xét đến một màn này toàn bộ sợ choáng váng, sau đó lại đều đại hỉ không thôi. Dù sao lão vu bà chết không có quan hệ gì với bọn họ, đây chính là vui đại phổ chạy sự tình A. À. Đi, trở về truyền tin tức, vô số trinh sát nhau nhau về thành, đem cái này tin tức động trời truyền ra, đoán chừng không cần một ngày, phụ cận đều sẽ đạt được tin tức này, đây chính là phấn chấn lòng người tin tức tốt. Hiu Năm cái tứ kiếp võ giả điên cuồng vọt tới, Lục Ly nhìn thấy bọn hắn không trốn, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đại hỉ. Nhiệm vụ thế nhưng là có độ hoàn hảo, giống như không thể toàn bộ đánh giết, hắn liền lấy không đến toàn bộ tiền thưởng. Tự chui đầu vào lưới, đám người này chạy trốn, Lục Ly muốn truy sát độ khó sẽ tăng lớn, chủ động vọt tới lại cùng chịu chết không có khác nhau. Lục Ly không có gấp động thủ, mà là thân thể lay động một cái, bay xuống lấy ra thuốc chữa thương chữa thương. Bộ dáng nhìn tựa hồ sắp chết. Rất nhanh bên kia năm người vào tới, Lục Ly đợi các nàng tới gần về sau lập tức lấy ra thần hành chu, hóa thành một đạo bạch quang bay mất. Vô số phong ma thú thì bắt đầu hành động, đầy trời cuồng phong thổi đi qua, đem mọi người tiến lên tốc độ giảm bớt, tiếp lấy vô số lưu quang phát sáng lên. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, năm người bắt đầu liều mạng công kích, bất quá hơn 100 con phong ma thú, các nàng làm sao có thể là đối thủ rất nhanh liền có hai cái tứ kiếp tiền kỳ bị oanh sát hóa thành mạn thiên thịt nát cùng chân cụt tay đứt. Trốn, những người còn lại rốt cuộc sợ, bị Nguyệt gia truy sát mặc dù có thể sẽ chết, nhưng bây giờ không đi, hiện tại liền hội chết. Lục Ly mặc dù nhìn bị đả thương nặng, nhưng hắn kia thuyền nhỏ tốc độ nhanh a, à, mọi người không có khả năng đuổi theo kịp. Muốn chạy trốn đã muộn, Lục Ly khống chế thần hành chu đi mà quay lại, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, còn lại mấy người ngược lại là ương ngạch, chiến lực cũng còn có thể, một người đánh chết hai cái phong ma thú, thế mà thật trốn ra vòng vây. Hưu, Lục Ly khống chế thần hành chu nhanh chóng bay đi, đi người kia tiền phương, hắn đem quỷ ảnh cùng U Linh Vương phóng ra. Người này tốc độ so U Linh Vương chậm một chút, tăng thêm quỷ ảnh phối hợp, tự nhiên không phải đối thủ. Oanh, bên kia có người cầm một cây trường thương màu vàng, lực công kích vô cùng sắc bén, thế mà liên tục giết chết ba cái phong ma thú, đáng tiếc thân thể đã bị trọng thương, rất nhanh liền bị phong ma thú bắn thành thịt nát. Tê tê, phụ cận trinh sát có người nhận ra phong ma thú, cũng truyền ra, tất cả trinh sát cùng theo tới võ giả đều hít vào mấy cái hơi lạnh. Bọn hắn chỉ nghe nói có một cái lãnh chúa bắt được rất nhiều phong ma thú dùng để kéo xe, vô cùng phong cách. Bọn hắn lại không nghĩ rằng hơn 100 con phong ma thú cùng một chỗ, chiến lược khủng bố như thế a. À. Lần nữa qua mười mấy tức thời gian, tất cả mọi người bị xé nát. Lục ly thân hình lóe ra đến, đem từng cái không gian giới thu hồi, hắc nguyệt cung những cường giả này trên người thần thạch cùng bảo vật hẳn là thật nhiều, cầm lấy đi bán một bán có lẽ có thể bán cái vài ức thần thạch. Lục Ly đem phong ma thú thu hồi, thần niệm khóa chặt phụ cận trinh sát cùng võ giả, những người kia lập tức dọa đến bốn phía chạy trốn, có người trả lại Lục Ly quỳ xuống. Không cần sợ, Lục Ly giống lớn, bị nhân chỉ chu ác nhân, không giết vô tội. Lão vu bà làm nhiều việc ác, hôm nay bản tọa là thay trời hành đạo. Bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, thiên hổ lĩnh hoàng gia hoàng thiên bá, Giống như Nguyệt gia muốn vì bực này ác đổ báo thù lời nói, chúng ta hoàng gia tiếp lấy. Lục Ly sau khi nói xong, khống chế thần hành chu hướng Hắc Nguyệt cung bên kia bay đi, những cái kia trinh sát cùng võ giả lập tức tán đi, đem bực này tin tức động trời truyền ra. Hoàng gia thế mà ra một cái nhân vật như vậy, đúng vậy a, à, thật trẻ tuổi a, à, vẫn là nhị kiếp võ giả chẳng lẽ là hoàng gia một cái yêu nghiệt. Việc này sợ là mấy ngày liền hội truyền khắp toàn bộ Tây Bộ nguyệt gia cũng không biết có thể hay không xuất thủ hoàng gia cũng coi là tây bộ đại gia tộc giống như cùng nguyệt gia khai chiến vậy liền náo nhiệt những sự tình này khác đừng nghị luận mau trở lại thành đi cảm ơn trời đất cái này lão vu bà rốt cục chết rồi hoàng gia uy vũ hoàng thiên bá uy vũ lục ly đi bên này lại náo nhiệt vô cùng những cái kia trinh sát cùng võ giả một bên nhanh chóng hướng thành nội tiến đến một bên cao hứng bừng bừng nghị luận không ngớt lục ly dùng tự nhiên là giả danh bất quá hoàng gia hắn là biết đến, trước đó còn cần bên kia đi ngang qua, tại hoàng gia địa bàn nghỉ ngơi hai ngày nữa. Giả mạo hoàng gia chi danh, cho hoàng gia biết khẳng định giận dữ, nhưng lúc đó lục ly đã sớm đã ở thần âm hải, hắn có sợ gì chi? chương 2328, Hắc Nguyệt Lâu Đài Lục ly về tới Hắc Nguyệt Cung, bên này huyết linh nhi còn tại trong bóng tối khống chế tỏa pháo đài này. Hư không trùng cũng ở chỗ này tàn phá bừa bãi, rất nhiều đã chết đi, những người còn lại đều trốn vào tòa thành bên trong, một số người ngay tại cực lực áp chế trong thân thể hư không trùng. Chủ nhân tòa pháo đài này là một kiện siêu cấp bảo bối. Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly tinh thần đại chấn, hắn hỏi ý kiến hỏi, bảo ở phương nào. Tài chất cùng thần văn, Huyết Linh Nhi giải thích nói, tòa lâu đài này tài chất phi thường đặc thù, ta cảm giác cùng ngươi khối kia thần thiết có chút cùng loại, ngươi không tin tưởng, có thể công kích thử một chút. Hưu, Lục Ly lập tức lấy ra phi kiếm, đối tòa thành đâm tới và lâu đài này giờ phút này cũng không có mở ra thần văn, nhưng phi kiếm đâm vào phía trên, thế mà phát sinh âm vang thanh âm, sáng lên đạo đạo hỏa hoa. Quả nhiên là bảo bối, Lục Ly đại hỉ, bất quá bởi vì đột nhiên công kích, tòa thành bên trong bay ra rất nhiều quân sĩ, bọn hắn nhìn thấy Lục Ly thế mà đi mà quay lại toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trốn, những này quân sĩ đều không ngốc, một chút lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, mặt khác một chút hướng tòa thành bên trong bỏ chạy. Ngao ngao Lục Ly thả ra U Linh Vương cùng quỷ ảnh, còn thả ra một chút phong ma thú đuổi theo giết, dùng phong ma thú U Linh Vương quỷ ảnh tốc độ, những người này trốn không thoát. Phanh phanh phanh, quả nhiên, rất nhanh từng cỗ thi thể giáng xuống, đào tàu trên trăm quân sĩ đều không có chạy ra mấy ngàn dặm, tự toàn bộ bị đánh chết. Huyết Linh Nhi, nơi này thần văn người khống chế sao? Lục Ly không để ý đến tòa thành bên trong quân sĩ, chỉ cần thần văn khống chế, những này quân sĩ vậy cũng là lồng bên trong dã thú, giết thế nào đều có thể trước đó không có khống chế huyết linh nhi giải thích nói nhưng ở vừa rồi thế mà rất nhẹ nhàng tự khống chế thần văn hạch tâm là một kiện bảo bối tại vừa rồi kia bảo bối đột nhiên biến thành vật vô chủ chủ nhân tòa lâu đài này chủ nhân bị ngươi đánh chết a à? đúng lục ly khẽ vuốt cằm huyết linh nhi bừng tỉnh đại ngộ nói kia không sao chủ nhân tòa lâu đài này đã bị ta toàn bộ khống chế nơi này thần văn quá cường đại hơn nữa còn có mấy chục loại khác biệt thần văn tòa lâu đài này hẳn là đổi lại mười mấy cái chủ nhân lịch đại chủ nhân cũng đều đem tòa lâu đài này lặp đi lặp lại tế luyện bố trí một tầng lại một tầng thần văn hiện tại tòa lâu đài này lực phòng ngự siêu cấp cường đại coi như tứ kiếp hậu kỳ đoán chừng đều rất khó công phá cái gì lục ly quá sợ hãi một cái nho nhỏ tòa thành thôi tứ kiếp hậu kỳ đều rất khó công phá huyết linh nhi xác định không phải nói đùa chủ nhân ta không có nói đùa huyết linh nhi rất nghiêm túc nói ra không tin ta mở ra thoáng cái thần văn người để phong ma thú cùng u linh vương công kích thử một chút tốt lục ly có chút kích động lên lập tức triệu hồi phong ma thú cùng u linh vương bên kia cả tòa tòa thành quang mang lấp lánh từng đạo màu xanh văn lộ ở phía trên lưu chuyển du tẩu cũng cảm giác cả tòa tòa thành đều sống lại bên trong có từng đầu tiểu thanh long tại du tẩu phanh 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 hiu hiu hưu, u linh vương cùng mấy chục con phong ma thú đồng thời công kích từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên tòa thành hơi chấn động một chút không chút nào không tổn hao gì thậm chí phía trên đều không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bảo bối tốt ra, Lục Ly đại hỉ, đây là phòng ngự siêu cường bảo bối, giống như hắn tao ngộ cường đại võ giả, hướng bên trong vừa trốn, chỉ ít có thể tạm thời bảo mệnh. Lục Ly liền vội hỏi lên một cái khác mấu chốt sự tình, tốc độ ra làm sao tòa lâu đài này có thể bay sao? Có thể bay, Huyết Linh Nhi rất khẳng định truyền âm nói, tốc độ cụ thể ra làm sao, cái này muốn thử một chút. Chủ nhân ngươi trước tiến vào tòa thành đi, người ở bên trong ngươi yên tâm đi toàn bộ bị ta khốn trụ. Tốt, lục ly thu hồi u linh vương phong ma thú quỷ ảnh, bay vào tòa thành, một đạo quang mang lấp lánh, lục ly thế mà bị truyền tống đi, xuất hiện tại một cái phi thường xa hoa đại điện bên trong. Ông, tiếp lấy cả tòa tòa thành run lên, tòa thành đằng không mà lên, hướng nơi xa gào thét mà đi. Tòa pháo đài này rất lớn, ít nhất có phương viên trăm dặm chi đại, đây chính là một tòa ngọn núi lớn. Ách, phụ cận có lớn nhỏ thế lực trinh sát, bọn hắn đi theo lục ly mà đến, nhìn thấy Hắc Nguyệt lâu đài thế mà bay lên, ngay từ đầu còn tưởng rằng một tòa đại sơn bay lên đâu, kia là Hắc Nguyệt lâu đài, Hắc Nguyệt lâu đài thế mà có thể bay mà lại tốc độ này, truyền thuyết quả nhiên không sai, cái này Hắc Nguyệt lâu đài là một kiện bảo vật siêu đẳng, không nói cái gì tốc độ này ít nhất nhưng so sánh tứ kiếp hậu kỳ a, đáng tiếc a, bảo vật này bị Hoàng Thiên Bá đoạt đi, đây là hắn nên được, giống như ngươi đi giết lão Vu Bà, bảo vật này chính là của ngươi, vấn đề là ngươi có năng lực này một đám người cảm khái không thôi, tòa thành kia cũng rất nhanh biến mất tại phía đông bầu trời. Tốc độ này rất không tệ, lục ly thần niệm dò xét ra ngoài, cảm ứng thoáng cái rất là hài lòng, hắn nghĩ nghĩ lập tức truyền âm nói, huyết linh nhi, nơi này đã có như vậy cường đại thần văn, tòa lâu đài này có thể thu nhỏ a à? Đương nhiên, huyết linh nhi khẳng định truyền âm nói, trên thực tế, thành bảo bên trong là một cường giả luyện hóa ra tiểu không gian, bên trong ít nhất có phạm vi ngàn dặm có hơn 10 vạn cái gian phòng, những này gian phòng không chỉ có thể ở người, còn có thể khốn người. Trong này còn có rất mạnh mê trận, giống như vô pháp cưỡng ép phá vỡ thần văn, muốn ở bên trong vòng quanh, cả một đời đều muốn vây chết ở bên trong. TT, Lục Ly đi qua vô số hiểm cảnh, mê trận những kinh nghiệm này nhiều, trong mắt của hắn lập tức trở nên nóng rực lên, bảo vật này giá trị quá chân quý thử nghĩ thoáng cái, giống như hắn tao ngộ một đám tứ kiếp trung kỳ, hắn không cần cùng địch nhân chiến đấu, đem địch nhân dẫn dụ vào đây, toàn bộ đều có thể nhốt ở bên trong cuối cùng có thể từng cái đánh giết ông bên ngoài hắc nguyệt lâu đài thu nhỏ biến thành một mai thạch đầu lại phi hành mấy nén nhang thời gian rơi vào một cái bên trong hạp gốc lục ly dò xét thoáng cái phụ cận cũng không có người hắn hỏi ý kiến hỏi những cái kia quân sĩ đâu người có thể toàn bộ giết chết sao những này cấp thấp quân sĩ lục ly đều chẳng muốn giết đã nơi này có cường đại thần văn vậy liền trực tiếp oanh sát liền tốt có thể huyết linh nhi đơn giản hồi phục hai chữ lục ly tự mặc kệ xếp bằng ở đại điện bên trong, lấy ra thuốc chữa thương bắt đầu chữa thương. Lão vua bà đã giết chết, tứ kiếp võ giả đều giết chết, còn lại quân sĩ cũng không có chạy mất mấy cái, lần này xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. 800 triệu tiền thưởng tới tay, bọn hắn cũng có thể lập tức lên đường. Lục ly hiện tại cần làm, liền là lập tức chữa trị thương thế, sau đó dịch dung về sau lẫn vào thành nội, truyền tống đi thần âm thành. Thương thế trên người hắn quá rõ ràng, rất dễ dàng bị người hoài nghi, sở dĩ cần trước chữa trị thương thế. Nhục thể của hắn đầy đủ cường đại, tăng thêm có đỉnh cấp thuốc chữa thương, chữa trị rất nhanh. Chỉ là hai canh giờ về sau, lục ly ngoại thương gần như toàn bộ tốt, đương nhiên xương cốt cùng nội tạng muốn khôi phục không có nhanh như vậy. Lục ly cũng mặc kệ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ông, lục ly ra hắc nguyệt lâu đài, sau đó hắc nguyệt lâu đài bên trong từng cỗ thi thể bị truyền tống ra, toàn bộ đều bị thần văn oanh sát, trong hạp cốc chất đầy thi thể, bọn hắn không gian giới những này tự nhiên đều bị lục ly thu hồi. Các ngươi đi thôi, về sau khác đừng làm ác. Lục ly đem trước đó bắt sáu người phóng ra, đầu đảng tội ác đã chu sát, sáu người này giết hay không cũng không sao cả. Sáu người kia nhìn thấy nhìn thấy thi thể đầy đất, tất cả đều là hắc nguyệt lâu đài người, dọa đến hồn cũng bị mất, lập tức hoảng sợ trốn. Đi, lục ly thu hồi hắc nguyệt lâu đài, thân thể như quỷ mị bay đi, hắn vẫn như cũng nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, diễn trò muốn làm chân, mặc dù cuối cùng khẳng định sẽ bị Nguyệt Gia truy tra ra đến, nhưng lúc đó hắn hẳn là đến thần âm hải chỗ sâu. PS, còn có một chương, 7 điểm có thể đổi mới. Chương 2329, thần âm hải. Thần âm hải không lớn, đây là cùng còn lại hải vực so sánh, kỳ thật tính được cũng không nhỏ. Mảnh này hải vực rất kỳ lạ, rất nhiều địa phương thường xuyên lại có kỳ diệu thần âm truyền ra, bên trong ẩn chứa một chút thiên địa áo nghĩa, sở dĩ hấp dẫn rất nhiều cường giả ở chỗ này tiềm tu. Thần âm hải bên trên còn có một loại đặc sắc, bên này có một loại chim hồng điểu. Loại này chim số lượng nhiều lắm, toàn bộ hải vực khắp nơi đều là những này chim bay giữa không trung giống như là một mảnh hồng vân. Bọn chúng ngẫu nhiên sẽ cùng một chỗ kêu to, tiếng kêu phi thường dễ nghe, còn có thể cùng thần âm hải bên trong thần âm hô ứng lẫn nhau, cùng một chỗ diễn tấu ra một bài mỹ diệu nhạc khúc. Nay nhật hải bên trên có nhàn nhạt sương trắng, khói mịt mù vạn dặm, một cái hòn đảo phía trên, một đám hồng điểu bay qua phát ra từng đảo kêu khẽ, đám này hồng điều tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, toàn bộ rơi vào hòn đảo phía trên. Hòn đảo bên trên có người, là một cái thế lực nhỏ, đám người này đối với hồng điều nhắm mắt làm ngơ. Những này hồng điều là giết không dứt, bọn chúng đều quen thuộc có hồng điều tại phụ cận bay múa thời gian. Hưu, phía tây bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, kia tiếng xé gió vô cùng sắc bén, đây là cao tốc phía dưới đưa tới không bạo âm thanh. Người trên đảo lập tức như lâm đại địch, bởi vì nghe tiếng xé gió, rõ ràng là có cường đại chiến thuyền hướng bên này tới gần. Thu thu, không điều bọn họ bị sợ hãi, từng mảnh từng mảnh bay lên bầu trời hướng nơi xa bay đi, hóa thành một mảnh hỏa vân, che cả bầu trời. Là thần âm lĩnh chiến thuyền, trên đảo cường giả thần niệm khóa chặt ba chiếc chiến thuyền, thấy là ba chiếc cự đại chiến thuyền, chiến thuyền tiền phương còn có một cái đặc thù nhạc khí tiêu ký về sau, lập tức đều yên tâm lại. Thần âm lĩnh chiến thuyền, chưa từng lẫn vào thần âm hải sự tình, cũng không chủ động công kích, bọn hắn theo đây chỉ là đi ngang qua đi. Ba chiếc chiến thuyền trơn trượt phá trời cao mà đi, rất nhanh biến mất tại phương xa, cái này khiến người trên đảo triệt để yên tâm. Chiến thuyền có 5 tầng, mỗi lần chiếc chiến thuyền đều có thể cưỡi mấy ngàn người, mỗi người còn có một cái căn phòng đơn độc, ở giữa tầng kia còn có tử quán quán trà, để cho người ta không đến mức nhàm chán như vậy. Siêu cấp chiến thuyền tốc độ rất nhanh, giống như bằng nhanh nhất tốc độ hành tẩu, 3 tháng liền có thể vượt ngang đi qua. Bất quá chiến thuyền tốc độ sẽ không chế dưới, đại khái thời gian nửa năm có thể vượt ngang. Thật nhiều hồng điểu a chiến thuyền lầu ba trà tứ một cái ghế lô bên trong, lục ly cùng tần chiến cam lâm ba người ngồi uống trà. Xuất hải đã năm ngày, một mực gió êm sóng lặng, trong ba người tâm cũng có chút trầm tĩnh lại, lúc này mới có nhàn tâm đi tới đi dạo, uống chút trà. Nơi này trà cũng không tiện nghi, ba người uống đến trưa, mấy ngàn thần thạch liền không có. Bất quá lục ly hủy diệt hắc nguyệt cung cầm 600 triệu thần thạch, lại lấy được lão vu bà đám người không gian giới giờ phút này hắn không gian giới bên trong còn thừa lại vài ước thần thạch đầy đủ ba người tốn hoa một trận trà tứ nội nhân rất nhiều gần như đều ngồi đầy vượt ngang thần âm hải nhiều nhất nửa năm ngắn như vậy thời gian rất nhiều người lười nhác tu luyện trong phòng buồn bực đến hoảng dứt khoát tại cái này uống trà hoặc là ở bên cạnh uống rượu hoa lạp 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 phi hành hơn một canh giờ về sau bên ngoài lên gió lớn tiếp lấy cuốn lên kinh đào hải lãng gió lại lớn Sóng lại cao hơn đối với mọi người cũng không có ảnh hưởng, bất quá theo sóng lớn về sau, từng đạo kỳ dị tiếng sóng biển vang lên tại mọi người bên tai. Trà tứ bên trong dần dần không có thanh âm, toàn bộ người đều an nhàn lắng nghe cái này tiếng sóng biển, Lục Ly mấy người cũng đình chỉ uống trà cùng trò chuyện, nghiêng tai lắng nghe lấy kỳ dị tiếng sóng biển. Hoa son sao hoa, cái này tiếng sóng biển hoàn toàn chính xác ẩn chứa một loại nào đó nhịp điệu kỳ diệu, Lục Ly nghe một hồi nội tâm có chỗ xúc động. Không chỉ là Lục Ly rất nhiều người đều có xúc động, nhưng có thể ở bên trong cảm ngộ chân ý lác đác không có mấy. Rất nhiều võ giả ở chỗ này định cư, nghe mấy trăm năm đều không thể cảm ngộ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ở bên trong tìm hiểu mấy loại cường đại chân ý, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tới, thần âm hải cũng sẽ không như vậy loạn. Nghe hơn một canh giờ về sau, tiếng sóng biển dần dần ngừng lại, Lục Ly bọn người mở mắt, lục ly cười tủm tỉm nhìn qua tần chiến cùng cam lâm hai người nói ra ra làm sao có thu hoạch sao tần chiến lắc đầu cam lâm như có điều suy nghĩ nói ra có một ít xúc động nhưng muốn đi tóm lấy lại luôn bắt không được ha 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 lục ly cười ha hả hắn uống một ngụm trà nói không nên gấp cơ duyên thứ này càng là gấp vượt không chiếm được thả lỏng chút ít có lẽ sẽ có dự kiến không đến thu hoạch các ngươi trò chuyện ta đi bong tàu ngồi một hồi cam lâm đột nhiên đứng dậy tần chiến quét tới phát hiện bong tàu ngồi lấy có mười mấy người, đều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn cũng ngồi không yên, gật đầu nói, ta cũng đi, nhìn xem mấy tháng này có thể hay không có thu hoạch. Đi thôi, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Lục Ly phất phất tay, hai người cấp thiết muốn đề cao chiến lược tâm hắn có thể hiểu được, đây là bị hắn kích thích. Lục Ly không có đi bong tàu bế quan, chính như hắn nói tới giống như vận khí tốt, ở đâu đều như thế, nói không chừng tại cái này uống trà uống vào uống vào tựu đốn ngộ. Dầm dầm, qua hai canh giờ, bên ngoài lại gió nổi lên, thần âm lại vang lên. Đi bong tàu người càng đến càng nhiều, lục ly lần nữa nghe một canh giờ, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn cũng lười đi nghe, một người nhắm mắt thưởng thức trà, khó được nhàn nhã. Ngồi một lát, lục ly hiểu được nhàm chán, theo trong trà lâu đi ra, trên bong thuyền dạo qua một vòng, lại tiến vào trong tử lâu, bên trong đều là một trận tử quỷ, không có gì đẹp mắt. Lục ly chuyển chuyển, đi tới chiến thuyền phía sau bong tàu bên trên, hắn tùy ý quét qua đôi mắt lập tức sáng lên bong tàu bên trên đứng đấy một cái mỹ nữ một cái rất trẻ trung sinh đẹp nữ tử cái này nữ tử mặc một bộ tơ lụa váy đen so sánh bó sát người đem uyển chuyển dáng người đều cho hiển lộ ra theo lục ly cái góc độ này nhìn lại có thể nhìn thấy kia nữ tử bên mặt kia bên mặt như ngọc ngũ quan phi thường tú lệ là khó gặp mỹ nhân nữ tử chính nhíu mày nhìn xem phương xa hải lãng mang trên mặt một chút nhàn nhạt sầu bi để người không kiên nhẫn đối với nó sinh lòng thương tiếc chi ý. Đẹp mắt túi ra rất nhiều, có khí chất lại thiếu, cái này nữ tử khí chất cũng rất không tệ, tự đứng tại cái kia có thể câu lên bất luận cái gì nam tử dục vọng bảo vệ. Lục Ly nhìn thoáng qua tựu thu hồi mục quang, mỹ nữ rất nhiều, hắn nhưng không có suy nghĩ đi trêu chọc. Hắn tại phủ cận nhìn lướt qua, nhìn thấy nữ tử bên người cách đó không xa đứng đấy một cái lão giả, còn một mặt cung kính, nội tâm hơi có chút hiếu kỳ. Bởi vì cái này lão giả thực lực rất mạnh, Mặc dù không có cụ thể cảm ứng ra đến, Lục Ly lại suy đoán người này ít nhất là tứ kiếp trung kỳ, rất có thể là tứ kiếp hậu kỳ. Lão giả này cung kính đứng ở một bên, Lục Ly nhìn chằm chằm cái này nữ tử xem, lão giả trong ánh mắt còn truyền tới một tia ý cảnh cáo. Phụ cận có một ít nam tử nhìn chằm chằm nữ tử xem, lại đều không dám tới gần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão giả này là nữ tử hộ vệ, thuộc hạ. Có thể sử dụng lên mạnh như thế người làm hộ vệ, cái này nữ tử thân phận không đơn giản, rất có thể là siêu cấp đại gia tộc tiểu thư. Loại nữ nhân này Lục Ly càng thêm không dám trêu chọc, hắn quay người chuẩn bị đi trở về. Nhưng vào thời khắc này nữ tử đột nhiên có chút quay đầu nhìn qua Lục Ly, truyền âm nói ra, "Vị này là Hoàng Thiên Bá công tử a." Lục Ly bước chân dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh, bản năng đề phòng. Hoàng Thiên Bá cái tên này hắn chỉ dùng qua một lần, cái kia chính là đánh giết lão Vu bà, người này đột nhiên truyền âm, chẳng lẽ nàng là nguyệt gia người? Chương 2330, Mục Uyển Thanh, nhìn thấy lục ly trong bóng tối để phòng thần sắc, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa truyền âm nói, "Hoàng công tử, tiểu nữ tử không có ác ý, ta muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch, có thể hay không rời bước đi gian phòng của ta?" Mỹ nữ mời, vẫn là đi gian phòng của nàng, cái này đổi lại những người khác sẽ lập tức hưng phấn vô cùng, trực tiếp đáp ứng. Lục Ly nhưng lại cũng không trả lời, mà là thật sâu nhìn một cái nữ tử cùng bên cạnh lão giả. Sau một lát, Lục Ly khẽ vuốt cằm, nàng theo cái này nữ tử cùng lão giả trong mắt thấy được chân thành, cũng không có một tia sát ý. Vừa rồi hắn thúc giục đại đạo chi ngân, cảm giác lực rất khủng bố, giống như hai người có nửa điểm sát ý, chạy không khỏi hắn dò xét. Nữ tử cúi người hành lễ, sau đó hướng Lục Ly gật đầu ra hiệu, mang theo Lục Ly hướng một cái buồng nhỏ trên tàu đi đến, lão giả kia theo ở phía sau, cùng Lục Ly nữ tử hai người giữ vững một điểm cự ly, cái này khiến Lục Ly có chút yên tâm. Tiến vào một cái buồng nhỏ trên tàu, lão giả kia không có vào đây trong khoang thuyền cùng lục ly đồng dạng nhưng hơi bố trí thoáng cái trở nên càng thêm lịch sự tao nhã còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ta mở ra thoáng cái cấm chế nữ tử cười cười đạt được lục ly xác định về sau nữ tử mở ra buồng nhỏ trên tàu cấm chế cô nam quả nữ cùng ở một phòng vẫn là rất nhiều người xem bất quá nữ tử đều không thèm để ý chính mình thanh danh lục ly như thế nào lại để ý buồng nhỏ trên tàu bên trên có một cái nho nhỏ bàn vuông nữ tử ngồi quỳ chân trên mặt đất, lấy ra nước trà nấu, lục ly thản nhiên ngồi tại đối diện, nhìn xem nữ tử nấu đồ ăn. Nữ tử xem xét tựu xuất thân danh môn, động tác cao nhã, rõ ràng từ nhỏ đi qua huấn luyện. Nàng dung mạo tuyệt đỉnh, trên thân mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, khí chất cũng rất tốt. Bất quá lục ly nội tâm một mảnh yên tĩnh, mục doanh doanh như thế ưu tú, báo đáp ân tình sâu nghĩa trọng hắn đều bị đè nén xuống tới, chứa nói chi là một cái lần thứ nhất gặp mặt nữ tử. Hoàng công tử, uống trà, Trà nấu xong, nữ tử hai tay bưng tới, sau đó nghiêm mặt nói ra, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại hạ mục uyển thanh, hôm nay mạo muội mời, còn xin hoàng công tử không muốn trách tội huyền thanh càn rỡ. Không sao, lục ly bưng nước trà, nhưng không có uống, vạn nhất bên trong có vấn đề đâu hắn đem nước trà buông xuống, nói ra, uyển thanh tiểu thư, có lời gì nói thẳng tốt. Ân huyền thanh cô nương làm sao biết tên của ta đâu. Hắc Nguyệt Cung Mục Uyển Thanh cười nhạt một cái nói, công tử tại thiên vận thành đại triển thần uy, đánh giết lão vu bà thời điểm, Uyển Thanh vừa lúc tại phụ cận. Mắt thấy công tử vô thượng phong thái, cũng khâm phục công tử dám nghĩ dám làm. Ách, Lục Ly có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiên vận thành bên trong thế mà cất giấu hai cường giả, hắn thế mà không có phát giác được Mục Uyển Thanh thế nhưng là tứ kiếp sơ kỳ, hộ vệ của nàng thế lực mạnh hơn, theo đạo lý Lục Ly hẳn là có thể cảm giác được. Ha ha, ta cùng nhau thúc thu liếm khí tức mục huyền thanh nhìn ra lục ly nghi hoặc trên người nàng khí tức thu vào thế mà biến thành một người bình thường trên thân không có nửa điểm thần lực ba động cùng võ giả khí tức lục ly khẽ vuốt cằm lại giống nhau không có buông lỏng cảnh giác hắn hỏi ý kiến hỏi uyển thanh tiểu thư tìm ta có chuyện gì không nghĩ xin ngươi giúp một tay mục huyền thanh đi thẳng vào vấn đề nói ra ta lần này là đi lẫm đông đại lục lạc thủy lĩnh ta nghĩ mời công tử giúp ta đi tỏa trấn thoáng cái có khả năng muốn xuất thủ một hai lần phương diện thù lao công tử yên tâm, giống như không xuất thủ, ta sẽ cho công tử 2 tỷ thần thạch, giống như xuất thủ, ta sẽ cho chục tỷ thù lao. Sẽ không chậm chế công tử quá nhiều thời gian, nhiều nhất 1-2 tháng đi. Ách, à, Lục Ly có chút kinh ngạc, cái này mục Uyển thanh xuất thủ rất hào phóng A, à, không xuất thủ đều cho 2 tỷ xuất thủ cho chục tỷ, chẳng lẽ nàng coi trọng mình chiến lực. Giống như nàng thật mắt thấy hắn đánh giết lão vu bà chi chiến, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Lục Ly trên thân mặc dù còn có vài ức thần thạch, vẫn còn rất thiếu thần thạch, đến lẫm đông đại lục, không có nghĩa là đã đến doãn ra đoạn kiếm sơn, đoạn kiếm sơn thế nhưng là tại trung bộ. Lẫm đông đại lục so tử dương đại lục lớn hơn, lục ly muốn một đường truyền tống đi qua, tốn hao cự đại. Sở dĩ lục ly đi lẫm đông đại lục, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm thần thạch, hiện tại có như thế cơ hội, lục ly tự nhiên có chút tâm động. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi, uyển thanh tiểu thư, có thể hay không cáo chi thoáng cái sự tình ngọn nguồn ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, ta tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa chữ, ta đều có thể lập xuống chủ thần huyết thệ. Không cần, Mục Huyền Thanh lắc đầu nói, ta tin tưởng công tử nhân phẩm, công tử có thể thay trời hành đạo, đánh giết lão Vu bà, đây là hào kiệt gây nên, Uyển Thanh tin được. Mục Huyền Thanh nghĩ nghĩ, hỏi công tử đối lẫm Đông Đại Lục tình huống quen thuộc sao? Lục Ly một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ta đây là lần thứ nhất rời đi Tử Dương Đại Lục, đối lẫm Đông Đại Lục biết rất ít. Nha, Mục Uyển Thanh nhẹ gật đầu giải thích nói ta sinh ra ở lẫm đông đại lục, là thủy lĩnh mục gia, chúng ta mục gia trước kia rất cường đại, cũng là đi ra lãnh chúa cường giả đại gia tộc. Bất quá vài ngàn năm trước có một lần kiếp biến, mục gia trực hệ cường giả tử thương quá nhiều, cũng liền dần dần xuống dốc. Đến gia gia của ta kia một đời, chúng ta trực hệ nhất mạch yếu hơn, mặc dù gia gia là gia tộc tộc trưởng, lại thường xuyên bị chi thứ mấy mạch liên hợp chèn ép, bọn hắn còn cấu kết ngoại địch ám sát phụ thân ta. Đồng thời buộc ta gả ra ngoài cho một cái hào môn ăn chơi thiếu gia, ta không nguyện ý thành hôn ngày đó trốn, đi xa tử dương đại lục tìm nơi nương tựa mẫu thân của ta gia tộc. Mục huyền thanh nói nói, trong mắt bắt đầu phiếm hồng, tựa hồ nhớ tới không chịu nổi chuyện cũ, để nàng rất là thương tâm. Lục ly đưa đi qua một cái khăn tay, nàng rụi mắt một cái, miễn cưỡng cười cười nói ra, lúc đầu đời này ta đều không muốn trở về, bất quá gần nhất nghe nói ra ra bệnh nặng, đại nạn không xa, gia tộc mấy mạch chuẩn bị liên hợp lại cầm xuống tộc trưởng chi vị. Ta lo lắng đệ đệ ta ăn thiệt thòi, lúc này mới thỉnh cầu nhau thúc cùng ta trở về một chuyến, chân áp chi thứ mấy mạch, thuận lợi để cho ta đệ đệ trở thành mới tộc trưởng. Ta lo lắng ta cùng nhau thúc chiến lực không đủ, không trấn áp được tràng diện, lúc này mới mạo muội mời hoàng công tử xuất thủ. Sự tình ngọn nguồn không tính phức tạp, nhìn tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Lão vu bà tứ kiếp trung kỳ, còn có mấy cái tứ kiếp trung kỳ võ giả, đều bị lục ly giết chết, mục uyển thanh nhìn thấy lục ly rất mạnh, nghĩ mời hắn ra tay giúp đỡ, cái này hợp tình lý. Lục Ly trầm ngâm, sau đó hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề, các ngươi chi thứ cường giả có bao nhiêu thực lực như thế nào? Tứ kiếp võ giả tổng cộng 34 cái. Mục huyền Thanh giải thích nói, đứng tại chúng ta bên này có 7 cái, trung lập có thập tam cái, rõ ràng phản đối thậm chí đối địch có 14 cái, tứ kiếp trung kỳ có 5 cái, mạnh nhất là đại trưởng lão, chiến lực nghe nói đến gần vô hạn tứ kiếp hậu kỳ. Ừm, Lục Ly mặt không biểu tình, nội tâm lại là có chút im lặng, trực hệ bên này thế mà chỉ có 7 cái trưởng lão duy trì, phản đối bọn hắn chính là gấp đôi, còn có một cái nghi là tứ kiếp hậu kỳ, mục gia trực hệ lẫn vào thật thảm a. Tại Lục Ly xem ra, một cái gia tộc và một cái thế lực kỳ thật không có gì khác biệt. Trực hệ chỉ là nhất mạch mà thôi, giống như mạch này không được, vậy liền thoái vị, cho cường đại nhất mạch thượng vị, dạng này mới có thể cam đoan gia tộc càng ngày càng mạnh. Bản thân thực lực không được, còn muốn chiếm vị trí, vậy sẽ để gia tộc càng ngày càng yếu. Bất quá kia là mục uyển thanh việc nhà, Lục Ly không muốn nhiều lời, hắn có chút dối rắm Cái này trục tỷ thần thạch không phải rất tốt cầm A, à, đối phương thế nhưng là có một cái nghi là tứ kiếp hậu kỳ, một cái không tốt hắn mạng nhỏ có thể liền không có. chương 2331, Đại đạo Cộng Minh Mục huyền thanh nhìn thấy Lục Ly trầm mặc không nói, nàng dùng phi thường xác định ngữ khí nói ra, Hoàng Công Tử, lần này mời ngươi là đi giúp ta tỏa chấn, giống như muốn động thủ, nho thúc sẽ đứng vững đại trưởng lão công kích. Ngươi chỉ cần giúp ta diệt còn lại mấy cái trưởng lão, ta muốn giết mấy cái trưởng lão về sau, tất cả mọi người biết thành thành thật thật. Không cần đối chiến tứ kiếp hậu kỳ, lục ly nội tâm thoáng cái trầm tĩnh lại, lão vua bà đều kém chút giết hắn, nếu quả như thật là tứ kiếp hậu kỳ, hắn rất khó đánh giết, mạng nhỏ có thể khó giữ được. Giống như không cần đối chiến tứ kiếp hậu kỳ, vậy chuyện này liền có thể suy tính một chút, dù sao chỉ là đi ngang qua thoáng cái, hắn muốn đi lẫm đông đại lục trung bộ, thuận tay giúp một chút, cầm một chút tiền thù lao ngược lại là có thể. Ta đang suy nghĩ, Lục Ly trần chờ một trận nói ra, coi như ngươi giúp người đệ đệ cầm xuống tộc trưởng chi vị, chẳng lẽ lại ngươi một mực tại bên kia chiếu khán giống như đệ đệ ngươi không có năng lực, vô pháp phục chúng, cái này tộc trưởng chi vị cầm xuống có ý nghĩa gì? Đệ đệ ta là cái thiên tài, mục huyền thanh sắc mặt biến đến nhu hòa, nàng nói ra, đệ đệ ta so với ta nhỏ hơn nhiều, hắn hiện tại đã đột phá tứ kiếp, chỉ cần cho hắn mấy chục trên trăm năm thời gian, hắn nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả, đến lúc đó chấn hưng chúng ta mục ra không đáng kể tốt ga lục ly nhún vai một cái nói ta cần suy tính một chút chờ nhanh đến lẫm đông đại lục ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn nha mục uyển thanh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nhưng cũng miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu nói vậy ta tùy thời xin đợi hoàng công tử tin tức tốt chỉ cần công tử đáp ứng ta trước tiên có thể giao 500 triệu tiền đặt cọc được rồi cáo từ trước lục ly đứng dậy chắp tay mục uyển thanh cúi người đáp lễ mở ra cấm chế lục ly đi ra ngoài sau một lát phía ngoài lão giả đi đến mục huyền thanh lần nữa mở ra cấm chế nho thúc hỏi tiểu thư ra làm sao không có khẳng định trả lời chắc chắn mục huyền thanh có chút thất vọng thở dài có phải hay không thù lao cho thiếu đi đã đủ rồi nho thúc lắc đầu nói ra giống như hắn không đáp ứng coi như xong tiểu thư không muốn làm oan chính mình lão nô sẽ hết sức giúp tiểu thư bảo trì chu toàn Ừm, um, mục huyền thanh gật đầu nói quay lại ta lại hẹn hắn tâm sự người này lực lượng một người có thể diệt hắc nguyệt cung, chiến lực không thể khinh thường. Trên người hắn còn có thánh binh mảnh vỡ, nhìn từ bề ngoài là nhị kiếp võ giả, tổng hợp chiến lực phi thường cường đại, có hắn trợ lực, lần này hồi trở lại mục gia tựu 10 phần chắc chín. Lục Ly dạo qua một vòng, nhìn thấy tần chiến cam lâm đều trên bong thuyền tu luyện, hắn về tới gian phòng của mình bên trong. trầm tư một lát, cũng không có quyết định, dù sao thời gian còn sớm, chờ đến lẫm đông đại lục lại nói chứ sao. Tu luyện mấy ngày đi, hắn trong lúc rảnh rỗi, trong phòng tu luyện, sau một lúc lâu thần âm lại vang lên, Lục Ly phát hiện hắn đang bế quan thần âm cũng có thể vang lên ở trong đầu hắn, tu luyện đều bị quấy nhiễu. Hắn trực tiếp tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái, dạng này thần âm tự không có cách nào quấy nhiễu. Hắn tiếp tục tu luyện, một bên tu luyện luyện cốt chi thuật, một bên tu luyện thần lực, đồng thời lĩnh hội đại đạo chi ngân. Lục Ly gần nhất có thời gian đều tại lĩnh hội đại đạo chi ngân, cái này đại đạo chi ngân hắn cảm giác giống như là một bản thiên thư, bên trong ẩn chứa toàn bộ thiên địa bí mật, đừng nói toàn bộ lĩnh hội, chỉ cần lĩnh hội một chút, tự đầy đủ hắn ăn không hết. Sở dĩ hắn hiện tại gần như không đi lĩnh hội chân ý loại hình, vừa có thời gian tự lĩnh hội đại đạo chi ngân, chỉ cần có thể lần nữa lĩnh hội một chút, hắn đoán chừng chính mình lại có thể đạt được rất mạnh thần thông. Xoạt, rầm rầm, trong tham ngộ, hắn thế mà mơ hồ lại nghe thấy thanh âm của sóng biển, hắn đã tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, hoàn toàn đóng lại giác quan thứ sáu, ngoại giới sở hữu thanh âm hắn đều nghe không được, cái này thần âm quá thần kỳ, thế mà trực tiếp vang lên tại linh hồn hắn bên trong. Bực bội, nghe được cái này tiếng sóng biển, lục ly suy nghĩ có chút phiền muộn, căn bản không có cách nào tính tâm xuống tới lĩnh hội. Như vậy cũng tốt so một người đang ngủ, bên tai một mực có một con ruồi ong ong gọi, coi như mơ mơ màng màng có thể ngủ, cũng sẽ không được an bình. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi, tu luyện một lát, thực sự vô pháp tính tâm xuống tới, lục ly không có tiếp tục tham mộ đại đạo chi ngân, mà là chuyên tâm đi luyện cốt cùng tu luyện thần lực, dạng này liền sẽ không bị quấy dày. Đợi hơn một canh giờ, thần âm biến mất, lục ly lúc này mới tiếp tục tham mộ đại đạo chi ngân. Dầm dầm xôn sao, qua hơn hai canh giờ, phía dưới hải lãng vang lên lần nữa thần âm, tăng thêm phụ cận bay tới một đám hồng điểu, đi theo kêu to, để thần âm càng thêm cường đại một chút, cũng càng thêm huyền diệu rất nhiều. Có hết hay không a à? lục ly có chút bực bội rồi, cái này thần âm mỗi cách một đoạn thời gian sẽ vang lên, Tại nửa năm này thời gian, không phải căn bản không có cách nào tu luyện. Được rồi, chuyên tâm luyện cốt đi. Lục Ly tìm hiểu một lát thực sự không có cách nào tính tâm xuống tới, đang chuẩn bị ngừng lĩnh hội đại đạo chi ngân, linh hồn hắn lại đột nhiên run lên. Ách, tình huống như thế nào? Lục Ly dọa đến cả người đều sợ run, vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác, một cái đại đạo chi ngân ba động một chút tựa như là dây đàn bị kích thích. Đại đạo chi ngân động, Lục Ly cả người đều có chút mộng trong thân thể của hắn minh khác hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân, đây đều là khác ở hắn trong khung, vừa rồi thế mà bỗng nhúc nhích. Lục ly coi là cảm giác sai, lần nữa bế quan, sau đó tính tâm đi cảm ứng thần âm, một bên lĩnh hội đại đạo chi ngân, muốn nhìn một chút mới vừa rồi là không phải cảm giác sai. Đông, đột nhiên, một cái đại đạo chi ngân rất nhỏ ba động một chút, lần này lục ly cảm giác đến phi thường chuẩn xác, đại đạo chi ngân hoàn toàn chính xác động. Linh hồn hắn rung động, trong đầu điên cuồng vận chuyển, Bắt đầu nghĩ tại sao lại có loại này dị trạng phát sinh. Chẳng lẽ thần âm cùng đại đạo chi ngân phù hợp đưa tới cộng minh, sở dĩ đại đạo chi ngân bị khiên động. Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng, cả người đều cuồng hỉ, nếu quả như thật là như vậy, chuyện này với hắn lĩnh hội thần âm chân ý, hoặc lĩnh hội đại đạo chi ngân sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Mặc dù Lục Ly cũng không xác định, có thể cho hắn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn có thể biết rõ ràng đại đạo chi ngân tại sao lại rung động, nhất định có thể thu hoạch không ít. Lập tức, Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, bắt đầu toàn tâm đi cảm ứng thần âm, một bên lĩnh hội đại đạo chi ngân. Sau một lát, lại là một cái đại đạo chi ngân rung động. Đông đông đông, nương theo lấy thời gian rời đổi, một sợi đại đạo chi ngân đều rung động, rất có cảm giác tiết tấu. Lục Ly cảm ứng đến thần âm, hắn phát hiện đại đạo chi ngân ba động quy luật cùng thần âm tiết tấu, có một loại kinh người trùng hợp cảm giác. Thần âm quả nhiên đã dẫn phát đại đạo chi ngân cộng minh. Hơn một canh giờ về sau, thần âm ngừng lại, đại đạo chi ngân cũng không tiếp tục ba động, lục ly cả người đều hưng phấn tới cực điểm. Hắn đã xác định đại đạo chi ngân ba động cùng thần âm có tất nhiên quan hệ. Mặc dù lục ly hiện tại còn không làm rõ được, vì cái gì đại đạo chi ngân sẽ dẫn phát cộng minh, hắn lại có thể từ đó được cái gì chỗ tốt. Nhưng hắn rất rõ ràng, một tòa bảo khố đại môn đã mở ra, có thể hay không ở bên trong đạt được trọng bảo, tự nhìn hắn vận khí. Chương 2332, thần âm chân ý lục ly cảm giác lại một lần nữa mở ra thế giới mới đại môn thần âm thế mà có thể cùng đại đạo của hắn vết tích phù hợp dẫn phát cộng minh nguyên bản lục ly chuẩn bị tùy ý tu luyện thoáng cái đuổi một ít thời gian bây giờ lại hưng phấn đến ghê gớm hắn quên đi hết thảy quên đi nguyệt ra sự tình quên đi giờ phút này vẫn không tính là an toàn nhất thời điểm quên đi tần chiến cam lâm quên đi mục uyển thanh một người hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu tới trước đó hắn hiểu được thần âm bực bội bây giờ lại một mực chờ đợi đợi thần âm vang lên, chờ đợi thần âm cùng đại đạo chi ngân cộng minh thời khắc. Dạng này tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Ly cũng không biết chưa phát giác ở giữa 10 ngày tựu đi qua. Tần chiến cùng cam lâm hai người một mực tại bế quan, hai người coi là Lục Ly sẽ lưu ý tình huống xung quanh, một khi gặp nguy hiểm sẽ trước tiên thông chi hai người. Bọn hắn lại không biết, Lục Ly cái gì đều không có quản, so với bọn hắn càng thêm trầm mê. Cũng may Nguyệt gia cũng không có đuổi theo, đi về phía trước hơn 10 ngày, đều không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh, bọn hắn đều đã tiến vào thần âm hải chỗ sâu, xem ra là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mục huyền thanh rất gấp, lục ly sau khi vào phòng, một mực không hề lộ diện, dưới cái nhìn của nàng lục ly hẳn là không có hứng thú. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình có phải hay không tiền thù lao khai thiếu đi dù sao lục ly thế nhưng là có thánh binh mảnh vỡ người, hắn sẽ kém thần thạch sao. Còn có lục ly diệt hắc nguyệt cung người, nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy bảo vật, cộng lại ít nhất lấy được vài tỷ thần thạch A nàng cho điểm ấy thần thạch lục ly hẳn là chướng mắt A. Vấn đề là trên người nàng cũng không có quá nhiều thần thạch, đáp ứng lục ly động thủ cho chục tỷ thần thạch, cái này còn cần chờ bắt lại mục ra về sau, để đệ đệ của nàng cho đâu. Bảo vật nàng có một ít, nhưng lục ly hẳn là chướng mắt A nàng những ngày này sầu đến không được, nàng trên chiến thuyền đổi tới đổi lui, muốn tìm tìm còn lại giúp đỡ. Trên chiến thuyền có một ít tứ kiếp võ giả, nhưng rất nhiều đều là lão sắc quỷ, nhìn nàng ánh mắt sắc mị mị, nàng muốn mời bọn họ hỗ trợ, đoán chừng đám kia lão sắc quỷ sẽ trực tiếp muốn nàng ngủ cùng. Thật vất vả tìm được một cái tứ kiếp trung kỳ võ giả, người kia đồng ý xuất thủ, nhưng ra giá, giá lại là 500 ước thần thạch, còn trước hết thanh toán chục tỷ. Mục huyền thanh không có nhiều như vậy thần thạch, tự nhiên cũng liền không mời nổi người kia. Nội tâm của nàng có chút tuyệt vọng, mẫu thân của nàng nhà mẹ đẻ gia tộc mặc kệ việc này, nho thúc vẫn là nàng ngoại công tự mình điều cho nàng. Chỉ dựa vào nho thúc một người, sợ là chấn không được chàng diệt, một cái không tốt không chỉ các nàng muốn chết, đệ đệ của nàng cũng sẽ bị giết, đến lúc đó chi thứ kia mấy mạch sẽ triệt để chiếm cứ mục ra. Thật chẳng lẽ muốn muốn ủy thân cho mấy cái kia lão sắc quỷ. Mục huyền thanh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó cả người bởi vì sợ đều run rẩy lên. Nàng năm đó cũng là bởi vì bất mãn gia tộc an bài, một người vạn dặm xa xôi bỏ chạy từ dương đại lục, thủ tiết nhiều năm hiện tại muốn nàng dùng thân hầu lang, người để nàng như thế nào tiếp thu được. Ai, Mục Uyển Thanh cả ngày đều sầu đến không được, cự ly lẫm đông đại lục càng ngày càng gần, nội tâm của nàng tựu càng ngày càng sầu, giống như lên lẫm đông đại lục mục gia khẳng định liền có thể nhận được tin tức. Đến lúc đó nàng lại từ bên ngoài tìm người, cũng có chút danh không chính ngôn không thuật, hiện tại nàng tìm một người, có thể nói là theo nhà mẹ đẻ mang tới cường giả, dạng này mục gia người không lời nào để nói. Thời gian rất nhanh trôi qua, hai tháng đi qua, bởi vì là thần âm lĩnh siêu cấp chiến thuyền, thần âm hải mặc dù rất loạn, nhưng không có bất luận kẻ nào dám chặn đường. Trên đường còn tao ngộ chiến đấu, hai cường giả tại sống mái với nhau. Hai người phát hiện là thần âm lĩnh chiến thuyền về sau, đều không hẹn mà cùng hướng nơi xa bay đi, không dám công kích chiến thuyền. Bong tàu ngồi lấy người càng đến càng nhiều, đều tại lĩnh hội thần âm, nhưng này lâu như vậy, không có người có thu hoạch, xem ra cái này thần âm không phải muốn tìm hiểu liền có thể lĩnh hội. Mục huyền thanh lại tiếp xúc một số người, lặp đi lặp lại đàm phán, cuối cùng không có quá lớn thu hoạch chỉ có hai cái tứ kiếp sơ kỳ nguyện ý đi trợ uy, nhưng tuyệt không xuất thủ. Chào giá 2 tỷ thần thạch, cái này Mục Uyển Thanh tạm thời không có đáp ứng, tứ kiếp sơ kỳ tác dụng không phải đặc biệt lớn, cùng đi qua không thể cho Mục gia cường giả mang đến quá lớn uy hiếp. Có một cái lão sắc quỷ, gần nhất ngược lại là rất ân cần, nói thẳng Mục Uyển Thanh cùng hắn hai tháng, hắn giúp Mục Uyển Thanh dẹp yên toàn bộ Mục gia, muốn giết ai tựu giết ai. Cái này lão sắc quỷ chỉ là tứ kiếp trung kỳ, cùng nhau thúc không sai biệt lắm cảnh giới, thế mà nói khoác không biết ngượng muốn giết ai tự giết ai sợ là nghĩ vô ích ngủ hai tháng chờ đến lẫm đông đại lục về sau lập tức cao chạy xa bay a thời gian lần nữa đi qua nửa tháng bong tàu bên trên ngồi xếp bằng một người đột nhiên tay cua múa tiếp lấy bốn phía không gian ba động đáng suốt từng đạo liên y sau đó phụ cận người trong đầu đều vang lên từng đợt kỳ dị thanh âm a à, bong tàu bên trên người tu luyện toàn bộ bị kinh động tự liền rất nhiều quân sĩ đều kinh động một chút cường giả trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên mục quang nhìn về phía bong tàu ngồi lấy một thanh niên tần chiến cam lâm trợn mở tròng mắt nhìn thấy phất tay người lại là tần chiến hắn một mặt kinh ngạc sau đó trên mặt lộ ra nét mừng cùng vẻ hâm mộ hắn cùng tần chiến cùng một chỗ lĩnh hội hắn còn rất sớm đã có chút xúc động bế quan lâu như vậy nhưng không có một tia thu hoạch lại không nghĩ rằng tần chiến thế mà cảm mộ một loại thần âm chân ý lục ly đâu cam lâm nhìn thấy bốn phía vô số người chú ý tần chiến sợ có người mang ý xấu thần niệm vội vàng trên chiến trường quét qua nhưng không có phát sinh lục ly hắn nhìn thấy lục ly buồng nhỏ trên tàu gian phòng đóng lại thân thể lóe lên vội vàng đến lục ly buồng nhỏ trên tàu bên này gõ cửa một cái lục ly nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng cam lâm chỉ có thể trở về ngồi tại tần chiến bên cạnh giúp hắn hộ pháp bất quá trên chiến thuyền là không cho phép động võ cam lâm cũng không tính quá lo lắng tần chiến rõ ràng chỉ là vừa mới lĩnh hội nhập môn giờ phút này sợ nhất người cắt ngang Cam Lâm cẩn thận đề phòng, phụ cận người thật cũng không làm loạn, đã quấy dày người khác lĩnh hội. Tần Chiến tỉnh lại khẳng định sẽ liều mạng. Tiểu tử này có chút phúc khí a, à, thế mà có thể tìm hiểu thần âm chân ý, mặc dù nhìn không tính rất mạnh, nhưng cũng là trí cao chân ý một trong a. À. Ai ta đều bế quan lâu như vậy, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, người so với người làm người ta tức chết a. À. Một đám người cảm khái không thôi, tựu liền một chút tứ kiếp võ giả đều trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, thần âm chân ý phi thường cường đại là trí cao chân ý một trong, mặc dù xem tình huống tần chiến lĩnh hội không phải đặc biệt cao cấp, nhưng cũng là đi vận khí cứt chó. Đáng tiếc là cái tam kiếp võ giả, mục huyền thanh trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, giống như tần chiến là cái tứ kiếp võ giả, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kéo tần chiến hỗ trợ, tam kiếp võ giả nhưng không có ý nghĩa quá lớn. Sau nửa canh giờ, tần chiến đình chỉ phất tay, khí tức cũng biến thành bình tĩnh trở lại, xem ra đã hoàn toàn nhập môn. Chân ý một khi nhập môn, sự tình phía sau tựu đơn giản rất nhiều. Phía dưới hải lãng cũng dần dần lắng xuống, thần âm ngừng, rất nhiều trên bong thuyền người tu luyện đứng lên. Tần chiến tìm hiểu thần âm chân ý cho bọn hắn đả kích, rất nhiều người đều quyết định nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục lĩnh hội. Hoa lạp lạp lạp, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chiến thuyền bên trong truyền đến một đảo mãnh liệt ba động, tiếp lấy bốn phía nước biển tựa như điên cuồng, thế mà cuốn lên thao thiên cự lãng. Đông đông đông, trong một cái phòng, liên tục không ngừng vang lên trầm muộn thanh âm những âm thanh này vang lên tại tất cả mọi người trong đầu giống như là đánh vào bọn hắn trong linh hồn phía dưới nước biển triệt để bạo động vô số hải lãng cuốn lại hóa thành từng đầu thủy long bắn vào cao không sau đó trùng điệp đập xuống dưới đem toàn bộ chiến thuyền người đều dọa sợ tt tê tê, lại có người tìm hiểu thần âm chân ý vẫn là như thế cường đại chân ý thanh âm này quỷ dị như vậy khẳng định là phi thường cường đại thần âm chân ý chiến thuyền bên trong nổ vô số cường giả theo trong khoang thuyền bay ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, trên mặt không chỉ là hâm mộ, còn có rất nồng đậm ghen ghét chi ý. Là hắn, Mục Uyển Thanh lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Cam Lâm cũng nhìn lướt qua về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì thanh âm ngọn nguồn, thế mà đến từ lục ly chỗ buồng nhỏ trên tàu. Chương 2333, nể mặt, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, rất có tiết tấu, mỗi lần vang lên về sau, phụ cận nước biển đều sẽ nhấc lên đạo đạo bọt nước, vuốt chiến thuyền, phát ra từng đạo kỳ dị thanh âm. Tầng không gian tầng ba động, tạo nên từng đạo liên y, trên không trung cuồng phong tàn phá bừa bãi, cũng phát ra từng đạo tiếng rít, cùng tiếng nước, trầm muộn thanh âm tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại kỳ diệu vận luật. Không chỉ bên này chiến thuyền, còn lại hai chiếc chiến thuyền người đều đã bị kinh động, toàn bộ kinh ngạc thăm dò qua thần niệm đến, khóa chặt một cái buồng nhỏ trên tàu. Cái này siêu cấp chiến thuyền thần văn vẫn là ủng hộ cường đại, người bình thường thần niệm dò xét không đi vào, sở dĩ mọi người chỉ là biết có người cảm ngộ một cái thần âm chân ý, vẫn là một cái rất cường đại chân ý, lại không biết là ai. Thần âm hải là một cái rất thần kỳ địa phương, nơi này mảng lớn hải vực đều sẽ thỉnh thoảng phát ra thần âm, bên trong ẩn chứa rất nhiều loại thần kỳ pháp tắc. Những này pháp trận chân ý có mạnh có yếu, nhưng đều rất khó lĩnh hội, rất nhiều lão ma tại cái này lĩnh hội vạn năm đều không thu hoạch được gì hôm nay chiến thuyền bên trong có hai người tìm hiểu thần âm chân ý còn có một người lính hội siêu cường thần âm chân ý này làm sao để mọi người không kinh ngạc không hâm mộ đâu mục huyền thanh con mắt lóe sáng đến dọa người lục ly bản thân tựu rất mạnh hiện tại lại tìm hiểu một cái lợi hại thần âm pháp tắc chân ý kia chiến lực không phải lợi hại hơn sao giống như lục ly đáp ứng giúp nàng kia chuyến này hẳn là sẽ rất thuận lợi cam lâm cao hứng nhất thay hai người cao hứng đồng thời lại có một điểm thất lạc chính hắn thực lực một mực không có quá tiến nhanh bộ, hai cái huynh đệ lại đột nhiên tăng mạnh, cái này đổi lại là ai đều sẽ thất lạc. Lục ly bên kia dị trạng kéo dài đằng đẳng hơn một canh giờ, chờ hắn dừng lại về sau, bốn phía hải lãng cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Trên chiến thuyền náo nhiệt hơn một canh giờ, mọi người tâm tình cũng đều bình phục, lợi hại hơn nữa pháp tắc chân ý cũng là nhân gia, cùng mọi người không có nửa xu quan hệ. Tần chiến còn đang bế quan bên trong, cam lâm chỉ có thể tiếp tục giúp hắn hộ pháp, lục ly bên kia khẳng định phải cần một khoảng thời gian củng cố, đoán chừng muốn chờ xác định lục ly cảm ngộ cái gì chân ý, ít nhất phải nửa tháng. Mục huyền thanh ngồi không yên, chưa có trở về gian phòng, mà là tại trong quán trà an tọa lẳng lặng chờ đợi lục ly xuất quan. Rất nhiều nam tử muốn tới đây bắt chuyện, lần này mục huyền thanh là một người đều không để ý, nhau thúc an vị ở bên cạnh, ngăn cản sở hữu con ruồi tới gần. Lần ngồi xuống này liền là 7-8 ngày, tần chiến ngược lại là xuất quan, một mặt hưng phấn, hắn cảm ngộ một cái tương đối lúc trước hắn chân ý tới nói là rất mạnh chân ý, hắn tin tưởng tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể xung kích tứ kiếp chi cảnh. Rất nhiều người nhao nhao tới tìm hiểu, tần chiến nhưng không có nhiều lời, chỉ là qua loa vài câu, sau đó lôi kéo Cam Lâm đi uống rượu. Cam Lâm mặc dù nội tâm có chút thất lạc, giờ phút này cũng không dám biểu lộ ra, thống thống khoái khoái cùng tần chiến uống rượu. Tần Chiến biết được Lục Ly cũng cảm ngộ thần âm pháp tắc chân ý càng cao hứng hơn, hai người đằng đẳng uống đại nửa ngày, uống rượu uống hết đi mười mấy vạn thần thạch. Sau khi uống xong, Tần Chiến cùng Cam Lâm tiếp tục bế quan, một bên chờ đợi Lục Ly xuất quan. Tần Chiến đem chính mình lĩnh hội bí quyết nói cho Cam Lâm, nói muốn thả nhẹ nhóm, không muốn tận lực đi lĩnh hội. Chính như Lục Ly nói, duyên phận đến, tự nhiên là tới. Duyên phận không đến, cưỡng cầu cũng vô dụng. Lần nữa qua 7-8 ngày, Lục Ly rốt cuộc xuất quan, hắn mở ra cấm chế một khắc này, vô số thần niệm thoáng cái quét về phía hắn, nhất là mục uyển thanh cùng nho thúc càng là gắt gao tập trung vào hắn. Ách, cảm nhận được nhiều như vậy thần niệm khóa chặt chính mình, lục ly bản năng đề phòng, không bằng hắn thần niệm quét qua, liền buông lỏng xuống dưới. Xem ra hắn cảm mộ thần âm chân ý lúc, xuất hiện rất lớn dị tướng, sở dĩ gây nên nhiều người như vậy chú ý. Mặc dù một cái cường đại chân ý nhập môn, lục ly khí tức cũng không có quá lớn cải biến. Vẫn là một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, nhưng khí tức nhưng so sánh nhị kiếp đỉnh phong, hẳn là chờ tìm hiểu cái này chân ý, liền có thể đi độ kiếp, xung kích tam kiếp chi cảnh. Tam trọng thiên tam kiếp võ giả nhiều như chó, sở dĩ lục ly điểm ấy khí thức tại mọi người xem ra đơn giản yếu đến đáng thương. Rất nhiều mắt người bên trong đều là vẻ ghen ghét, một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả thế mà cũng có thể cảm mộ mạnh như vậy chân ý. Hưu, một đạo bóng người bay vụt mà đến, thoáng cái đã tới lục ly phía trước, lục ly lập tức gương mặt đề phòng, trong tay thiên ly châu xuất hiện, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, Người là thế nào lĩnh hội thần âm chân ý, nói cho bản tọa, bản tọa trùng điệp có thường. Kia là một cái hắc cường tráng hán tử, hắn nhìn chằm chằm lục ly, đầy mắt lửa nóng. Lục ly trợn trắng mắt, xem ra là một cái kẻ lỗ mãng. Đừng nói lĩnh hội biện pháp chính mình không có cách nào truyền thụ, coi như có thể truyền thụ lục ly cũng sẽ không nói cho hắn, dựa vào cái gì a? À? Sở dĩ lục ly không có phản ứng hắn, trực tiếp đi ra phía ngoài, người kia là cái tam kiếp đỉnh phong, gặp lục ly thế mà không để ý hắn, lập tức nổi giận, vươn tay phải bắt được lục ly bả vai. Ngươi làm cái gì, lục ly thân thể lóe lên tránh đi đi, trợn mắt nhìn, giống như không phải tại trên chiến thuyền, hắn vài phút giáo dục người này làm người. Hắn lãnh mâu lướt nhìn người này nói ra, muốn ở chỗ này động thủ. Vô số quân sĩ lúc đầu khóa chặt bên này, nghe được lục ly, một người thống lĩnh lập tức mở miệng, đừng gây chuyện, nếu không trục xuất chiến thuyền. Cái kia tam kiếp đỉnh phong lập tức hành quân lặng lẽ, hung hăng chừng lục ly một chút, Lục Ly nhún vai, không còn phản ứng người này, hướng Tần Chiến cùng Cam Lâm đi đến. Bên kia hai người sớm đã bị kinh động đến, nhao nhao cười hướng Lục Ly đi tới, Tần Chiến tâm tình tốt nhất nhanh chân đi đến, chắp tay nói: "Chúc mừng lão đại a." À. "Lão đại?" Một đám người kinh ngạc, Lục Ly cảnh giới thấp như vậy, lại là hai người lão đại xem ra người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a. À. Quá nhiều người chú ý chính mình, Lục Ly không dám như vậy chiêu giao, lôi kéo Tần Chiến cùng Cam Lâm đi trong tử quán tìm một cái nhã gian ngồi xuống. Nhã gian bên trong để cho tiện đàm luận, bên trong còn có thần văn, lục ly kêu một chút rượu mở ra thần văn cấm chế, tần chiến lập tức hưng phấn hỏi ý kiến hỏi, lão đại, tìm hiểu lợi hại gì chân ý. Không biết, lục ly trả lời để cho hai người không hiểu thấu. Nào có chính mình lĩnh hội chân ý đều không biết là cái gì lục ly cười khổ giải thích nói, ta mới vừa vận nhập môn, cái này chân ý ta cảm giác bác đại tinh thâm, phi thường huyền diệu, đoán chừng muốn chờ toàn bộ tìm hiểu, mới có thể thu được tất. Vậy khẳng định phi thường cao cấp, tần chiến cùng cam lâm trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, lục ly mỉm cười gật đầu, cái này chân ý phải rất cao cấp. Bởi vì cái này chân ý là thần âm đưa tới đại đạo tri ngân cộng minh, hắn lợi dụng đại đạo tri ngân cảm mộ đến, mà lại trước mắt hắn còn không biết cái này chân ý cụ thể là cái gì, cảm giác chỉ là vừa mới nhập môn, băng sơn thấy được một góc. Ba người hàn huyên một hồi, uống mấy chén ăn mừng rượu, lục ly gặp cam lâm có chút thất lạc, khích lệ vài câu. Cam Lâm tính cách sáng sủa, rất nhanh cao hứng trở lại. Ông ong, đi qua sau nửa canh giờ, nhã gian thần văn sóng gió nổi lên. Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, coi là lại có người đến hồ rào man triền, mở ra thần văn sau mới phát hiện, lại là Mục Uyển Thanh. Hoàng công tử, Mục Uyển Thanh cúi người hành lễ về sau, mang theo ái náy nói ra, mạo muội quấy dày, Uyển Thanh muốn cùng người trò chuyện tiếp một lần, không biết Hoàng công tử có thể hay không nể mặt. Chương 2334, không thích dạng này giao dịch. Mục huyền thanh lần nữa tìm đến, cái này rất dễ lý giải, bất quá nàng như thế nóng vội, lại tại lục ly ngoài ý liệu. Đã người khác tìm tới cửa, lục ly cũng không tốt cự tuyệt, khẽ vuốt cầm nói có thể. Mục huyền thanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần nữa hành lễ nói, đang lúc hoàng hôn, mời công tử đi ta buồng nhỏ trên tàu, huyền thanh chậm đợi quang lâm. Mục huyền thanh đỏ mặt đi, tần chiến cùng cam lâm lập tức ồn ào, tần chiến chập chập nói, nghĩ không ra a, à, lục ly, thế mà vô thanh vô tức câu đáp một cái đại mỹ nhân, mỹ nhân này ta cho chín phần. Cam Lâm nhếch miệng cười nói, Lục Ly trêu chọc muội thủ đoạn là càng ngày càng lợi hại. Ngươi nhìn xem mỹ nhân đều nói, không phải tại cái này nói, mà là muốn ước Lục Ly đi khoang thuyền của nàng, ý tứ này quá rõ ràng, đây là muốn mời Lục Ly ở qua đêm a. Chậc chậc, Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người hèn hạ nở nụ cười, Lục Ly không có nửa điểm không có ý tứ, khoát tay áo nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là thật có chút việc hiểu rõ tần chiến búng tay một cái nói nhân luân đại đạo đây là chính sự cũng là đại sự a à. ha 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 lục ly cười ha hả ha, cùng hai người cùng một chỗ là khó được hài lòng thời quang là có thể làm cho hắn triệt để mở rộng cửa lòng trầm tĩnh lại thời khắc cùng hai người uống đến chưa rượu tại đang lúc hoàng hôn phụ cận bay tới một đám hồng điểu chủ động đuổi theo chiến thuyền đi gần nhất phiến khu vực này bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống lôi điện ngẫu nhiên nổi lên bão tố gió chiến thuyền tốc độ trở nên chậm sở dĩ hồng điều có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Đây trời hồng điều đuổi theo chiến thuyền, ngược lại là một bước rất tốt bức tranh. Lục ly hồi trở lại trong khoang thuyền tắm rửa một phen, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trên thân đều là mùi rượu, hắn sợ mất cấp bậc lễ nghĩa. Tại vô số người nhìn kỹ giữa, hắn tiến vào mục uyển thanh trong khoang thuyền, điều này khiến cho rất nhiều người đố kỵ. Mục uyển thanh mỹ nhân này thế nhưng là có không ít người nghĩ cách, mục uyển thanh nhưng không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Nhào thúc chiến lực không sai, nơi đây lại là trên chiến thuyền không người nào dám làm loạn buồng nhỏ trên tàu cấm chế mở ra cái này khiến càng nhiều người đố kỵ không thôi thầm mắng mục huyền thanh không biết xấu hổ là phóng túng cô nam quả nữ cùng ở một phòng bản thân tự làm cho người ta chỉ trích còn mở ra cấm chế khẳng định là ở bên trong làm không thể miêu tả sự tình mục huyền thanh hôm nay vẫn là mặc một bộ váy đen bất quá cái này váy đen cổ áo mở tương đối thấp bên đùi mặt còn mở ra một bên như ẩn như hiện phi thường mê người nàng vẽ lên nhàn nhạt trang dung, càng lộ vẻ kinh diễm. Hoàng công tử, mục huyền thanh cúi người hành lễ, lục ly ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy ngực một mảnh ngán bạch, lục ly nhìn lướt qua thu hồi mục quang, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Hai người ngồi xuống về sau, mục huyền thanh cũng không có pha trà, mà là cười nhạt một tiếng hỏi, hoàng công tử, người bên kia có rượu ngon sao ta cái này không có gì tốt rượu, tối nay huyền thanh muốn cùng công tử uống hai chén. Lục ly khẽ giật mình, sau đó mình bạch mục uyển thanh ý tứ hỏi mình lấy rượu là để cho mình yên tâm dù sao chính hắn rượu không có khả năng bị hạ độc a à, đồng thời uống rượu cũng có thể gia tăng tư tưởng xem mục uyển thanh hôm nay cái này tổ chức là nghĩ xác dụ chính mình lục ly lấy ra hai vò rượu ngon cười nhạt một tiếng nói ra thực không dám giấu giếm hoàng thiên bá là của ta dùng tên giả uyển thanh cô nương về sau gọi ta lục công tử đi ta họ lục dùng tên giả nha mục uyển thanh có chút kinh ngạc cũng không có truy đến cùng mở ra rượu ngon cho Lục Ly rót một chén, lúc này mới mỉm cười nói ra, đến, rất hân hạnh được biết Lục Công Tử, Uyển Thanh kính ngươi một chén. Chúc mừng Lục Công Tử lĩnh hội thần âm pháp tác chân ý, Uyển Thanh mời ngươi một chén nữa. Lục Công Tử trẻ tuổi như vậy, chiến lực như thế biêu hãn, về sau nhất định có thể trở thành tam trọng thiên tuyệt đỉnh đại nhân vật, vì thế làm uống một chén. Quen biết là duyên, có thể nhận biết Lục Công Tử dạng này hào kiệt, Uyển Thanh rất cảm thấy vinh hạnh, chúng ta lại uống. Lục Công Tử, ta kính ngươi. đang đằng gần nửa canh giờ, Mục Uyển Thanh gần như liên tục không ngừng mời rượu, dùng các loại lấy cớ. Lục Ly ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu này uống không say lòng người, thực sự có chút say rượu, vận chuyển thần lực liền có thể hóa giải. Một vò rượu xuống dưới, Lục Ly nhìn không có việc gì, Mục Uyển Thanh lại là gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, toàn thân nóng hổi, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút, ngực chập trùng, ánh mắt có chút mê ly, dạng như vậy bằng thêm mấy phần mê người mục huyền thanh một mực chưa hề nói chính sự tựa hồ quên đi ước lục ly muốn trò chuyện cái gì chỉ là hung hăng cùng lục ly uống rượu bình thường tình huống dưới là nam tử chủ động muốn đem mỹ nữ quá chén bây giờ lại trái ngược mỹ nữ tựa hồ muốn đem nam tử chuốc say kết cục ngược lại là có chút hoàn toàn ngược lại tốt lại là hai vò rượu xuống bụng lục ly không tiếp tục lấy ra rượu ngon hắn nghiêm mặt nhìn qua mục huyền thanh nói ra tốt đừng uống nên đàm luận hi hi mục huyền thanh si say cười cười mặt như hoa đào, nàng ngửa mặt nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục công tử, người hiểu được ta đẹp không? Đẹp, Lục Ly rất chân thành nói, bất luận theo bất luận cái gì góc độ đi thưởng thức, Mục Huyền Thanh đều là nhất đẳng mỹ nữ, cao quý, có khí chất, mềm mại đáng yêu, dung mạo tuyệt đỉnh. Mục Huyền Thanh nở nụ cười, cười đến rất rực rỡ, cũng còn mơ hồ mang theo một tia réo rất thảm thiết, nàng đột nhiên đưa tay tại đai lưng tại kéo một phát, sau đó một cái tay tại trên nút thắt chậm rãi giải, giải khai, váy dài trượt xuống, lộ ra bên trong màu hồng phần áo lót Xuân Quang như ẩn như hiện cực kỳ mê người nàng nhắm mắt lại đứng lên hướng bên cạnh gian phòng đi đến tại cửa ra vào nàng quay đầu nhìn một cái nói Lục công tử xin ngài thương tiếc Huyền Thanh tối nay là của ta lần thứ nhất Lục Ly không nhúc nhích thậm chí đầu có thể không có trạch hướng không có xem Mục Huyền Thanh kia tuyệt mỹ phía sau lưng hắn khe khẽ thở dài lại lấy ra một vỏ rượu một người uống một mình Mục Huyền Thanh thân thể mềm mại có chút đang rung động gặp lục ly không có bất kỳ cái gì phản ứng, trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, bờ môi run run thoáng cái, nói ra, lục công tử, chướng mắt huyền thanh. Không phải, lục ly rất thành thật nói ra, huyền thanh tiểu thư sở sở động lòng người, mỹ mạo vô song, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ tâm động. Kia, mục huyền thanh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng hỏi, lục công tử chẳng lẽ không thích nữ nhân. Ha ha ha, lục ly bị chọc phát cười, uống một ngụm rượu, sau đó tay nắm vào trong hư không một cái, mục huyền thanh váy bay đi qua, hắn khoát tay nói, ta thích mỹ nữ, bất quá không thích dạng này giao dịch. Huyền thanh tiểu thư mặc quần áo tử tế trở ra đi, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Mục huyền thanh ngượng ngùng bưng lấy váy dài, trọn vẹn trong phòng chờ đợi hai nén nhang thời gian mới đi ra. Nàng một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu, có chút không dám xem lục ly. Một cái hoa cúc khuê nữ, chủ động hiến thân, lại bị cự tuyệt, đây là xuất sinh danh môn tiểu thư. Mục huyền thanh đằng đằng một cái buổi chiều đều cho mình cổ vũ sĩ khí, thật vất vả quyết định, lại không nghĩ rằng là như thế này một cái kết cục. Không sai, mục huyền thanh quyết định hiến thân cho lục ly, nàng không có càng nhiều cho lục ly, chỉ có một sạch sẽ thân thể. Vì đệ đệ của nàng, nàng quyết định hy sinh chính mình, cùng hắn hầu thân những cái kia lão sắc quỷ, cho lục ly cũng coi là lựa chọn tốt, chỉ ít lục ly cho nàng ấn tượng không tệ. Lục ly cho mục huyền thanh rót một chén rượu, cười nói ra, trước ngươi đề nghị, ta đáp ứng, bất quá đến lúc đó giúp ngươi làm xong sự tình, trục tỷ thần thạch nhất định phải cho ta. a à, Mục Huyền Thanh còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi, Lục Ly đột nhiên nói cái này, để Mục Huyền Thanh khẽ giật mình, sau đó không dám tin nhìn qua Lục Ly, bờ môi lần nữa run run thoáng cái, hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? chương 2335, Lẫm Thành Tây Lục Ly tự nhận là không phải người tốt, nhưng hắn làm người hay là có nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng. Hắn là một cái nam nhân bình thường, nhìn thấy mỹ nữ cũng sẽ tâm động nhưng hắn còn không đến mức vì giao dịch chiếm thân thể của người khác sở dĩ đồng ý giúp mục uyển thanh một là tiện đường thứ hai là thật sự là hắn cần thần thạch đương nhiên hắn cùng mục uyển thanh ước pháp tam trương giống như tình huống không đúng hắn gặp nguy hiểm hắn sẽ bước ra rời đi hắn không có khả năng bởi vì giúp người đem chính mình cho rơi vào đi lại nói tần chiến cùng cam lâm sẽ cùng theo hắn hắn cũng không muốn liên lụy hai cái huynh đệ Mục Uyển Thanh lúc đầu chuẩn bị hy sinh chính mình thân thể, đổi lấy Lục Ly trợ giúp, không nghĩ tới Lục Ly trực tiếp đáp ứng nàng trước đó điều kiện, cái này khiến Mục Uyển Thanh là vừa vui lại có chút huệ hoài. Nàng lần thứ nhất đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ mình mị lực không đủ, cũng không thể để Lục Ly có một chút tâm động. Hàn huyên một lát, Lục Ly cùng Mục Uyển Thanh đã hẹn, chờ đến địa phương, các nàng tự cùng đi. Truyền tống đi là thủy lĩnh lộ phí toàn bộ bởi Mục Uyển Thanh ra, Mục Uyển Thanh cũng không cần trước cho tiền đặt cọc, đến lúc đó làm xong việc, lại để cho mục ra cho. Mục huyền thanh tự nhiên miệng đầy đáp ứng, lục ly khoát tay áo mở ra gian phòng cấm chế đi ra ngoài. Cửa gian phòng không cao, lục ly bóng lưng tại lúc này lộ ra dị thường cao lớn. Mục huyền thanh từ nhỏ xuất sinh đại gia tộc, thường thấy ác tha hèn hạ người, người người đều vì lợi ích không chọn thủ đoạn, rất ít gặp phải có chính trực người chính nghĩa. Lục ly hủy diệt hắc nguyệt cung lúc nói là thay trời hành đạo, giờ phút này lại như thế hỗ trợ, cũng không có thừa dịp người gặp nguy, lục ly hình tượng tại mục uyển thanh trong mắt thoáng cái trở nên cao to. Lục ly sau khi trở về trực tiếp bế quan, hắn chuẩn bị vào đây tìm hiểu một chút cái kia thần âm chân ý, muốn nhìn một chút có thể hay không tại đến lẫm đông đại lục trước đó đem cái này chân ý cho tìm hiểu. Cái này chân ý bởi vì thần âm cùng đại đạo chi ngân cộng minh mới lĩnh hội, dọc theo con đường này không ngừng có thần âm vang lên, lại không ngừng cùng đại đạo chi ngân cộng minh, dạng này bắt đầu tìm hiểu đến tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Tần Chiến cùng Cam Lâm cũng tiếp tục trên bong thuyền bế quan, bởi vì Lục Ly cùng Tần Chiến kích thích, càng nhiều người đi bế quan, nhìn xem có thể hay không đi vận khí cướp cho lĩnh hội một cái thần âm pháp tác chân ý. Trên đường đi vẫn như cũ rất bình tĩnh, thần âm lĩnh chiến thuyền không ai dám trêu chọc. Trên đường còn tao ngộ một trận đại hỗn chiến, kết quả thần âm lĩnh chiến thuyền đi ngang qua lúc, song phương thế mà ngừng lại, để chiến thuyền xuyên qua về sau lại tiếp tục khai chiến, sợ không cẩn thận đem chiến thuyền đập bể. Lục Ly xác định hỗ trợ, Mục Uyển Thanh An lòng xuống dưới, cũng liền một mực chưa hề đi ra, trong phòng bế quan tu luyện. Cái này khiến rất nhiều lão sắc quỷ thất vọng, vốn cho rằng có thể mò được một cái mỹ nhân hảo hảo chơi một chút. Một số người âm thầm đem Lục Ly cho hận lên, Lục Ly thế nhưng là tại Mục Uyển Thanh gian phòng bên trong ngây người nửa cái ban đêm, ai biết chuyện gì xảy ra một số người nghĩ đến đi lẫm đông đại lục, có cơ hội lời nói, phải thật tốt giáo huấn thoáng cái Lục Ly. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền là năm tháng đi qua siêu cấp chiến thuyền vượt ngang thần âm hải, còn có mấy ngày liền muốn đến lẫm đông đại lục. Tần chiến thần âm chân ý đã đại thành, hắn đoán chừng qua nửa năm nữa một năm liền có thể xung kích tứ kiếp chi cảnh. Cam lâm vẫn là không thu hoạch được gì, không bằng hắn tính cách sáng sủa, cũng không có bởi vậy trầm luân, chỉ là sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Lục ly từ khi ngày đó cùng mục huyền thanh tán gẫu qua về sau, một mực bế quan chưa hề đi ra, cũng không biết hắn thần âm chân ý lĩnh hội đến như thế nào. Tần chiến cùng cam lâm hai người cũng không dám đi quấy rầy hắn, chỉ chờ đến lẫm đông đại lục lại nói. Mục huyền thanh ra, trên mặt đều là vẻ chờ mong. Nàng tại cái này một mảnh đại lục ở bên trên trưởng thành, nơi này có nàng căn, mặc dù tại mẫu thân nhà mẹ đẻ trôi qua không tệ, nhưng nàng vẫn là nghĩ về tới đây. Giống như lần này có thể thuận lợi, đệ đệ của nàng trở thành mới tộc trưởng, kia cuộc sống của nàng cũng sẽ trở nên rất dễ chịu, đến lúc đó hết thảy phiền não đều sẽ không có mấy ngày thời gian một cái trước mắt tựu đi qua chiến thuyền dừng sát ở một tòa cự đại đại thành bên ngoài tòa thành lớn này gọi lẫm thành tây ngụ ý rất rõ ràng là lẫm đông đại lục nhất tây phương lục ly bị đánh thức hắn mở ra cấm chế phát hiện phía ngoài thành trì cảm khái một tiếng nói thế mà đến lẫm đông đại lục thật nhanh a à. cưỡi siêu cấp chiến thuyền liền là tốt căn bản không cần chính mình nhiều quan tâm an nhàn tu luyện một đoạn thời gian đã đến thần âm hải nguy hiểm như vậy trên đường đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cái này hai ức thần thạch xài đáng giá. Đi thôi, lục ly duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người đều buông lỏng rất nhiều, tử dương đại lục phân tranh đã đi qua. Hắn không cần lo lắng la sát hải, không cần gánh tâm nguyệt ra, không cần lo lắng hồn thiên huyết ưng tộc đuổi giết hắn. Tại Tam Trọng Thiên, dưới tình huống bình thường chỉ cần không đắc tội viễn cổ siêu cấp đại tộc, không đắc tội đại đế gia tộc. Giống như theo một cái đại lục thoát đi đi một cái khác đại lục, cửu gia thường thường sẽ không tiếp tục truy sát. Đầu tiên là quá xa, đệ nhị kia là người khác phạm vi thế lực, dễ dàng xảy ra chuyện. Lục công tử, mục huyền thanh mang theo nhau thúc đi tới, tần chiến cùng cam lâm cũng đi tới, lục ly khẽ vuốt cằm nói tiên tiến thành đi. Lục ly nhìn thực lực yếu nhất, lại cảm giác giống như là lão đại lên tiếng ra lệnh, hết lần này tới lần khác tần chiến cùng cam lâm quen thuộc mệnh lệnh của hắn. Mục huyền thanh hiện tại dựa vào lục ly, nhau thúc vẫn rất ít nói chuyện, là mục huyền thanh gia nô, nàng nói cái gì chính là cái đó. Mọi người theo trên chiến thuyền bay lên, trực tiếp rơi vào cửa thành, giao thần thạch tiến vào thành. Lúc đầu rất nhiều người vẫn còn muốn tìm lục ly phiền phức, giờ phút này lại đều bất đắc dĩ thở dài, vào thành ai cũng không dám làm loạn. Lẫm thành tây rất lớn, cùng thần âm thành không sai biệt lắm, mọi người tiến vào một khách sạn trước sau ở lại, hảo hảo ăn một bữa, sau đó lục ly để tần chiến đi mua một chút địa đồ, tìm hiểu một chút tình báo. Nho thúc cũng rời đi, rõ ràng là đi tìm hiểu lạc thủy lĩnh bên kia tình báo hay là đi cùng mục gia ở bên này người chắp đầu nửa ngày sau tần chiến mang theo mấy phần địa đồ trở về có toàn bộ lẫm đông đại lục địa đồ còn có đoạn kiếm sơn bên kia địa đồ lão đại doãn gia rất cường đại a tần chiến vừa tiến đến thật hưng phấn nói ra doãn gia nghe nói đã từng đi ra một cái đại đế những năm này cũng dần dần quật khởi hiện tại công khai chiếm lĩnh một cái lĩnh trong bóng tôi khống chế hai cái lĩnh là lẫm đông đại lục siêu cấp gia tộc một trong Doãn Thanh Ti cùng Doãn Nhược Lan đâu? Lục Ly hỏi hai cái mấu chốt nhất người, Tần Chiến gật đầu nói, Doãn Nhược Lan danh khí rất lớn, là Doãn gia đệ nhất tiểu thư, Doãn Thanh Ti nhưng không có danh khí, ta hỏi thăm một chút, thế mà không có người này. Thật kỳ quái, Lục Ly nhíu nhíu mày, nhìn một chút địa đồ, sau đó gật đầu nói, mà kệ nhiều như vậy, chờ chúng ta xử lý xong là quỷ lĩnh sự tình, cầm tới chục tỷ thần thạch, Chúng ta không sai biệt lắm liền có thể truyền tống đi đoạn Kiếm Sơn, đến lúc đó gặp Doãn Nhược Lan lại nói: "Siêu cấp gia tộc hẳn là có năng lực mở ra cực xa khoảng cách vực môn, Doãn gia đã từng còn ra qua đại đế, nội tình thâm hậu. Nếu như có thể giúp bọn hắn mở ra vực môn trực tiếp đến Phi Hỏa Đại Lục, kia hết thảy tựu hoàn mỹ." Phanh phanh phanh, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Cam Lâm mở cửa phòng, Mục Uyển Thanh có chút cấp bách đi tới nói ra: "Lục công tử, chúng ta có thể muốn mau chóng đi đường." Để để ta bên kia tình huống không tốt lắm, chúng ta còn không đi qua, ta lo lắng tộc trưởng chi vị sợ là không còn. chương 2336, tộc trưởng chi tranh. Lẫm đông đại lục, lạc thủy lĩnh, đây là một cái rất cổ lão lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực một mực tại đổi tên, tỉ như đổi lãnh chúa đều sẽ đổi, nhưng lạc thủy lĩnh danh tự kéo dài mấy chục vạn năm. Bởi vì nơi này có một con sông gọi lạc thủy, nơi này cũng có một cái gia tộc gọi lạc gia. Lạc gia lịch sử rất lâu đời, toàn bộ lạc thủy lính phụ cận so lạc gia lịch sử lâu đời gia tộc không có mấy cái chỉ có mấy cái gia tộc gần với lạc gia mục gia liền là trong đó một cái mục gia đã từng xuất hiện một cái lãnh chúa cấp cường giả chiếm cứ phụ cận một cái lính bất qua chờ cái này lãnh chúa chết về sau gia tộc dần dần đã xuống dốc còn thảm tao truy sát cuối cùng mục gia tìm nơi nương tựa lạc thủy lính dựa vào lạc gia mới dùng bảo toàn lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo mục gia mặc dù xuống dốc nhưng vẫn là rất cường đại một mực tại là thủy lĩnh bên trong là đệ nhị đại gia tộc thẳng đến ngàn năm trước xuất hiện kịch biến mục gia trực hệ cường giả đại bộ phận tiến vào một cái tuyệt địa bên trong ngoài ý muốn tử vong mục gia xem như triệt để xuống dốc trực hệ nhất mạch bắt đầu không ngóc đầu lên được tăng thêm mục huyền thanh phụ thân ngoài ý muốn chết đi mục huyền thanh gia gia ngàn năm trước đã thương sinh mệnh nguyên khí trong khoảng thời gian này cũng sắp không chống đỡ nổi nữa một khi lão gia tử chết rồi kia tộc trưởng chi vị khẳng định không tới phiên trực hệ nhất mạch trực hệ bên này tối cường liền là mục uyển thanh đệ đệ mục phương tinh bởi vì tuổi còn rất trẻ căn bản chấn không được tràng diện mới gia nhập trưởng lão điện không có nhiều năm muốn trở thành tộc trưởng thật quá khó khăn một khi cạnh tranh tộc trưởng thất bại chờ đợi mục phương tinh kết cục không chỉ là thất ý đơn giản như vậy bởi vì mục phương tinh mạch này một mực là tộc trưởng ở trong tộc hy vọng rất cao mới tộc trưởng thượng vị muốn triệt để ổn định mục gia khẳng định phải nghĩ biện pháp giết chết mục phương tinh mà lại mục phương tinh tư chất nghịch thiên cho hắn trưởng thành trên trăm năm, sẽ trở thành một đời cường giả, đến lúc đó khẳng định sẽ đến tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Sở dĩ gần nhất mục ra chỗ mục tiên thành bầu không khí có chút ngưng trọng, lão tộc trưởng tình trạng cơ thể ngày càng lụn bại, đoán chừng cũng liền cái này mấy ngày sự tình. Mấy đại chi mạch trong bóng tối làm mưa làm gió, các loại hợp tung liên hoành, liền chờ lão tộc trưởng chết một lần bắt đầu cạnh tranh tộc trưởng chi vị. Các loại truyền ngôn cũng bắt đầu tại ra trong tộc lưu truyền, chủ yếu truyền ngôn có ba cái một cái là truyền thái thượng trưởng lão những năm này vì gia tộc như thế nào lao khổ công cao, những năm này là gia tộc làm nhiều ít cống hiến, vì gia tộc bỏ ra nhiều ít vân vân. Một loại khác truyền ngôn là nói đại trưởng lão, nói đại trưởng lão gần nhất tìm hiểu một loại nào đó cường đại thần thông, chiến lược lần nữa tăng lên bao nhiêu. Lại truyền đại trưởng lão nhi tử muốn cùng lạc ra một cái trực hệ tiểu thư đính hôn, sẽ đạt được lạc ra toàn lực ủng hộ loại này. Còn có một loại truyền ngôn, lại là không tốt truyền ngôn. Nói mục phương tinh trời sinh phạm sát, không chỉ khắc chết phụ thân, lão tộc trưởng cũng phải bị khắc chết rồi, nói hắn là quỷ sát chi thể, toàn bộ gia tộc đều có thể sẽ bị hắn khắc đến diệt tộc. Rất rõ ràng, những này truyền ngôn là có người cố ý thả ra, đây là cho thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão tạo thế, cũng là chèn ép mục vương tinh. Chớ xem thường loại này truyền ngôn, bất kỳ người nào thượng vị đều cần trợ thế, giống như toàn bộ người đều không phục, vô pháp phục chúng, vị trí này sẽ rất khó ngồi vững vàng. Tất cả mọi người không nghe ngươi, Dương Thịnh âm suy, người cái này tộc trưởng làm cũng không có ý nghĩa. Đông đông đông, màn đêm thời gian, mục tiên thành ở giữa nhất trong chủ điện, đột nhiên truyền đến trầm muộn tiếng chuông. Cả tòa thành chỉ vô số người lập tức bay ra, hướng bên kia nhìn quanh. Đông đông đông, tiếng chuông liên tục vang lên không ngừng, càng là vang cỡ nào, người bên trong thành tâm vượt lạnh, chờ tiếng chuông trọn vẹn vang lên 99 âm thanh về sau, vô số mặt người biến sắc đến bi thống, rất nhiều người quỳ trên mặt đất gào gào khóc lớn. Cửu cửu quy nhất, rất nhiều đại gia tộc kỳ thật đều không khác mấy, cửu thập cửu đạo tiếng chuông vang lên, kia đại biểu gia tộc người trọng yếu nhất quy thiên. Trong gia tộc còn lại trưởng giả thọ nguyên còn rất dài, trạng thái thân thể tốt đẹp, tiếng chuông này giải thích duy nhất liền là lão tộc trưởng quy thiên. Rất nhanh trong chủ điện truyền đến từng đạo tiếng khóc, tin tức được chứng thực, lão tộc trưởng thăng thiên, mục gia đau mất một vị cường giả, cũng đã mất đi một cái tốt tộc trưởng. Tin tức từng bước truyền ra, mục gia sở hữu bên ngoài cường giả đều chạy về, chỉ cần là mục gia coi như có chút tiền đồ tộc nhân đều hướng mục tiên thành bên này truyền thống Tộc trưởng Quy Thiên, kia là đại sự, mặt khác tộc trưởng an táng về sau, mới tộc trưởng muốn sinh ra, mục gia tộc nhân muốn tới tham viếng mới tộc trưởng. Tộc trưởng chết đi đây là đại sự, toàn bộ lạc thủy lính đại gia tộc đều sẽ tới tưởng nhớ, một trận phong quang tang lễ oanh oanh liệt liệt làm đằng đẳng nửa tháng, mục gia rốt cục an định xuống tới. Đương nhiên, đây là mặt ngoài yên ổn, vụng trộm lại là sóng ngầm mãnh liệt. Tại tang lễ sau ngày thứ ba, trong gia tộc tứ kiếp cường giả toàn bộ tụ tập tại trong chủ điện tổ chức gia tộc đại hội, bắt đầu tuyển cử mới tộc trưởng. Lúc đầu dựa theo lẽ thường, mới tộc trưởng có phải hay không dùng chọn, bởi vì mục huyền thanh bên này nhất mạch một mực chiếm cứ lấy gia tộc quyền chủ đạo, đều là phụ truyền tử, tử truyền tôn, nhiều đời truyền thừa. Trực hệ nhất mạch khi đó cường giả như mây, tộc trưởng chi vị căn bản không tới phiên còn lại chi mạch, sở dĩ liền không có chọn tộc trưởng mà nói, bình thường là lão tộc trưởng nhận mệnh mới tộc trưởng. Bất quá lão tộc trưởng hôn mê thời gian có hơi lâu, đã hôn mê hơn một năm, cũng không có bất kỳ cái gì di huấn lưu lại. Sở dĩ tại nhị trưởng lão đề nghị phía dưới, gia tộc sở hữu trưởng lão cùng thống lĩnh hội tụ một đường bắt đầu chọn tộc trưởng. Mục phương tinh rất là bi phấn, nhưng lại không thể không trong sự một ngạt tâm tức giận, trong khoảng thời gian này hắn trong bóng tối tìm rất nhiều trưởng lão, nhưng này chút ít trưởng lão trả lời đều lập lờ nước đôi, cũng không có chuẩn bị hồi phục. Thậm chí còn có một cái vốn là bọn hắn bên này kiên định người ủng hộ, đằng sau nghe ngữ khí cũng tựa hồ không được bình thường. Nhị trưởng lão chủ trì đại hội, hắn lời nói nói đến rất khéo đưa đẩy, biểu thị quốc không thể vô chủ, tộc không có khả năng không trưởng, lão tộc trưởng không có bất kỳ cái gì di huấn lưu lại, tăng thêm trong tộc có rất nhiều tiếng hô, sở dĩ có cái này đại hội, nghe một chút tất cả mọi người ý kiến. Sau đó, có mấy cái thống lĩnh trực tiếp lên tiếng. Dưới tình huống bình thường, chọn tộc trưởng là trưởng lão đường sự tình, thống lĩnh là không có tư cách tham gia dạng này đại hội, chớ nói chi là tại trên đại hội lên tiếng. Hết lần này tới lần khác tự có rất nhiều thống lĩnh phát biểu, có người nói thái thượng trưởng lão đối gia tộc cống hiến đại, chiến lược mạnh, uy vọng cao, tộc trưởng chi vị nhất định phải cho thái thượng trưởng lão, nếu không rất nhiều người sẽ không phục. Cũng có thống lĩnh nói đại trưởng lão tài đức vẹn toàn, những năm này gia tộc sự vụ lớn nhỏ đều là đại trưởng lão quản lý, ngoại giới các đại gia tộc cũng phi thường tán thành đại trưởng lão, tộc trưởng chi vị nhất định phải là đại trưởng lão. Đương nhiên, cũng có nhân lực ủng hộ Mục Phương Tinh, dù sao cũng là trực hệ tử đệ, còn tuổi trẻ tài cao, tại Mục Phương Tinh dẫn đầu dưới, gia tộc nhất định có thể tái hiện năm đó vinh quang. Những này thống lĩnh, kỳ thật đều là nói nhảm, đều là thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão Mục Phương Tinh không tiện hô, tìm một số người tới nói. Tất cả trưởng lão trong lòng đã sớm có nhân tuyển, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, sau cùng kết cục khẳng định là muốn bỏ phiếu. Gia tộc không có khả năng nội chiến cũng nội chiến không dậy nổi, lúc đầu mục gia đã yếu như vậy, lại nội đấu xuống dưới mục gia sợ là muốn diệt phong. Đại hội mở ra hơn 3 canh giờ về sau, rốt cục bắt đầu bỏ phiếu, hơn 30 cái trưởng lão mỗi người một phiếu, cuối cùng ai thu hoạch được số phiếu nhiều nhất, sẽ thành mới tộc trưởng. Ngay tại bỏ phiếu vừa mới bắt đầu thời điểm, mục tiên thành truyền tống trận phát sáng lên, một nữ bốn nam xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Trường 2337, nữ anh hùng. Đến mục tiên thành một khắc này, Mục Huyền Thanh có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Nàng ở chỗ này xuất sinh, tại cái này trưởng thành, tại cái này vui cười, cũng tại cái này thút thiết. Tòa thành trì này lưu lại nàng quá nhiều ký ức, cũng thường xuyên tại nàng trong mộng xuất hiện. Mặc dù tại mẫu thân nhà mẹ đẻ, nàng trôi qua không tệ, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, luôn cảm giác giống như là lục bình không dễ. Nơi này mới là nàng căn, mới là nàng chân chính ra. Nàng đứng tại trong truyền tống trận, nhất thời có chút hoảng hốt. Truyền tống trận phủ cận có một đội quân sĩ chấn thủ, nhìn thấy tới mấy cường giả, nhất là nho thúc khí tức quá mạnh, bọn lập tức khẩn trương lên. Thành nội cũng có rất nhiều người đi tới đi lui, mục huyền thanh như thế tuyệt mỹ dung nhan, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất quá cũng không có người nhận ra nàng, chủ yếu là mục huyền thanh rời đi nhiều năm, tăng thêm nguyên lai thân phận tôn quý, rất ít suốt đầu lộ diện, sở dĩ người đối nàng không quen. Tham kiến hai người đại nhân, một cái tiểu đội trưởng đi tới, cho Mục Uyển Thanh cùng nho thúc hành lễ, hai người này đều là tứ kiếp võ giả, đối với bọn hắn tới nói liền là trí cường giả. Mục gia hiện tại bấp bênh, những này quân sĩ tự nhiên không dám đắc tội phía ngoài đại nhân vật. Quân sĩ hành lễ về sau, nhìn qua nho thúc nói ra, chư vị đến từ phương nào đến ta Mục Tiên Thành nhưng có chuyện quan trọng giống như cần an bài, ta sẽ lập tức báo cáo, mời gia tộc các trưởng lão ra mặt chiêu đãi chư vị. Không cần, trưởng lão điện ta biết đi như thế nào. Nho thúc không nói gì, Mục huyền thanh lại lên tiếng, trong tay nàng xuất hiện một tấm lệnh bài, đám kia quân sĩ thoáng cái giật mình, lệnh bài này bọn hắn rất quen thuộc, là mục phương lệnh, kia là gia tộc nhân vật cao quý mới có thể có lệnh bài. Đi, mục huyền thanh đã dẫn người trở về ủng hộ đệ đệ của nàng thượng vị, tự nhiên muốn cao điều, nàng phất phất tay mang theo nhau thúc lục ly tần chiến cam lâm mới mặt phía bắc đi đến. Một đám quân sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám ngăn cản, kia tiểu đội trưởng nháy mắt ra giấu mang theo hai người theo ở phía sau một người khác nhanh chóng chạy như bay, đi bẩm báo cấp trên của bọn họ. Mục huyền thanh khí độ bất phàm, mang theo bốn người nhanh chân đi đi, Lục Ly nghĩ nghĩ cùng tần chiến cam lâm truyền âm một câu, đem hai người thu nhập thiên ly châu bên trong. Tần chiến mặc dù cảm ngộ một cái thần âm chân ý, lại cũng chỉ là tam giai đỉnh phong, tại cái này cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, cam lâm chứa nói chi là. Lần này rất có thể sẽ bộc phát đại chiến, sở dĩ vì hai người an toàn, cũng vì không liên lụy Lục Ly đem hai người thu nhập thiên ly châu là lý tưởng nhất trạng thái. Mục huyền thanh cùng nho thuốc phát hiện quét hai người, lại cũng không để ý, hai người kia chiến lực quá yếu, chủ yếu có lục ly tại như vậy đủ rồi. Lục ly có được hơn 100 con phong ma thú, hai người thế nhưng là tận mắt thấy, chỉ bằng phong ma thú lục ly tổng hợp chiến lực liền có thể quét ngang phổ thông tứ kiếp trung kỳ. Mục huyền thanh mang người đi tới phủ thành chủ bên ngoài, bên này tự nhiên có quân sĩ chấn thủ, còn có một cái tam kiếp đỉnh phong thống lĩnh, mang theo 50 người thủ hộ phủ thành chủ đại môn. Hai người đại nhân là người phương nào, cái này thống lĩnh đã sớm đạt được đằng sau tiểu đội trưởng truyền âm, hắn thái độ rất khách khí, chắp tay nói, giống như hai vị đại nhân có việc, thỉnh cầu cho biết tên họ, ta lập tức báo cáo cho các trưởng lão. Cái này thống lĩnh không nhìn thẳng phía sau lục ly, một cái nhị kiếp đỉnh phong, hắn thấy khẳng định là cùng ban, mặc cũng không giống là quý công tử. Mục huyền thanh lần nữa sáng lên lệnh bài trong tay, lạnh giọng nói ra, dẫn ta đi gặp mục vương tinh. Mục vương lệnh, làm, muốn gặp tinh công tử. Thống lĩnh nao nao, sau đó nhìn chầm chầm mục uyển thanh nhìn mấy lần, hắn đôi mắt trợn to nói ra, ngài, ngài là thanh tiểu thư. Mục uyển thanh rời đi thời điểm niên cấp không lớn, thực lực cũng không mạnh, là một cái nũng nịu tiểu thư, chỉ có tam kiếp trung kỳ. Giờ khắc này đột phá tứ kiếp, những năm này cũng kinh lịch rất nhiều sự tình, để nàng khí chất đại biến, cái này thống lĩnh là trước kia gặp qua mục uyển thanh mấy lần cái này mới miễn cưỡng nhận ra. Mục huyền thanh mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra, biết còn không dẫn đường. Vâng, vâng, thống lĩnh liền vội vàng gật đầu, mang theo mục huyền thanh hướng bên trong đi đến, mặc dù mục huyền thanh mất tích nhiều năm, nhưng gia tộc gia phả bên trong cũng không có đi đi mục huyền thanh danh tự, cho nên nàng vẫn là mục gia tiểu thư, là tôn quý nhất tiểu thư. Điểm trọng yếu nhất, tiểu thư này đột phá tứ kiếp chi cảnh, đồng thời mang theo một cái siêu cấp cường giả trở về. Nho thúc khí tức quá mạnh, cùng thái thượng trưởng lão không kém cạnh, cái này thống lĩnh làm sao dám có nửa điểm không cung kính. Thống lĩnh mang theo các nàng một đường hướng bên trong đi đến, thống lĩnh biết mục vương tinh ở đâu, cũng không dám mang đi qua, chỉ có thể hướng một bên thiền điện mang đến, đồng thời phái người đi bí mật thông chi thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão. Giờ phút này ngay tại chọn tộc trưởng, hắn làm sao có thể đem mục huyền thanh bọn người mang đi qua vạn nhất quấy nhiễu bên kia, các trưởng lão khẳng định sẽ đem hắn cho xé. Mục huyền thanh lạnh lùng đi theo hành tẩu, thần niệm lại là hướng bốn phía quét tới, hắn phát hiện toàn bộ trong phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, viễn vượt xa quá bình thường tình huống. Gia gia của nàng quy thiên sự tình trên đường nàng đã biết, xem thành nội tình huống từ lâu an táng, giờ phút này gia tộc đề phòng xâm nghiêm như thế, khẳng định là có đại sự. Thành nội rất bình tĩnh, không hề giống có đại sự xảy ra dáng vẻ, như vậy đáp án tự vô cùng sống động gia tộc đang chọn tộc trưởng. Mục Huyền Thanh thần niệm lập tức quét đi qua, khóa chặt trưởng lão điện, gặp bên trong đại môn đóng chặt, Bên ngoài đều là quân sĩ, về sau, nội tâm của nàng nắm chắc, thân thể nhất chuyển hướng trưởng lão điện đi đến. Thanh tiểu thư, cái này thống lĩnh là thuộc về đại trưởng lão nhất mạch, xem mục huyền thanh hướng trưởng lão điện bên kia đi đến lập tức cuống lên, đuổi theo nói ra, đại trưởng lão có lệch, hôm nay bất luận cái gì không phải đi loạn, xin ngài đi trước thiền điện chờ, ta sẽ phái người đi bẩm báo đại trưởng lão. Nho thúc, mục huyền thanh không để ý đến người này, chỉ là quát khẽ một tiếng, nho thúc thân thể lóe lên, một tay bắt lấy người này cổ sau đó sách theo đi theo mục uyển thanh từng bước một tiến lên ừ phụ cận có rất nhiều quân sĩ nhìn thấy nho thúc lại dám xuất thủ bắt người lập tức toàn bộ như lâm đại địch nhao nhao xông tới khu vực phụ cận quân sĩ đều nhao nhao hướng bên này hội tụ lan đi mục uyển thanh cầm trong tay mục vương lệnh nhanh chân hướng trước mặt đi đến gương mặt xinh đẹp rét lạnh giống như là một cái ngọc la sát nho thúc khí tức trên thân cũng phóng thích ra ngoài lập tức như từng tòa đại sơn áp hướng phụ cận người để những quân sĩ kia hô hấp đều có chút khó khăn, toàn thân rung động. Chuyện gì, trưởng lão điện cửa bên mở ra, một cái trưởng lão đi ra, vừa ra tới tựu gầm thét, người nào dám ở chúng ta mục ra dương oai. Mục uyển thanh bước chân dừng lại, mục quang nhìn về phía kia cái trưởng lão, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, bất qua thấy thế nào đều có chút lạnh, nàng chắp tay nói uyển thanh gặp qua thất thúc công. Uyển thanh, kia cái trưởng lão mục quang nhìn về phía mục uyển thanh, nhìn mấy lần về sau, lại giận tím mặt, khiển trách, Mục Huyền Thanh, 18 năm trước người công nhiên vi phạm gia tộc mệnh lệnh đào hôn, để gia tộc rất mất mặt, người thế mà còn có mặt mũi trở về hơn nữa còn dám tại gia trong tộc làm loạn, người cho chúng ta không dám lập tộc quy. Cái gì gọi là làm loạn? Mục Huyền Thanh cười nhạt một tiếng nói ra, tên nô tài này phạm thược, ta chẳng qua là bắt lấy hắn thôi, đây coi là làm loạn lại nói đào hôn một chuyện, hôn lễ này ta có thể từng đồng ý các ngươi cũng không hỏi ta ý kiến, trực tiếp để cho ta gả ra ngoài, cái này đối ta công bình sao? Mục Uyển Thanh không thèm đếm xỉa, nửa điểm không có e ngại, Lục Ly thấy âm thầm gật đầu, cái này Mục Uyển Thanh ngược lại là có mấy phần khăn trùm hào kiệt phong thái. Chương 2338, cúi đầu xưng thần. Thất thúc công bối phận rất cao, thực lực lại không phải rất cao, thân phận hoàn toàn chính xác cũng không phải đặc biệt cao. Mục Uyển Thanh cứng rắn như thế không thích đi qua, đem Thất thúc công không thích đến kém chút thổ huyết. Giống như không phải Mục Uyển Thanh thực lực gần giống như hắn, sau lưng có đi theo một cái nho thúc thất thúc công khẳng định sẽ gọi người trực tiếp cầm xuống nàng. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều gia tộc quân sĩ đã bị kinh động, hướng bên này hội tụ mà đến, tất cả mọi người nghe được thất thúc công cùng mục uyển thanh lời nói, vô số quân sĩ đều một mặt kinh sợ. Mất thích nhiều năm gia tộc đại tiểu thư trở về, hơn nữa còn mang theo một cái siêu cấp cường giả, đồng thời công nhiên chuẩn bị tại gia tộc đại náo, cầm xuống một người thống lĩnh, đồng thời cường thế cùng trưởng lão không thích lên. Hôm nay là trưởng lão điện khai đại hội thời gian, là chọn tộc trưởng thời gian, Mục Uyển Thanh tại như thế thời khắc mấu chốt trở về, đây có phải hay không là Mục Vương Tinh mời tới giúp đỡ a? À? Thất trưởng lão cũng cân nhắc đến điểm này, hắn trầm giọng nói ra, Mục Uyển Thanh, chuyện lúc trước liền không nói, hiện tại gia tộc ngay tại có chuyện quan trọng, người đi trước thiền điện chờ, chế chút đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão hội tiếp kiến ngươi. Trưởng lão điện bên trong ngay tại bỏ phiếu, như thế thời khắc mấu chốt, sao có thể để Mục Uyển Thanh đi quấy giày hết thảy chờ bên kia sự tình hết thảy đều kết thúc? tại gia ứng đối Mục Huyền Thanh. Chuyện trọng yếu là chọn tộc trưởng A. Mục Huyền Thanh cười cười, sau đó lạnh giọng nói ra, ta làm mục gia trực hệ, còn có được tứ kiếp chi cảnh, dựa theo tộc quy hẳn là ban cho ta trưởng lão chi vị A coi như không cho trưởng lão chi vị, đại sự như thế ta há có thể không có tư cách tham gia. Thất thúc công biến sắc, Mục Huyền Thanh quả nhiên kẻ đến không thiệt, hắn sắc mặt nghiêm nói ra, hồ nháo, ngươi một nữ tử thân phận, chớ nói chi là mất tích nhiều năm, còn công nhiên kháng cự gia tộc mệnh lệnh đào hôn, hiện tại không bắt người đã xem như ân điển, còn dám hung hăng càn quấy. Ha ha ha! Mục Huyền Thanh cười ha hả trong tươi cười đều là vẻ cô đơn. nàng một mặt đùa cợt nói ra, quả nhiên là người hiền bị bắt nạt a. À, chúng ta mạch này yếu đi, người người đều có thể khi dễ đúng không hung hăng càn quấy hôm nay bản tiểu thư liền muốn dùng sức mạnh. thất thúc công, ta cuối cùng hỏi ngươi một tiếng, có để hay không cho không cho? Ta nhưng là muốn giết tiến vào. Mục Huyền Thanh trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng. Nhào thuốc tay vỗ cái kia thống lĩnh tự hôn mê đi qua. Hắn đem thống lĩnh ném ở một bên, trên tay xuất hiện một cái màu đen chiến đao, trên thân liên tục sát khí lan tràn ra, lục ly không có phóng thích khí thế, chỉ là lấy ra thiên ly châu. Mục huyền thanh một bộ hắc bào, dùng mạo tư thái tuyệt đỉnh, tăng thêm tứ kiếp cường giả khí tức, ngọc la sát khí thế, để nàng cảm giác uy phong lẫm liệt, giống như là một cái nữ chiến thần. Khắp nơi lập tức một mảnh xôn xao, phụ cận đã tụ tập hơn nghìn người, đều là mục gia tộc nhân, bọn hắn đều có chút bối rối cùng không biết làm sao tộc trưởng vừa mới chết đi gia tộc thực lực đại tổn hiện tại lại muốn nội chiến sao bọn hắn là nghe ai a à. mục huyền thanh từng bước một hướng trước mặt đi đến nho thúc cùng lục ly theo thật sát nho thúc khí thế quá mạnh tựa như từng tòa đại sơn áp đi để thất thúc công đều cảm giác linh hồn đều đang run rẩy thất thúc công chỉ là bối phận cao thực lực một mực không mạnh tổng hợp chiến lực cũng yếu hắn bị nho thúc ép tới từng bước một lui lại trên mặt đều là tức giận cùng bi phẫn chi sắc mục huyền thanh không thèm đếm xỉa trước khi đến nàng liền muốn tốt mấy đại chi mạch cường đại muốn cùng nói đó là không có khả năng chỉ có chấn áp thô bạo thực sự không được tự huyết tẩy mục ra vì đệ đệ của nàng vì nhiều như vậy trực hệ người già trẻ em nàng không có đường khác mà đi phanh phanh phanh, phanh thất thúc công một mực liên tục lui mấy chục bộ cách đó không xa liền là trưởng lão điện thất thúc công cắn răng đứng vững không muốn lại lui nếu không mặt mo liền muốn mất hết kít trưởng lão điện đại môn bị đẩy ra từng nhóm một trưởng lão ngư sâu mà ra, bên ngoài huyên náo lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết. Lúc đầu lập tức sẽ bỏ phiếu hoàn tất, nhưng lại không thể không tạm dừng. Nếu không Mục Uyển Thanh sợ là thật muốn giết vào đây, đến lúc đó sẽ để cho Mục ra máu chảy thành sông. Giống như chỉ là Mục Uyển Thanh một người, tất cả trưởng lão cũng không lo lắng, mấu chốt là nho thúc quá mạnh, cùng thái thượng trưởng lão khí tức không sai biệt lắm, mạnh như thế người không thận trọng đối đãi vậy sẽ ra đại sự. Tỷ, Mục Phương Tinh đã sớm nghĩ ra được, khi hắn nhìn thấy trong mộng mới có thể xuất hiện thân ảnh, trong mắt lập tức đỏ lên, cố nén không để cho mình rơi lệ. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Mục Uyển Thanh, sợ là một cái chớp mắt Mục Uyển Thanh liền hội biến mất. Mục Uyển Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có nhìn nhiều Mục Phương Tinh, giờ phút này cục diện cũng không tha cho nàng phân tâm, nàng mục quang nhìn về phía Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão, nghĩ nghĩ có chút khom người nói, Uyển Thanh tham kiến Thái thượng trưởng lão đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Thái thượng trưởng lão hừ hừ một tiếng, không để ý đến, đại trưởng lão lại là khẽ vuốt cầm cười nói, Uyển Thanh trở về a à, trở về liền tốt. Có chuyện gì để nói sau đi, người trước mang người bằng hữu xuống dưới giàn xếp, chế trúc ta thân tự đến gặp ngươi. Đại trưởng lão nói chuyện mây trôi nước chảy, hời hợt muốn đem sự tình hóa giải. Mục Uyển Thanh lại không động, nàng cũng không muốn cùng một đám người vòng do, lạnh giọng nói ra, ra ra tân ngày, dựa theo quy của mục vương tinh thân là trực hệ truyền nhân, vì cái gì còn không kế thừa tộc trưởng chi vì các ngươi còn mở cái gì đại hội muốn chọn tộc trưởng sao các ngươi là lấn chúng ta mạch này không người sao hay là các ngươi nghĩ bắt đầu từ số không đem mục ra phân liệt mục huyền thanh ngôn ngữ sắc bén hùng hổ dọa người căn bản không có lưu nửa điểm thể diệt phụ cận đã tụ tập hơn một ngàn tộc nhân đây là triệt để chuẩn bị trở mặt hỗn trướng sở hữu trưởng lão sắc mặt đại biến thái thượng trưởng lão nổi giận trong mắt đều là sát ý hắn nổi giận nói một cái tiểu nha đầu coi thường tổ huấn cùng tộc quy coi thường trưởng bối, lại dám tại cái này phát ngôn bừa bãi người tin hay không lão phu một trưởng đập chết ngươi. Hình phạt đường trưởng lão cũng nổi giận nói, mục huyền thanh, giống như ngươi còn nhận chính mình là mục gia tử tôn, tự phục tùng mục gia quy củ. Giống như ngươi không nhận, vậy bản tọa lập tức đưa ngươi trục xuất mục gia, cũng mời ngươi rời đi mục tiên thành, nếu không đem coi là xâm lấn. Ha ha, mục huyền thanh nở nụ cười, nàng đảo mắt một vòng nói, các ngươi từng cái ra vẻ đạo mạo, chính khí lẫm liệt, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, chính mình tin tưởng. Đừng bảo là những thứ vô dụng này, hôm nay ta liền nói một câu, ai muốn cướp mục vương tinh tộc trưởng chi vị, trước theo ta mục uyển thanh trên thi thể đạp đi qua. Tỷ, mục vương tinh cuống lên, đang muốn nói cái gì, mục uyển thanh lại khoát tay nói, vương tinh, ngươi cái gì đều không cần nói, hôm nay tỷ tỷ tại cái này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn những người này, như thế nào một tay giả thiên. Tốt tốt tốt, thái thượng trưởng lão cười to vài tiếng, Mục quang nhìn về phía hình phạt đường trưởng lão, cái sau lập tức lạnh giọng nói ra, mục huyền thanh làm điều ngang ngược, công nhiên xem thường tộc quy cùng trưởng bối, hiện ta đại biểu gia tộc chính thức đem mục huyền thanh trục xuất gia tộc. Mục huyền thanh xin các người lập tức rời đi, nếu không đem coi là xâm lấn mục gia, chúng ta đem khai thác thủ đoạn bảo vệ mục gia tôn nghiêm. Không phải liền là đánh sao, mục huyền thanh chiến ý cao long, trực tiếp đằng không mà lên, vẫn nổ quát các người ức hiếp chúng ta mạch này, không phải liền là hiểu được các người thế lực cường sao đã hết thảy dựa vào nắm đấm nói chuyện, vậy liền đánh một trận tốt, bại chúng ta mặc cho xử trí, thắng các người cúi đầu xưng thần. Chương 2339, người đối thủ là ta. Bất luận cái gì tranh quyền đoạt thế vĩnh viễn sẽ không dựa vào mồm mép, dựa vào là nắm đấm, dựa vào là thực lực. Song phương đều có lợi ích của mỗi người thuật cầu, vô pháp thuyết phục đối phương, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chiến đấu, được làm vua thua làm giặc, người nào thắng ai tựu đại biểu chính nghĩa. Mục Huyền Thanh không còn là trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu thư. Những năm này nàng kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng xem thấu rất nhiều chuyện. Nếu không nàng cũng sẽ không ở trên chiến trường, không tiếc buông tha thân thể của mình cũng muốn thỉnh cầu Lục Ly hỗ trợ. Thực lực tuyệt đối mới có thể có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Mục Huyền Thanh lười nhác lại nói nhảm một câu, không phục tụ đánh, không dám đánh bàn lại. Hiu, nho thúc cùng Lục Ly đi theo bay lên không? lần này lục ly đưa tới rất nhiều người chú ý trước đó đều không có người để ý hắn một số người còn có chút kinh ngạc một cái nhị kiếp đỉnh phong đi theo bay lên không làm cái gì chẳng lẽ hắn có thể giúp đỡ gấp cái gì coi như phất cờ hò reo cũng không cần lên đi sự tình gia khác thường tất có yêu trọng yếu nhất là lục ly thần sắc vô cùng bình tĩnh không có chút nào kinh hoàng thoạt nhìn như là hắn là nơi này chúa tể hết thảy trước mắt đều là con kiến hôi cái này để cho người ta không thể coi thường Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão Mục Quang đều nhìn về phía Lục Ly, nhìn một lát cũng không có nhìn ra vấn đề, Lục Ly hẳn không phải là ẩn giấu đi cảnh giới, liền là thực sự nhị kiếp đỉnh phong. Đã Mục Huyền Thanh tuyên chiến, vậy liền không có gì đáng nói, thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão đều không muốn lui bước, kia chỉ có đánh một trận. Hai người liếc nhau khẽ vuốt cằm, ánh mắt trao đổi thoáng cái hai người lập tức đạt thành hiệp nghị. Hai người chuẩn bị liên thủ trấn áp Mục Huyền Thanh, trước đem trực hệ nhất mạch áp xuống tới, bọn hắn lại cạnh tranh, Tỷ, Mục Phương Tinh có chút cuống lên, mặc dù Mục Uyển Thanh mang theo một cái siêu cấp cường giả trở về, nhưng chỉ có một người a, à, Thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão liên thủ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hưu, hắn thân thể đằng không mà lên, muốn đi trợ chiến, bên cạnh hắn một cái trưởng lão lại một tay kéo hắn lại, người kia lắc đầu nói ra, Tinh công tử, khác đừng xúc động, người cái này vừa đi lên, gia tộc tổ triệt để nội chiến. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy mục Phương tinh động tác, hừ lạnh một tiếng, gia tộc toàn bộ người đừng nhúc nhích, ta cùng Mục Vinh Ân hai người đi lãnh giáo một chút đi, nếu như chúng ta bại, về sau gia tộc sự tình chúng ta tự đều mặc kệ. Thái Thượng trưởng Lão Y Tứ rất minh bạch, để Mục Phương Tinh bên này người đều không phải làm loạn, bọn hắn bên kia cũng chỉ ra hai người. Giống như Mục Phương Tinh bọn người khẽ động, kia gia tộc còn lại trưởng Lão đều chỉ có thể xuất thủ, đến lúc đó sẽ diễn biến thành gia tộc đại loạn đấu, cục diện liền không thể khống. Thái Thượng trưởng Lão ngoài ra còn có nhất trọng Y Tứ, bại gia tộc sự tình bọn hắn mặc kệ, cũng chính là ngầm thừa nhận mục vương tinh thượng vị trái lại giống như thắng kia gia tộc sửa tình sau này sẽ là bọn hắn quản mục vương tinh mạch này triệt để mất đi quyền thế mục vương tinh nội tâm mặc dù rất cấp bách nhưng nghe đến thái thượng trưởng lão cũng không dám làm loạn hắn thân là trực hệ nhất mạch người núi nghiệp từ nhỏ đã dưỡng thành hết thải dùng gia tộc lợi ích trí thượng tư duy hắn biết rõ hắn như khẽ động toàn bộ mục gia sẽ vạn kiếp bất phục vương tinh người ở bên cạnh nhìn xem liền tốt Mục Huyền Thanh nhìn lướt qua Mục phương Tinh, ngạo nghễ nói ra, xem tỷ giúp người quét sạch gian nịnh, bình định lập lại trật tự. Hưu, sau khi nói xong, Mục Huyền Thanh mang theo nho thúc cùng Lục Ly hướng ngoài thành bay đi, mạnh như thế người đại chiến tự nhiên không có khả năng trong thành, không phải vậy Mục Tiên Thành sẽ biến thành phế tích. Toàn bộ không muốn vọng động, đại trưởng lão cũng mở miệng, liếc nhìn sở hữu trưởng lão nói ra, ta cùng thái thượng trưởng lão đi lĩnh giáo bên ngoài bằng hữu cao chiêu, coi như phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng không thể làm loạn nếu như ta chờ chết các ngươi về sau liền nghe vương tinh thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão cái nhìn đại cục coi như không tệ không muốn xem lấy mục gia đại loạn một trận chiến định càn khôn bọn hắn thắng mục vương tinh triệt để mất đi thượng vị cơ hội bọn hắn thua gia tộc toàn bộ người đều phục tùng mục vương tinh thống lĩnh dạng này không luận chiến cục như thế nào gia tộc đều có thể bảo tồn nguyên khí hiu hai người bay đi đi theo mục huyền thanh hướng thành nội bay đi tất cả trưởng lão chờ giây lát đều đi theo những cái kia thống lĩnh bọn họ bọn họ cũng đi theo tới. Còn bọn thì cũng không có tư cách đi quan chiến, trong thành chờ đợi chiến cuộc kết thúc. Mục huyền thanh ba người bay khỏi thành trì 10 vạn dặm tại một mảnh núi hoang bên trong đứng thẳng. Mục huyền thanh vừa bay tới, lập tức cùng lục ly truyền âm nói, lục công tử, đợi lát nữa ta cùng nhau thúc đối chiến thái thượng trưởng lão, làm phiền ngươi giúp ta trấn áp thoáng cái đại trưởng lão. Nguyên bản lục ly còn tưởng rằng muốn đối phó một đám trưởng lão, hiện tại phát hiện chỉ đối phó một cái đại trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, đại trưởng lão chỉ là tứ kiếp trung kỳ, đối với hắn mà nói thật không có áp lực. Hắn khẽ vuốt cầm nói, muốn chết, vẫn là phải sống. Mục huyền thanh lạnh giọng truyền âm nói, ánh mắt lộ ra một tia lạnh y nói, giống như hắn ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua tựu tha cho hắn một mạng, giống như chấp mê bất ngộ, vậy liền không nên lưu tình. Tốt, lục ly trả lời một câu, đối mục huyền thanh ngược lại là càng ngày càng thưởng thức, cái này nữ tử xem như một nhân vật, có trở thành một đời nữ kiêu tiềm lực, giống như tiếp tục phát triển tiếp, có lẽ có thể trở thành cái thứ hai La Phi Yên A. À. Trái lại mục phương tinh lục ly lại không coi trọng, hắn hiểu được mục uyển thanh càng thích hợp trở thành mục gia tộc trưởng. Hưu, bên kia thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão bay tới, còn lại trưởng lão đều theo tới, bất quá cự ly ngàn dặm nhìn xa xa, không có người nào tới. Tất cả mọi người tạo thành ăn ý, ai cũng sẽ không nhúng tay, chỉ còn chiến cuộc kết thúc. Thái thượng trưởng lão mục quang nhìn về phía nho thúc, chiến ý cao long, có thể cùng một cái thực lực chênh lệch không nhiều người khai chiến này đối chính mình cũng là một loại tăng lên đại trưởng lão thì nhìn qua mục huyền thanh có chút xấu hổ xuất thủ dù sao hắn là trưởng bối đối phó một cái hậu bối cảm giác này giống như là khi dễ người nhất là lão tộc trưởng còn thi cốt chưa lạnh hưu nho thúc không thích nói nhiều trực tiếp khai chiến thân hình nhanh chóng hướng thái thượng trưởng lão phóng đi cùng này đồng thời mục huyền thanh cũng động hóa thành một đạo lưu quang thế mà hướng thái thượng trưởng lão phóng đi. Ách, à, đại trưởng lão có chút mộng bức, mục huyền thanh cùng nho thuốc đều đi tìm thái thượng trưởng lão, hắn cùng ai khai chiến cùng một cái nhị kiếp đỉnh phong sao cái này xác định không phải nhục nhã hắn. Xa xa một đám trưởng lão cùng thống lĩnh bọn họ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi, bọn hắn một mực không minh bạch, lục ly cùng đi theo chiến đấu là vì cái gì chán sống sao. Ha ha, lão ra hỏa, lục ly gặp đại trưởng lão dáng vẻ, rõ ràng có chút không cao hứng, đây là hoàn toàn không đem hắn coi ra gì a. À hắn nhíu mày nhìn qua đại trưởng lão nói ra đừng xem người đối thủ là ta giống như ngươi có thể thắng ta ta ủng hộ ngươi làm mục gia tộc trưởng như thế nào thật can đảm đại trưởng lão giận tím mặt hắn tại mục gia quản sự nhiều năm đừng nói thế hệ tuổi trẻ thế hệ trước trưởng lão cái kia đối với hắn không phải rất cung kính tiểu tử này dám như thế ngông cuồng nhận lấy cái chết mục huyền thanh là lão tộc trưởng tôn nữ hắn có chỗ cố kỵ lục ly một ngoại nhân hắn lại nửa điểm không nương tay trong tay xuất hiện một cái chiến đao Hóa thành một đạo hắc quang hướng Lục Ly phóng đi. Lục Ly không nhúc nhích, chỉ là Thiên Ly Châu Quang mang lóe lên, tiếp lấy U Linh Vương xuất hiện ở bên ngoài. Ngao, U Linh Vương sau khi ra ngoài, dơ thẳng lên trời một tiếng gầm điên cuồng, hung lệ khí tức truyền khắp khắp nơi, để phụ cận nhiệt độ thoáng cái cảm giác biến thấp rất nhiều. Ô ô, Lục Ly Thiên Ly Châu Quang mang lần nữa lóe lên, quỷ ảnh xuất hiện, cùng U Linh Vương phối hợp một trái một phải hướng Đại trưởng lão phóng đi.